chương 71, thả dây câu cá lớn. Thiệu Hộp đang tra xét lãnh địa sở ra một cách thận trọng, mỗi một lần lẻn vào tra xét tình báo, hắn đều rất cẩn thận. Cho dù trên người được trang bị các loại linh khí ẩn hình, mà phòng ngự sở ra cũng không còn nghiêm ngặt, nhưng hắn vẫn không dám chủ quan chút nào. Hắn đã sắp thăng cấp thành tình báo viên tinh anh. Mỗi một tình báo viên tinh anh đều có đãi ngộ gấp đôi tình báo viên bình thường, đồng thời trên người cũng được trang bị linh khí cao cấp hơn. Ngoài ra còn có thể nhận được nhiều tài nguyên tu luyện hơn. Dù đang cẩn thận tra xét từng ly từng tí, nhưng hắn vẫn luôn trong trạng thái sẵn sàng, trong nháy mắt có thể hủy trang bị tình báo, kích hoạt độn không trâu chạy trốn. Theo luật lệ của Hắc Nguyệt Lâu, mỗi một nhân viên tình báo đều phải chuẩn mọi lúc để có thể hủy trang bị tình báo. Cắt đứt khả năng truy ra thân phận tình báo của Hắc Nguyệt Lâu. Khi cần thiết còn phải tự sát, Thiệu hộp cũng không lo lắng sở ra có thể bắt được mình nếu như mình vừa bị phát hiện, thì hắn sẽ lập tức kích hoạt độn không châu đào tàu. Một đường tra xét tới đây, hắn chỉ cảm thấy tộc địa sở ra có bố cục rất bất thường. Một cây đại thụ được trồng đơn lẻ trên một đống đất nhỏ. Hộ vệ thì giống như kẻ đần độn vậy, đứng ở trên nhánh cây nhìn ra xung quanh. Càng kỳ quái hơn chính là, những tên này lại còn đào rãnh sâu, từng tên hộ vệ ngồi xổm trong rãnh sâu để phòng bị bên ngoài tộc địa. Hắn tiếp tục đi tới, trước mắt lại xuất hiện một ngọn núi lớn ngay sau khi nhìn thấy ngọn núi lớn này thiệu hộp liền choáng váng từ lúc nào mà trong tộc địa sở ra lại xuất hiện ngọn núi này có gì đó sai sai đến tột cùng là không đúng ở chỗ nào hắn lại không biết nên đi vòng qua núi hay là leo lên núi thoáng do dự thiệu hộp quyết định leo lên núi hắn rất tò mò không biết tại sao lại có ngọn núi lớn ở trong lãnh địa sở ra Rõ ràng khi mình đứng ở bên ngoài lãnh địa Sở Gia thì không thấy ngọn núi lớn này, dựa theo tình báo, phạm vi tộc địa của Sở Gia chỉ trong phạm vi chẳng qua là 12 dặm mà thôi. Mà phạm vi ngọn núi lớn này đâu chỉ có 12 dặm. Trong lòng của hắn luôn có linh cảm, lãnh địa Sở Gia có gì đó không đúng, nhưng hắn lại không phát hiện ra được điểm nào, dường như hắn cảm thấy tư duy của mình bị chi chê. Sở Huyền đang ngồi uống trà, liếc nhìn thiệu hộp đang ngồi xổm nhìn tảng đá ngoài sân, mỉm cười một tiếng. Thủ đoạn của đế cảnh, làm sao mà một gã linh cảnh có thể phát hiện? Kẻ tới từ bên ngoài luôn cảm thấy mình đang tra xét tộc địa sở ra, kỳ thực là hắn đang ngồi xổm ở bên ngoài tiểu viện, không nhúc nhích chút nào. Trong mắt người ngoài, hắn cũng không phải là người mà chính là một tảng đá. Cho dù là cường giả chân cảnh, thì cũng không thể khám phá ra được. Đối với mục đích của Hắc Nguyệt Lâu, sở huyền không thèm để ý bây giờ là hắn muốn thả dây dài để câu cá lớn dựa vào những hiểu biết của hắn đối với hắc nguyệt lâu một khi đã tiếp nhận ủy thác thì chắc chắn sẽ hoàn thành bằng không uy tín sẽ bị tổn hại sẽ bị người khác chất vấn nếu như một nhân viên tình báo không hoàn thành nhiệm vụ thì hắc nguyệt lâu sẽ phái ra nhân viên tình báo mạnh hơn cứ như thế một dây thả xuống cuối cùng cũng có thể câu được con cá lớn vừa ý tạm thời không cần câu cá quá lớn dù sao thì hắc nguyệt lâu cũng có nội tình khá sâu nếu câu cá quá lớn thì hắn sợ bản thân sẽ bị lôi xuống nước dần dần sẽ tới cứ kiên nhẫn chờ đợi cuối cùng cũng sẽ có một ngày câu được con cá lớn nhất sở huyền đang chờ đợi con cá thứ hai mắc câu đã ba ngày trôi qua nhân viên tình báo vẫn chưa quay lại vạn thường hơi nhíu mày chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì hay là lãnh địa sở ra bên ngoài thì thả lỏng nhưng bên trong lại ẩn nấp cần phải tốn nhiều thời gian tra xét hơn nhiệm vụ ủy thác của hắc nguyệt lâu phải dốc hết khả năng hoàn thành có như vậy mới có thể biểu hiện ra năng lực và sự cường đại của hắc nguyệt lâu mà hắn làm lâu chủ hoàn thành ủy thác càng nhanh thì mới thể hiện được năng lực xuất chúng khiến cấp trên chú ý có thể thăng chức càng nhanh cho nên vạn thường phát ra mệnh lệnh yêu cầu thiệu hộp quay về không cần biết nhiệm vụ có hoàn thành hay không sau khi nghe lệnh thì nhất định phải trở về báo cáo lại trôi qua một ngày hắn vẫn chưa thấy thiệu hộp trở về đã có chuyện vạn thường hơi nhướng mày sở ra có năng lực gì mà có thể giữ thiệu hộp lại tuy rằng thiệu hộp không phải tình báo viên tinh anh nhưng cũng là tình báo viên lâu năm đã trải qua nhiều nhiệm vụ ẩn nấp tra xét vạn thường liền phái ra một tên tình báo viên tinh anh chấp hành nhiệm vụ tiện thể tra xét một chút đến tột cùng là thiệu hộp đã xảy ra chuyện gì tình báo viên tinh anh ra tay vạn thường thấy an tâm hơn nhiều. Bất kể như thế nào thì sở ra cũng không thể giữ tình báo viên tinh anh lại. Tuy rằng, người này chỉ là một tình báo viên tinh anh mới lên chức. Lại trôi qua thêm một ngày nữa, đã mất tung tích của tình báo viên tinh anh. Vạn thường cũng không vội, xảy ra chuyện của thiệu hộp, chắc chắn sở ra sẽ phải cẩn thận, cần phải mất nhiều thời gian cũng là chuyện bình thường. Để vạn thường bất ngờ là, hồ tuyền giáo chủ, Người ủy thác nhiệm vụ này lại đích thân tới. Đã ủy thác Hắc Nguyệt Lâu trong thời gian dài như vậy rồi, mà vẫn chưa có kết quả sao? Hồ Tuyền lộ ra vẻ mặt âm trầm nói. Hồ giáo chủ, người cứ yên tâm, Hắc Nguyệt Lâu chúng ta làm việc, rất đáng tin, vạn thường nói như chém đinh chặt sắt. Người chờ thêm 2-3 ngày nữa, chắc chắn có kết quả. Phân bộ của Hắc Nguyệt Lâu trải rộng khắp nơi, khách hàng có thể ủy thác ở bất kỳ phân bộ nào của Hắc Nguyệt Lâu chỉ cần không vượt qua thực lực của phân bộ, nhiệm vụ sẽ được chuyển tới cho phân bộ Hắc Nguyệt lâu đó chấp hành. Chỉ có nhiệm vụ có độ khó vượt qua thực lực của phân bộ, thì mới để cho phân bộ Hắc Nguyệt lâu cấp cao hơn chấp hành. Bởi vậy, xưa nay hiệu suất làm việc của Hắc Nguyệt lâu rất mau lẹ. chương 72, bắt được cá lớn, hiệu suất làm việc của Hắc Nguyệt lâu rất nổi danh, Hồ Tuyền đợi vài ngày vẫn không thấy kết quả, cho nên mới lén lút đi tới sở quận xưa nay hắc nguyệt lâu luôn nổi danh làm việc nhanh gọn tuy rằng thực lực sở ra không yếu nhưng cha xét bố cục lãnh địa gia tộc đối với hắc nguyệt lâu cũng không tính là khó mới đúng chứ ta hy vọng vạn lâu chủ có thể nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ này ba ngày ta sẽ đợi thêm ba ngày nếu như không có kết quả thì ta sẽ hủy nhiệm vụ hồ tuyên trầm giọng nói hồ giáo chủ cứ yên tâm hắc nguyệt lâu làm việc hiệu suất rất ổn định người cứ yên tâm chờ một lát là được vạn thường ưỡn ngực tự tin nói hồ tuyền lặng lẽ rời đi hắn cũng không dám ở lại hắc nguyệt lâu đám gia hỏa này vô cùng hiểm độc làm không tốt sẽ bán mình cho sở ra thậm chí là tử nguyệt quốc hắn vẫn còn chút giá trị để bán nhỡ đâu sở ra hoặc là tử nguyệt quốc nguyện ý bỏ ra cái giá cao mua sắm tình báo về bản thân thì sao đây sắc mặt vạn thường trở nên khó coi phát ra mệnh lệnh yêu cầu tình báo viên tinh anh kia phải lập tức quay trở về nếu như xảy ra vấn đề hiệu suất quá chậm làm cho khách hàng hủy nhiệm vụ thì năng lực của hắn sẽ chịu ảnh hưởng nhất định mắt thấy đã sắp tới thời điểm thăng chức nếu lại rơi vào tình huống éo le này thì chắc chắn hắn sẽ không còn hy vọng thăng chức lại trôi qua thêm một ngày tình báo viên tinh anh vẫn biệt vô âm tín mặt của vạn thường nhăn như quả táo tàu lại phái ra thêm một tên tình báo viên tinh anh có thâm niên không cần biết kết quả ra sao nhất định phải nhanh chóng trở về kết quả lại một đi không trở về. Có lẽ mình quá xem thường sở ra rồi. Vạn thường cười nhẹ một tiếng, có thể khiến cho tình báo viên thanh đồng này tự mình ra tay. Sở ra đã đủ để kiêu ngạo. Hắn mặc trang bị lên, nhân lúc đêm đen, tiến về phía lãnh địa của sở ra. Không có ai có thể ngăn cản hắn thăng chức thành lâu chủ tinh anh. Hắn đã ngây ngốc ở vị trí lâu chủ bình thường này hơn 30 năm rồi. Chỉ có trở thành lâu chủ tinh anh, thì hắn mới có thể nhận được nhiều tài nguyên hơn, có cơ hội tăng tu vi lên tới hợp cảnh tầng 3. Muốn thăng chức lâu chủ tinh anh thì chỉ có hai cách. Một là năng lực phải đủ mạnh, được cấp trên cho điểm ưu việt, hai là cảnh giới từ hợp cảnh tầng 3 trở lên, dù sao đi nữa thì thực lực vẫn quan trọng hơn. Dù cho năng lực của ngươi kém một chút, nhưng chỉ cần thực lực đủ mạnh thì vẫn có thể thăng chức. Dù sao thì đây cũng là một thế giới lấy thực lực làm đầu. Vạn thường rất tự tin, hắn là tình báo viên thanh đồng, kinh nghiệm phong phú, từng lấy thực lực linh cảnh tầng 9 ám sát một tên võ giả hư cảnh tầng 1. Thực lực sở ra như thế nào? Hắn hiểu rất rõ, không có một ai có thể giữ mình lại. Cho dù là sở ra có ẩn giấu cường giả hợp cảnh đi nữa, thì cũng không cầm chân hắn được. Năng lực thu liếm khí tức, ẩn nấp và trốn chạy của tình báo viên thanh đồng đều vượt xa tình báo viên tinh anh. Trước đây hắn từng dùng thực lực linh cảnh tầng 9, có thể trốn thoát được vòng vây của ba gã võ giả hư cảnh tầng 5. Bây giờ, hắn đã có thực lực hia cảnh đỉnh phong. Cùng cảnh giới, cho dù võ giả hợp cảnh tầng 1 tầng 2, cũng không thể giữ chân hắn. Huống hồ, thân là lâu chủ của Hắc Nguyệt lâu ở Sở Quận, bảo vật trên người còn nhiều hơn so với tình báo viên Thanh Đồng, thủ đoạn giữ mạng và trốn chạy cũng cường đại hơn. Lúc tới đây Vạn Thường mang sự tự tin rất lớn nhưng vào lúc này thì nội tâm đã vỡ vụn sụp đổ sở ra thật là âm hiểm vậy mà che giấu một nhân vật kinh khủng như vậy nếu như tình báo không sai thì đối phương là con trai của sở thu lạc chắc chắn là không sai con trai sở thu lạc mới bao nhiêu tuổi làm sao lại có thực lực cường đại như vậy cho dù hắn có tu luyện từ trong bụng mẹ đi nữa thì cũng không có khả năng mạnh tới mức này đế cảnh nam châu không đế hắn đã là người mạnh nhất ở nam châu vạn thường là một trong những thành viên cấp cao của hắc nguyệt lâu những chuyện bí mật mà hắn biết được còn nhiều hơn so với đa số võ giả nam châu không đế không chỉ đơn giản là bởi vì pháp tắc không đủ thiếu thốn truyền thừa đế cảnh mà cường giả đế cảnh ngoài nam châu không muốn đi tới nam châu đương nhiên vẫn còn những nguyên nhân khác trong lòng hắn khiếp sợ không thôi làm sao hắn thành đế được thời gian còn chưa tới cường giả đế cảnh ngoài nam châu cũng không có khả năng đến đây lâu chủ hắc nguyệt lâu sở quẫn sở huyền liếc nhìn vạn thường đang run lẩy bẩy quỳ trên mặt đất thì mở miệng hỏi cuối cùng cũng câu được một con cá lớn vâng vâng làm sao vạn thường còn chút tâm tư phản kháng nào nói một chút đi vì sao ngươi tới đây trong lòng sở huyền đã có chủ ý tạm thời khống chế vạn thường thì tạm thời phương diện tình báo sẽ không còn lo nữa chờ đợi thời cơ chín mùi lại khống chế người nắm quyền cao nhất của hắc nguyệt lâu ở tần quốc như vậy thì Hắc Nguyệt Lâu ở Tần Quốc sẽ bị hắn khống chế. Đợi khi nào thực lực của mình cường đại sẽ câu con cá càng lớn hơn. Vạn thường không dám che giấu chút gì, về phần chữ tín của Hắc Nguyệt Lâu, hắn đã ném ra sau đầu, mình chỉ là hư cảnh nho nhỏ. Ở trước mặt cường giả đế cảnh, tất cả chỉ là rác rưỡi. chương 73, Tử Mẫu Thông Tấn Phù, hắn vô cùng thành thật, kể lại mọi chuyện hồ tuyền ủy thác ra sao sở huyền cũng cạn lời với đám tà giáo này sở ra có thù với hồ tuyên sao đối phương muốn làm gì dĩ nhiên là sở huyền biết tuốt gần đây tà tu có trào lưu gì hay sao sở huyền rất tò mò đến tốt cùng là tên côn vũ kia đã tạo ra trào lưu gì cho giới tà tu có một vài tên điên trong giới tà tu liều mạng xông vào tà vương cung để khẳng định chính mình vạn thường kể rất chi tiết những chuyện đã xảy ra ở tà vương đình sở huyền cảm thấy đầu mình to ra Mẹ kiếp, một đám tà tu kia đúng là hết thuốc chữa. Vậy mà dám lấy chuyện dũng cảm xông vào Tà Vương cung để tự hào, còn trở thành trào lưu trong giới tà tu. Không có bằng hữu nào xông vào Tà Vương cung thì không có gì để khoác lác. Quả nhiên, tà tu tu luyện tà công rất dễ bị tẩu hỏa nhập ma. Sở huyền liền gieo hồn ấn vào người vạn thường, lại khống chế thêm ba người khác, cũng gieo hồn ấn vào ba người còn lại. Hắn để ba người kia rời đi chỉ giữ một mình vạn thường lại chính là muốn tìm hiểu một chút về hệ thống và cách vận hành của hắc nguyệt lâu mặc dù vạn thường chỉ là một lâu chủ bình thường nhưng hắn rất am hiểu về hệ thống và cách vận hành của hắc nguyệt lâu đương nhiên thông tin ở tầng cao hơn hắn cũng không tiếp xúc tới lâu chủ hắc nguyệt lâu được chia thành lâu chủ bình thường lâu chủ tinh anh thanh đồng bạch ngân vàng kim nhất tinh tới cửu tinh vạn thường chỉ là một lâu chủ bình thường hắn đang cố gắng để được thăng chức lên làm lâu chủ tinh anh người nắm quyền hắc nguyệt lâu tần quốc chính là một tên lâu chủ tinh anh nếu như vạn thường thăng chức thì hắn sẽ thay thế vị lâu chủ tinh anh kia trở thành người nắm quyền hắc nguyệt lâu ở tần quốc cần điều kiện gì mới có thể thăng cấp lâu chủ tinh anh công lao năng lực hoặc thực lực vạn thường cung kính đáp lời chủ sự của hắc nguyệt lâu ở tần quốc là ai thuộc hạ cũng không biết hệ thống của hắc nguyệt lâu ở cấp nào thì phụ trách cấp đó, bình thường chỉ có thể tiếp xúc trên một cấp, không thể nào gặp người có cấp bậc cao hơn. Sở huyền lâm vào trầm tư, có thể nói hệ thống cửa hắc nguyệt lâu rất kín đáo. Được chia ra nhiều phân bộ, mỗi bộ chịu trách nhiệm khác nhau. Mà ở trên nhiều phân bộ, lại có một người điều phối chung. Vạn thường đối với việc thăng chức lên lâu chủ tinh anh, tràn đầy lòng tin, chỉ cần gần đây không xuất hiện chuyện gì ngoài ý muốn, thì chức vị tinh anh của hắn coi như đã nằm trong túi. Sở huyền ném cho hắn một bình đan dược, cho ngươi bình đan dược này, đủ cho ngươi trong thời gian ngắn đột phá tới hợp cảnh, thậm chí là hợp cảnh tầng 3. Vạn thường run rẩy nhận lấy, trong lòng vui mừng không thôi, hắn cùng kính nói, đa tạ chủ thượng. Ngươi làm việc cho ta, chỉ cần biểu hiện tốt sẽ có thường. Sở huyền khích lệ hắn, rồi nói, ngươi cứ làm việc bình thường, nếu có tình báo gì quan trọng thì phái một người đưa tới vâng thưa chủ thượng vạn thường cẩn thận từng ly từng tí hỏi ủy thác của hồ tuyền xử lý như thế nào ngài có muốn bắt hắn rồi vạn thường làm một động tác cắt cổ người cứ đưa thông tin mà hắn cần không cần chú ý tới hành động của hắn sở huyết suy nghĩ một chút rồi ném một phần bản đồ địa hình của lãnh địa sở ra để vạn thường trao cho hồ tuyền một khi hồ tuyền hành động thì sẽ đi qua tiểu viện của hắn thật ra hắn cũng rất tò mò đến tột cùng là cái tên hồ tuyền này muốn làm gì hắn đã là cường giả đế cảnh tự nhiên không cần lo xảy chuyện gì ngoài ý muốn vâng chủ thượng được rồi ngươi trở về đi sở huyệt phất phất tay đuổi vạn thường rời đi vâng vạn thường cung kính rời đi ký chủ không bước ra khỏi nhà âm thầm khống chế hắc nguyệt lâu sở quận ban thưởng phương pháp luyện chế tử mẫu thông tấn phù lời nhắc nhở của hệ thống vang lên Tử mẫu thông tấn phu Sở huyền vội vàng xem thông tin giới thiệu về từ mẫu thông tấn phù. Tử mẫu thông tấn phù. Lấy mẫu phù làm gốc, tử phù có thể tiến hành trao đổi tin tức với nhau. Đây là một loại phù dùng để truyền tin, trong đó lấy mẫu phù làm chủ, vừa có thể nhận thông tin của tất cả tử phù, mà còn có thể khống chế tin tức và động tính. Giữa các tử phù có thể giao tiếp với nhau, ít nhất một cái mẫu phù có thể chia thành trăm cái tử phù luyện chế ra cấp bậc càng cao thì nắm giữ tử phu càng nhiều, có thể truyền tin từ khoảng cách xa hơn. Tử mẫu thông tấn phù cấp thấp nhất cũng có thể truyền tin trong phạm vi 3 vạn dặm. Nếu tử mẫu thông tấn phù cấp cao hơn, dù cho khoảng cách xa trăm vạn dặm vẫn có thể truyền tin. Sở huyền rất hài lòng đối với phần thưởng này, vừa đúng dịp, có thể luyện chế để truyền tin tức tình báo cho Hắc Nguyệt Lâu. Mẫu phù ở trong tay mình, nên mình có thể nắm giữ toàn bộ tin tức của tử phù. Phối hợp với ám hiệu, dù cho tử phù có bị người khác đoạt đi thì mình cũng có thể phát hiện. Hơn nữa, còn có thể đặt mật mã cho tử phù. Không có mật mã thì không thể nào sử dụng được tử phù. Mẫu phù còn có thể định vị được tử phù ở đâu. Dựa vào hiểu biết hiện tại của Sở Huyền, chắc chắn Nam Châu không có loại linh khí truyền tin nào như tử mẫu thông tấn phù. Chương 74, xuất hiện nhân vật chính, cho dù là hệ thống tình báo của Hắc Nguyệt lâu cũng chỉ có sử dụng một loại, dùng yêu cầm đặc thù để truyền tin. Phần lớn thường sử dụng một loại huyền châu tiếp nhận mệnh lệnh, dùng màu sắc khác nhau để phân biệt từng mệnh lệnh. Trước mắt cũng là thứ mà các thế lực lớn thường dùng để truyền tin. Những chuyện này đều được quy ước trước, ví dụ như hắc châu vỡ vụn, đại biểu nguy hiểm, trở về, nhanh trốn, hoàng châu vỡ vụn thì đại biểu cho ẩn nấp, hồng châu vỡ vụn thì tượng trưng cho hành động công kích. Đều được quy ước từ trước. Một khi Châu Vỡ thì sẽ biết làm thế nào. Hiện nay cũng không tồn tại loại linh khí có thể truyền tin. Tử Mẫu Thông Tấn phù xuất hiện, tuyệt đối là vũ khí quan trọng cho công tác tình báo. Có thể truyền tin ngay lập tức, sẽ không tồn tại tình huống chậm trễ. Hắc Nguyệt lâu bồi dưỡng ra yêu cầm tình báo, cho dù tốc độ có nhanh hơn nữa thì vẫn xảy ra chậm trễ. Huống hồ, lỡ như trên đường xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì tin tức sẽ tới càng lâu. Sở Huyền đang nảy ra một ý tưởng để thu hoạch tình báo, khống chế Mẫu phù trong tay rồi bán Tử phù ra, thông tin người dùng Tử phù sẽ được hắn nắm rõ. Nhất là bán cho một vài thế lực lớn, bọn họ lại không biết tới sự tồn tại của Mẫu phù, mà Tử phù sau khi khắc ấn ký mới có thể truyền tin qua lại, kể từ đó, tất cả tin tức tình báo của những thế lực này đều nằm gọn trong tay hắn. Sở Huyền quyết định luyện chế ra một bộ dùng thử trong quá trình sử dụng còn có thể khai thác thêm chức năng mình chưa biết hơn nữa tử mẫu thông tấn phù cũng có thể tiến hành thăng cấp mở rộng thêm các chức năng vạn thường vừa rời đi không bao lâu thì được sở huyền gọi trở lại hắn giao danh sách vật liệu cần thiết cho vạn thường đi thu mua sau đó lại đuổi hắn đi luyện chế tử mẫu thông tấn phù đối với sở huyền dễ như ăn cháo nhưng nếu phải luyện chế số lượng lớn thì rất phiền phức cho nên sở huyền lại đang suy nghĩ làm thế nào mới thu được một đệ tử có thiên phú ưu việt, thay thế hắn luyện chế tử mẫu thông tấn phù. Trong đầu sở huyền đã vạch ra một kế hoạch lớn cho tử mẫu thông tấn phù, một khi thực hiện thành công, sẽ tạo dựng được một mạng lưới thông tin liên lạc khổng lồ, mà bản thân hắn lại là người nắm giữ mạng lưới này. Đã như thế, dù cho nút lùm ở một chỗ cũng có thể biết chuyện trong thiên hạ, thậm chí là tin tức bí mật của tất cả tông môn. Cho nên, hắn nhất định phải tự tay kiểm soát bí mật của mẫu phù không thể để cho người thứ hai biết được bằng không những tông môn kia làm sao mà yên tâm sử dụng sở huyền lại nhìn về phía bí cảnh cơ duyên thời gian dài như vậy mà vẫn chưa thu hút được người nào bản thân mình đang thiếu thốn nhân thủ thiên phú tầm thường bồi dưỡng không có giá trị hắn không thèm về phần sở ra quên đi bản thân mình còn phải điệu thấp rách việc mới đi tìm sở ra rất nhanh vật liệu luyện chế tử mẫu thông tấn phù đã được mang tới, người đưa vật liệu tới là thiệu hộp. Bản thân vạn thường là lâu chủ, đương nhiên không thể tùy tiện rời đi, không phải chuyện quan trọng. Sở huyền cũng không bảo hắn sách đít tới, trước mắt thiệu hộp phụ trách làm chân chạy cho sở huyền. Sở huyền bỏ ra hơn hai canh giờ, mới luyện chế xong một cái mẫu phù và một trăm cái tử phù. Giao mấy cái tử phù cho thiệu hộp, bảo hắn mang về cho vạn thường, cũng chỉ hắn phương pháp sử dụng. Trên mặt Thiệu Hộp lộ ra vẻ khiếp sợ, bản thân hắn là tình báo viên, đương nhiên là hắn hiểu sự xuất hiện của Tử Mẫu Thông Tấn Phù có tác dụng to lớn tới mức nào. Sở Huyền cũng biết, một khi cao tầng của Hắc Nguyệt lâu biết được sự tồn tại của Tử Mẫu Thông Tấn Phù thì sẽ dẫn tới sự chú ý, bởi vậy tạm thời hắn không có dự định sử dụng thứ này rộng rãi. Tạm thời chỉ giao cho mấy người vạn thường để có thể nhanh chóng truyền tin cho mình. Đợi tới khi nào thực lực đủ mạnh sẽ công bố ra ngoài. Vũng nước ở Hắc Nguyệt Lâu còn rất sâu, tuy là đã tới đế cảnh, nhưng hắn vẫn cảm thấy chưa mấy an toàn. Hắn vẫn lo lắng đối phương còn mạnh hơn mình. Thiệu hộp mang theo thông tấn phù rời đi. Mấy ngày sau, sở huyền tiếp tục dùng vạn thiên kính kết nối ngẫu nhiên tới những nơi khác, cũng thỉnh thoảng tìm đỗ nguyên để tâm sự. Một vị cường giả tôn cảnh, lại xuất thân từ tán tu, có thể lừa dối một chút thì cũng tốt. Sở huyền rất hưởng thụ cảm giác giả mạo cao nhân. Thỉnh thoảng chỉ cần giảng giải một hai tiểu bí thuật cũng đã khiến Đỗ Nguyên kính nể không thôi. Càng kính trọng đối với Sở Huyền, dĩ nhiên cảnh giới của Sở Huyền không bằng Đỗ Nguyên, nhưng bí thuật mà hắn biết đều tới từ hệ thống, đồng thời cũng nắm giữ hoàn toàn. Chỉ có cảnh giới thấp hơn mà thôi, riêng đối với việc lĩnh ngộ bí thuật mà nói, thì Đỗ Nguyên còn thua xa hắn. Trong lúc hai người trò chuyện, ngẫu nhiên Đỗ Nguyên cũng thỉnh giáo vài vấn đề mà hắn gặp phải với Sở Huyền. Tiền bối Gần đây vãn bối gặp phải một chuyện, do dự không quyết. Xin thỉnh giáo tiền bối một chút, ngươi nói xem, là chuyện gì? Sở huyết giả bộ đang buồn phiền, tìm người tâm sự, thấy có duyên với Đỗ Nguyên nên mới chỉ điểm một hai. Tây Châu có một đại gia tộc, trong đám hậu bối có một vị đã từng là thiên tài, tuy nhiên ba năm trước lại bỗng nhiên tàn phế, tu vi trì trệ không tiến, trước đây không lâu, hắn bị người ta từ hôn. Sở huyền nghe được thì biểu lộ ra vẻ mặt quái dị, vị đã từng là thiên tài của đại gia tộc kia. Làm sao lại có cảm giác rất giống một khuôn nhân vật chính nhỉ? Đã từng là thiên kiêu, hiện tại là trở thành phế vật, còn bị từ hôn, có phải nên gào to một câu, đừng khinh thiếu niên nghèo. Chuyện này rất đơn giản, cha của vị thiên tài kia vì chữa trị cho hắn, mà ra ngoài tìm dược liệu nên mất tích, vị thiên tài kia ở gia tộc nhận hết đủ loại sỉ nhục. Cuối cùng, cách đây ba ngày, vị thiên tài kia đột nhiên bùng nổ đè một tên thiên kiêu dám xúc phạm hắn xuống trên mặt đất rồi trà đạp. Thậm chí còn đánh cắp một số tài nguyên của gia tộc, sau đó nói lời ngông cuồng rồi chạy trốn khỏi gia tộc. Trước mắt, gia tộc kia đã phát ra lệnh truy sát, bất kỳ người nào chỉ cần giết được hắn, hoặc là bắt được đối phương thì chắc chắn sẽ được phần thưởng hậu hĩnh. Gia tộc nơi đỗ nguyên ở, có người động tâm, đồng thời còn phát hiện tung tích của vị thiên tài này, nhưng dù sao vị thiên tài này cũng xuất thân từ đại gia tộc, Sợ chuyện này ảnh hưởng lớn, nuốt không trôi nên tới xin ý kiến của Đỗ Nguyên. Chương 75, thiên tài xuất thế, Đỗ Nguyên thân là tán tu, có thể sống tới hiện tại, còn tu luyện tới tôn cảnh, ngoại trừ thiên phú cùng cơ duyên ra, điểm mấu chốt nhất là hắn rất cẩn thận. Cha của vị thiên tài kia cũng không phải là nhân vật đơn giản. Cường giả tôn cảnh đỉnh phong, hắn còn nghe nói, thậm chí người kia có hy vọng đột phá tới thiên cảnh nhỡ đâu đối phương không chết mà quay về, biết được tin tức con trai mình bị giết thì làm sao có thể bỏ qua. Bất kỳ người nào tham dự vào trong, chắc là rất khó sống. Dựa vào thực lực tiểu gia tộc của Đỗ Nguyên, thì chắc chắn không chịu nổi lửa giận của đối phương. Tuy rằng, đại gia tộc kia đã truyền ra tin tức, phụ thân vị thiên tài này đã vẫn lạc, mệnh châu để lại trong gia tộc đã vỡ vụn. Nhưng mà Đỗ Nguyên hiểu rất rõ, nếu như người kia tiến vào một số bí cảnh, thu hoạch được cơ duyên đặc thù, hoặc là gặp phải một số tình huống đặc biệt, mệnh châu cũng sẽ vỡ vụn. Cho nên hắn cũng không dám chắc người kia chết hay chưa. Lúc hắn còn ở đế cảnh cũng gặp tình huống tương tự, kẻ địch cho là hắn chết rồi, hắn mới có thời gian tu luyện tới tôn cảnh, sau đó lại chém giết địch nhân kia. Chính bởi vì vậy, xuất phát từ bản tính cẩn thận, Đỗ Nguyên vẫn do dự trước sau, có nên tham dự hay không? mà đại gia tộc kia lại trả thù lao quá hậu hĩnh, rất nhiều thế lực đều động tâm. Chỗ tiểu gia tộc của hắn, nếu như có thể lấy được khoản tài nguyên này, thực lực sẽ tăng lên ba thành, hắn cũng có cơ hội trong vòng 10 năm có thể đột phá một tiểu cảnh giới. Sở huyền nhận ra vị thiên tài kia cũng không đơn giản, rất có khả năng sẽ quật khởi. Làm không tốt, bên người hắn lại xuất hiện một lão gia gia. Thiên tài từ trên cao lại trở thành phế vật, nếu như sau khi bị khi dễ, bỗng nhiên bùng nổ chắc chắn sẽ khôi phục lại thiên phú thiên tài hơn nữa thực lực còn tiến thêm một bước người của đại gia tộc này chắc chắn trong lòng rất kiêng kỵ sợ hắn trưởng thành cho nên mới không tiếc trả giá cao để tìm người giết hắn loại người có hào quang của nhân vật chính này cũng không dễ dàng chết đi nếu như đỗ nguyên tham dự có khả năng rất lớn sẽ gặp phải kết cục khi thiên tài quật khởi sẽ giết ngược lại đỗ nguyên tiêu diệt tiểu gia tộc của hắn việc này ngươi không được tham gia, bằng không sẽ gặp tai họa ngập đầu. Sở huyền ra vẻ cao thâm mạc chắc, lên tiếng khuyên nhủ, đỗ nguyên liền hít vào một hơi, nói ra, tiền bối, làm sao ngài lại khẳng định là tai họa ngập đầu. Từ thiên tài trở thành phế vật, lại từ phế vật lại trở thành thiên tài, đều có bí mật bên trong, nên biết rằng mỗi một cường giả tuyệt thế, đều là dẫm lên vô số thiên kiêu mà trở nên nổi danh. Người cứ chờ xem, Người tham gia vây quét sẽ gặp phải kết cục không may, ngay cả những thiên kiêu nổi tiếng tham gia vây quét, sau cùng đều sẽ chết hoặc bị phế. Đỗ Nguyên hơi trầm mặc, nói, Vãn Bối sẽ nghe lời ngài, Vãn Bối sẽ ngăn cản bọn họ tham gia chuyện này. Sở Huyền cũng không ngạc nhiên khi Đỗ Nguyên nghe lời hắn, Đỗ Nguyên vốn là người cẩn thận, đã nhưng về phía không tham gia, chỉ là có chút do dự mà thôi. Vài ngày sau, Đỗ Nguyên càng cung kính hơn đối với Sở Huyền. May mắn là hắn ngăn cản tiểu gia tộc tham gia vây quét. Kết quả đúng như dự đoán của Sở Huyền, vị thiên tài kia quét sạch tứ phương. Thiên Kiêu ở đại thành chỗ Đỗ Nguyên gần như đều chết sạch. Sau khi vị thiên tài kia giết người, liền chạy trốn không tìm thấy tung tích, còn tuyên bố những thế lực nào tham gia sẽ nhận phải sự trả thù từ hắn. Có một gia tộc có cường giả Tôn Cảnh làm cung phụng, vì tham dự lần này mà tự mình xuất thủ, kết quả vị thiên tài kia được một cường giả bí ẩn cứu đi sở huyền rất hứng thú với vị thiên tài kia đang do dự có nên bố trí một bí cảnh cơ duyên ở bắc châu hay không nói không chừng vị thiên tài kia sẽ tìm được bí cảnh cơ duyên thì sao hắn có một loại linh cảm chẳng mấy chốc vị thiên tài này sẽ giành trấn bắc châu quật khởi nhanh chóng dẫm nát rất nhiều thiên kiêu lại trôi qua nửa tháng cuộc sống của sở huyền rất đơn giản tu luyện xem tình báo hắc nguyệt lâu dùng vạn thiên kính kết nối tới các vị trí ngẫu nhiên thỉnh thoảng sẽ tâm sự với đỗ nguyên sau khi hồ tuyền lấy được bản đồ địa hình và bố trí phòng ngự của lãnh địa sở ra vẫn một mực không có động tĩnh gì sở huyền có chút tò mò có phải là đối phương đang chuẩn bị thực hiện một âm mưu lớn gì đó không có điều hắn cũng không lo lắng bất kỳ một âm mưu nào đứng trước thực lực tuyệt đối đều là gà đất chó cảnh không chịu nổi một đấm đã lâu không liên hệ với đỗ nguyên để tán gẫu sở huyền lấy vạn thiên kính ra truyền linh lực vào kết nối tới vị trí đỗ nguyên hình ảnh lờ mờ hiện ra sở huyền phát hiện đỗ nguyên đang ở trong một đại sành ngồi ở trên chủ vị tiểu gia tộc cung phụng hắn đang tổ chức một cuộc họp sở huyền không lên tiếng quấy dày mà bình tĩnh quan sát trọng tâm của cuộc họp này là thương nghị chuyện mang hai tiểu bối có thiên tư xuất chúng tham gia kỳ khảo hạch đệ tử của một đại tông môn ở bắc châu tuy rằng tiểu gia tộc này có đỗ nguyên làm chỗ dựa nhưng thực lực tổng hợp cũng không mạnh, không thể để chuyện gì cũng dựa vào Đỗ Nguyên. Vì muốn tăng thực lực và sức ảnh hưởng của gia tộc, dự định dựa vào đại tông môn kia, sau khi cuộc họp kết thúc, Đỗ Nguyên lại trở về chỗ của hắn. Sở huyền lộ ra hình ảnh vạn thiên kính, trò chuyện với Đỗ Nguyên một chút. Tiền bối, gần đây vãn bối định đi xa một chuyến, để chuẩn bị cho sự kiện chiến ma cổ địa sắp mở ra. Chiến ma cổ địa, sở huyền hơi sững sốt, đây là Đỗ Nguyên muốn tham gia tranh đoạt bí cảnh cơ duyên. Bí cảnh có thể khiến cho cường giả tôn cảnh phải động tâm thì chắc chắn không đơn giản. Hơn nữa, vừa nghe tên đã biết không phải hạng xoang. Tất nhiên là một loại chiến trường thượng cổ. Chương 76, nước ở Nam Châu rất sâu. Đúng thế, chiến ma cổ địa nằm ở Nam Châu, chắc chắn trong vòng mấy chục năm nữa sẽ mở ra. Đỗ Nguyên nói với vẻ mặt nghiêm túc, Nam Châu vào thời kỳ thượng cổ đã bộc phát đại chiến khiến cho địa mạch tan vỡ, ngay cả pháp tắc cũng không được đầy đủ, bây giờ pháp tắc đang trong quá trình khôi phục, một khi pháp tắc được khôi phục thì chiến ma cổ địa sẽ xuất hiện, Vãn Bối dự định sớm đi tới Nam Châu để sắp xếp một phen, chuẩn bị sẵn sàng khi nào chiến ma cổ địa mở ra, sẽ chiếm được một chút tiên cơ. Sau đó thì hắn lại thở dài, nói ra, Vãn Bối thân là tán tu, rốt cuộc cũng không so được với những cường giả đại thế lực khác, nếu như không sớm bố trí một chút chỉ sợ tới lúc đó ngay cả tư cách tham dự cũng không có, nhân lúc Nam Châu vẫn chưa bị thế lực lớn phong tỏa. Vãn bối dự định ẩn nấp tại Nam Châu, sở huyền nghe xong thì lập tức khẩn trương, thật khốn kiếp, ta vừa mới trở thành người mạnh nhất Nam Châu, bây giờ sắp xuất hiện một gã tôn cảnh. Ngoại trừ Đỗ Nguyên, hắn cũng không biết những cường giả nơi khác có cùng ý nghĩ này hay không. Chiến ma cổ địa kia là cái gì, chắc chắn sẽ là nơi trước đây xảy ra trận đại chiến, dẫn tới địa mạch của nam châu tan vỡ pháp tắc không trọn vẹn nên mới trở thành bí cảnh một khi mở ra đương nhiên là sẽ không tầm thường vô số thế lực lớn đều muốn kiếm một chén canh nam châu sắp trở thành một nơi phức tạp rồi sở huyền liền cảm nhận được áp lực không được nhất định phải nhanh chóng mạnh lên hắn nói bóng nói gió hỏi thăm đỗ nguyên vài thông tin liên quan tới chiến ma cổ địa đồng thời tìm hiểu xem có cường giả nào tới nam châu hay không làm cho hắn hơi yên lòng, chính là cũng không phải tất cả tán tu đều biết chiến ma cổ địa. Là do Đỗ Nguyên từng nhận được cơ duyên ở bên trong nên mới biết được. Những thế lực lớn có truyền thừa cổ xưa, bởi vì thời cơ chưa chín mùi, cũng không điều động cường giả tới Nam Châu, sau khi bọn họ đàm phán danh ngạch xong xuôi thì mới hành động. Trước khi hành động, bọn họ sẽ hợp lực phong tỏa con đường tắt tiến về Nam Châu, ngăn cản cường giả ngoài danh ngạch của các thế lực tiến vào nhất định phải ngăn cản Đỗ Nguyên tới Nam Châu. Sở huyền nhanh chóng suy nghĩ ra biện pháp, mở miệng nói, ngươi chờ đợi thêm một lát, ta sẽ nhìn thế cục ở Nam Châu cho ngươi. Giả vờ giả vịt một phen, hai mắt liền nổi lên ánh sáng màu vàng kim, chiếu vào một cái phương hướng, thấy một màn này Đỗ Nguyên rung động không thôi, thực lực vị tiền bối này rất khủng bố. Thật lâu, sở huyền mở miệng nói, tiểu độ à, nghe một lời khuyên của tiền bối, nước ở Nam Châu rất sâu, người không thể nắm bắt được đâu. Vẻ mặt của Đỗ Nguyên trở nên căng thẳng, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, tiền bối, địa mạch Nam Châu đã tan vỡ, pháp tắc cũng không trọn vẹn, chuyên thừa lại thiêu thốn, đoán chừng ngay cả đế cảnh cũng không có mới phải chứ. Ngay cả đế cảnh mà Nam Châu cũng không có thì nước có thể sâu bao nhiêu. Chỉ là tiền bối đã nói Nam Châu nước sâu thì chắc chắn trong đó có nguyên nhân. Sở huyết ra vẻ cao nhân nói, tiểu đỗ à, Thực lực cấp nào mới có thể đánh cho pháp tắc ở Nam Châu không trọn vẹn? Tối thiểu phải là thiên cảnh. Đỗ Nguyên lo nghĩ nói, dù có thêm nhiều cường giả tôn cảnh đại chiến, thì cũng không thể nào đánh cho địa mạch tan vỡ, pháp tắc thiếu hụt. Chỉ có cường giả thiên cảnh trong truyền thuyết mới có thể làm ra được. Ở Nam Châu có một đám tiểu gia hỏa thiên cảnh đang bố cục, ngươi chỉ là một tên tôn cảnh nhỏ nhoi, lội không qua vũng nước sâu này. Nghe lời khuyên của ta, ngươi không thể nắm bắt được thần sắc đỗ nguyên liền biến đổi, cường giả thiên cảnh bố cục, mà còn nguyên một đám, bản thân mình chỉ là một tôn cảnh, nếu như tham dự vào chả lẽ sẽ toi mạng hay sao? Chuyện khiến cho hắn khiếp sợ hơn là cường giả thiên cảnh ở trong miệng tiền bối chỉ là một đám tiểu gia hòa. Có thể thấy được thực lực của tiền bối rất cao, hoàn toàn vượt quá sức tưởng tượng. Đa tạ tiền bối, Đỗ Nguyên cung kính nói, ái cha, làm tán tu cũng không dễ dàng gì, rất dễ lọt vào bẫy dạp cẩn thận một chút mới tốt. Sở huyên thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng đã ngăn cản được Đỗ Nguyên tới Nam Châu. Có điều trong lòng hắn cũng không buông lỏng, Đỗ Nguyên không tới, chả lẽ những cường giả khác không biết tới sao? Chắc chắn không chỉ có một mình Đỗ Nguyên biết tới chiến ma cổ địa. Làm không tốt, không chừng trong một cái ngóc ngách nào đó ở Nam Châu lại ẩn núp một tên cường giả đế cảnh hoặc người có thực lực cao hơn. Nhất định phải vững vàng, nhanh chóng tăng cường thực lực ngoại trừ tăng cường thực lực còn phải chuẩn bị một số hậu chiêu khác ví dụ như nhậm trường hà nếu như có thể khiến cho hắn cam tâm tình nguyện tiếp nhận chủng hồn ấn một khi nam châu có biến có thể để hắn chạy tới nam châu sau khi tu luyện âm dương hợp thần trương vấn đề thoát khốn của nhậm trường hà rất đơn giản thực lực của hắn cũng sẽ tiến thêm một bước thiên cảnh đỉnh phong thậm chí còn mạnh hơn tuyệt đối có thể khống chế thế cục ở nam châu cho nên nhất định phải lừa gạt được nhậm trường hà. Hắn tiếp tục giả vờ giả vịt, cảm thán một đám tiểu gia hỏa thiên cảnh ở Nam Châu, đang bố trí đủ loại bẫy dập, muốn hố chết người ra sao. Sau khi dọa cho đỗ nguyên hồn bay phách lạc không dám tới Nam Châu thì hắn chuồn gấp. Vạn thiên kính vẫn còn thừa một lần cơ hội kết nối. Sở huyên không còn do dự gì nữa, kết nối tới chỗ nhậm trường hà. Lạc thần quật vẫn âm u tử khí như cũ, trong nhà đá tử khí trên người nhậm trường hà càng đậm, cả người giống như bị khô héo thêm một ít. Xem tình hình này, nhậm trường hà vẫn không thể ngộ ra cái gì. Ngược lại, tử khí trên người còn nghiêm trọng hơn. Nếu như lúc trước hắn có thể sống được ngàn năm, thì hiện tại chỉ sợ có thể sống tới 7-800 năm hay không thì cũng khó nói. Thậm chí sở huyền hoài nghi, nếu như mình không tới kịp có lẽ hắn sẽ sớm chết đi rồi. Đừng nói là thiên kiêu tuyệt thế vạn năm tu luyện tới thiên cảnh, có chút hơi ác, chương 77, vượt không gian thu đồ đề, ẩn người bên trong thần quang, sở huyền thở dài một hơi. Ái hạt à, tư chất quá kém, đúng là tư chất quá kém, nhậm trường hà nhìn thấy liền mừng rỡ, ngẩng đầu lên, nhìn thấy sở huyền đang tỏa ra thần quang. Hắn kích động không thôi, tiền bối, hắn gần như đã muốn khóc, một mực lĩnh hội sinh tử luân chuyển, luyện từ khí làm sinh cơ, kết quả ngược lại bị từ khí ăn mòn càng nghiêm trọng hơn, Tuổi thọ tiêu hao mất hơn 200 năm. Dọa tới hắn không dám tiếp tục tham ngộ, nhưng hắn lại không cam tâm chết ở nơi này, gần đây trong lòng hắn tràn đầy hoài nghi, có phải bản thân là thiên kiêu tuyệt đỉnh không? Vì sao không cách nào tham ngộ ra? Thiên tư vãn bối ngủ rốt, không cách nào tham ngộ ra, xin tiền bối chỉ điểm một hai. Nhậm Trường Hà nằm dạp trên mặt đất cung kính mà nói. Kiêu ngạo vô địch, một đường đang đỉnh thiên cảnh đỉnh phong, gần như quét ngang cùng cảnh giới và lúc này tất cả chỉ còn lại sự xấu hổ. Cũng không còn chút tự ngạo nào, nếu không phải cảm thấy thiên tư ngu dốt, không có ý định bái sư thì hắn đã sớm dập đầu cầu sở huyền thu hắn làm đệ tử. Ái cha, sở huyền thở dài một tiếng, ngu dốt, ngu dốt, hắn lắc đầu thở dài, trầm mặc một lúc. Nhậm trường hà nằm dạp trên mặt đất, trong lòng thấp thỏm, chẳng lẽ tiền bối ghét bỏ thiên tư của chính mình ngu dốt nên không chịu trị điểm sao? Thôi được rồi, trung quy là ta và ngươi cũng có chút duyên phận. Thật lâu sau, sở huyền mới mở miệng nói, tuy nhiên Pháp không thể truyền ngoại, ngươi có thể gặp được bản tôn, xem như là có chút duyên phận, ta sẽ tạm thời thu ngươi làm đệ tử ký danh, ngươi có bằng lòng hay không? Nhậm trường hà mừng rỡ, bái phục nói, đệ tử nguyện ý. Đệ tử ký danh cũng là đệ tử, sở huyền tiếp tục nói, tuy là đệ tử ký danh, rốt cuộc cũng phải rời khỏi giới vực này, đi sông sáo chư thiên vạn giới, nhưng suy cho cùng thực lực của ngươi vẫn còn quá yếu. Theo lý là không có tư cách, ngừng lại một chút, lại nói, bản tôn ban cho ngươi một ấn ký, có thể phá lệ cho ngươi tư cách đi ra chư thiên vạn giới, ngươi hãy đặt ấn ký này vào thần hồn. Sở huyêm vừa nói xong, ngưng tụ ra một chủng hồn ấn, thông qua vạn thiên kính chuyển tới. Về phần nhậm trường hà có đặt vào thần hồn hay không, chỉ có thể xem sự lựa chọn của nhậm trường hà là như thế nào, Tuy rằng sau khi gieo chủng hồn ấn, nhậm trường hà sẽ không thể nào sinh ra kháng cự đối với mình. Cũng không sinh ra bất kỳ ý nghĩ tiêu cực, thậm chí hắn còn phải làm việc theo ý của mình. Nhìn như nhậm trường hà bị thua thiệt, thật ra đây cũng là cơ duyên của hắn. Nếu không phải gặp được mình, chắc chắn hắn không thể nào thoát khốn, cứ thế ở đây ngàn năm thì chắc chắn sẽ chết. Sau khi gieo chủng hồn ấn xuống, sở huyên lại truyền cho hắn âm dương hợp thần trương, nhất định có thể ở lạc thần quật luyện tử khí làm sinh cơ, sinh tử luân truyền. Đột phá xiềng xích, tiến thêm một bước, nhậm trường hà nhìn vào con dấu nho nhỏ huyền ảo khó lường xuất hiện ở trước mặt này, không do dự chút nào, lập tức đặt nó vào trong thân. Hồn, hắn cũng là người quả quyết, không cần biết trong này còn tồn tại âm mưu nào không, nếu như không thể thoát khốn thì hắn có thể sống được bao lâu chứ. Còn không bằng chơi liều một lần, là thật là giả, chẳng mấy chốc có thể biết được nếu như đối phương truyền thụ đại thuật luyện tử khí làm sinh cơ thì tự nhiên là chân thật không lo bản thân mình có thể coi là thu được cơ duyên lớn khi chủng hồn ấn được gieo vào thần hồn nhậm trường hà cảm thấy có chút không đúng về phần tại sao hắn lại không nói ra được chỉ là vào lúc này dường như hắn càng tôn kính đối với vị tiền bối kia không thể sinh ra bất kỳ ý nghĩ không tốt nào cẩn thận xác nhận nhậm trường hà không phát hiện ấn ký có chỗ nào không đúng bản thân cũng không có gì khó chịu. Về phần tôn kính nhiều hơn, dù sao thì hắn vẫn luôn rất tôn kính vị tiền bối này. Sau khi gieo chủng hồn ấn vào trong thần hồn nhậm trường hà, sở huyền mừng rỡ không thôi, cuối cùng cũng lừa gạt vào tay, thu được một tên đệ tử thiên cảnh đỉnh phong. Sau khi truyền âm dương hợp thần trương cho hắn, khi thoát khỏi đây, thực lực cũng sẽ nâng cao một bước. Cường giả thực sự ở đỉnh cao thế giới này thuộc về chín vực 50 châu. Sở huyền cảm nhận một chút, Chủng hồn ấn đã in dấu vào trong thần hồn nhậm trường hà, giống như vừa sinh ra đã có vậy. Trừ khi thần hồn vỡ nát, thân tử đạo tiêu, nếu không thì không thể nào loại trừ. Ký chủ nằm một chỗ, vượt không gian thu đồ đệ, ban thường tu vi trăm năm và bách đoán luyện thần thuật, bản chung. Hệ thống kích hoạt ban thưởng ngẫu nhiên, vậy mà ban thưởng tu vi trăm năm, trong lòng sở huyền mừng rỡ, nếu như bạo phát mấy lần nữa thì chẳng mấy chốc hắn có thể đột phá tới tôn cảnh. Chương sau của Bách Đoán luyện thần thuật cũng được ban thưởng, tu luyện Bách Đoán luyện thần thuật trong thời gian dài như vậy, Sở Huyền đã có hiểu biết rõ ràng, công pháp tu luyện thần hồn này rất cường đại. Lấy tu vi đế cảnh tầng 2 trước mắt của hắn, cường độ thần hồn không kém gì võ giả đế cảnh tầng 5 bình thường. Chính là nhờ vào Bách Đoán luyện thần thuật, chương 78, đế cảnh tầng 5, Sở Huyền cũng không gấp gáp nhận lấy tu vi trăm năm và Bách Đoán luyện thần thuật, quyển chung mà trước tiên truyền thụ âm dương hợp thần trương cho nhậm trường hà nếu mà hắn nhận lấy tu vi và bách đoán luyện thần thuật trước thì phải cần thời gian để hấp thu lúc này mà cắt đứt luồng linh lực đang truyền thì sẽ chấm dứt kết nối tới nhậm trường hà chỉ sợ nhậm trường hà sẽ cho rằng hắn là kẻ lừa đảo ngươi đã trở thành đệ tử của bản tôn vậy thì bản tôn sẽ truyền cho ngươi một môn đại thuật đại thuật này có tên là âm dương hợp thần trương khi nào tu luyện có thành tựu thì có thể sinh tử luân chuyển, nghịch tử thành sinh, hóa sinh thành tử, thấy được âm dương đại đạo. Nhậm trường hà cung kính quỳ xuống nói, đa tạ sư tôn. Được rồi, ngươi nghe cho kỹ, thần quang trên người sở huyền càng sáng rực, tôn lên vẻ uy nghiêm của hắn, giống như thần tiên hạ phàm. Mỗi một chữ, mỗi một câu giống như âm thanh của đại đạo, truyền qua chỗ nhậm trường hà. Sở huyền đã lĩnh ngộ hoàn toàn âm dương hợp thần trương. Tuy rằng thực lực của hắn không bằng nhậm trương Hà, nhưng nói về cảm ngộ thì chắc chắn sẽ vượt xa nhậm trương Hà tới 10 con phố. Nhậm trương Hà liền tập trung cảm ngộ âm dương hợp thần trương, cảm xúc cuộn trào, quả nhiên lựa chọn của mình là chính xác. Đúng là đại tạo hóa, môn âm dương hợp thần trương này vô cùng huyền ảo, nối liền với âm dương đại đạo. Cho dù là lấy thiên tư của hắn cũng không thể lĩnh ngộ ngay được. Sở huyền truyền thụ âm dương hợp thần trương xong thì hỏi người lĩnh ngộ được bao nhiêu nhậm trường hà lập tức xấu hổ nói bẩm sư tôn đệ tử ngu dốt chỉ lĩnh ngộ không tới một thành sở huyền có chút bó tay là do khả năng lĩnh ngộ của nhậm trường hà quá kém hay là âm dương hợp thần trương quá huyền ảo hắn có cảm giác âm dương hợp thần trương cũng không quá huyền ảo tuy rằng hắn có hệ thống hỗ trợ giúp hắn lĩnh ngộ hoàn toàn nhưng bản thân hắn lại cảm thấy cũng không khó mấy cho dù không được hệ thống trợ giúp Sở Huyên thấy mình chỉ cần dùng thời gian ngắn là có thể lĩnh ngộ xong. Tốt xấu gì nhậm trường hà cũng là thiên cảnh đỉnh phong, vậy mà lại lĩnh ngộ chưa tới một thanh. Người có thể tu luyện tới thiên cảnh, làm sao thiên phú lại kém vậy? Huống hồ, nhậm trường hà chỉ dùng vạn năm là đã tu luyện tới thiên cảnh, lúc đó hắn rất kiêu ngạo, có thể thấy trước đó được thiên phú của hắn rất xuất sắc, chính là thiên kiêu tuyệt đình. Chỉ có thể xác định một điều, âm dương hợp thần trương còn thâm ảo hơn so với tưởng tượng của hắn nhậm trường hà thấy qua một lúc lâu mà sở huyền không nói gì trong lòng có chút lo lắng không phải sư tôn đang hối hận khi nhận mình làm đồ đệ chứ trong lòng hắn âm thầm hạ quyết định bản thân nhất định phải cố gắng tu luyện tuyệt đối không thể để sư tôn thất vọng trước tiên ta sẽ giảng giải cho ngươi sự huyền diệu trong công pháp này một lúc sau sở huyền mới mở miệng nói cũng không biết là hắn vui hay là không hài lòng tạ ơn sư tôn trong lòng nhậm trường hà thoáng thả lỏng một hơi sau đó sở huyền bắt đầu giảng giải cho nhậm trường hà nên luyện hóa tử khí làm sinh cơ như thế nào hao tốn hơn nửa canh giờ nhậm trường hà mới nắm giữ hoàn toàn người cố gắng tu luyện đi đừng phụ lòng bản tôn sau khi giảng giải cho nhậm trường hà sở huyền liền cắt đứt linh lực đóng vạn thiên kính lại cung tiễn sư tôn nhậm trường hà quỳ xuống đưa tiễn một lúc sau mới ngẩng đầu lên, trong ánh mắt đã trở nên kiên định hơn trước. Bản thân mình đã từng là thiên kiêu tuyệt đỉnh trong chín vực 50 châu, gần như là vô địch trong cùng thế hệ. Nhậm trường hà ta sẽ không thua bất luận kẻ nào, ta sẽ không để cho sư tôn phải thất vọng. Nhậm trường hà bắt đầu tu luyện âm dương hợp thần trương, chỉ cần luyện hóa tử khí thành sinh cơ thành công, thì hắn sẽ không cần phải lo lắng vấn đề hiện tại. Một khi tu luyện sinh tử luân chuyển xong, có thể đơn giản thoát ra chỗ này, Đồng thời thực lực cũng sẽ tiến thêm một bước, có hy vọng đột phá tới thần cảnh trong truyền thuyết, sau khi Sở Huyền đóng vạn thiên kính, trước tiên hắn nhận lấy phần thưởng. Tu vi trăm năm được truyền vào người, âm, tu vi của hắn bắt đầu tăng nhanh, đế cảnh tầng 3, đế cảnh tầng 4, đế cảnh tầng 5. Cuối cùng, thực lực tăng lên tới đế cảnh tầng 5 mới dừng lại. Sở Huyền cảm thán không thôi, cảnh giới càng cao thì tốc độ tu luyện lại càng chậm tu vi trăm năm mà chỉ đột phá được ba tầng. Sau đó hắn lại nhận lấy Bách Đoán Luyện Thần Thuật, quyển chung, so với bản thiên, bản chung này ngoại trừ phương pháp tu luyện thần hồn được tăng cường, còn có tăng cường công kích và phòng ngự của thần hồn. Trước tiên sở huyền ngưng tụ ra một thần hồn chi mâu, ngọn giáo bằng thần hồn. Ngọn giáo này không tổn thương nhục thân, chỉ gây tổn thương tới thần hồn, rất khó phòng bị. Đến lúc này phương diện phòng ngự và công kích thần hồn của sở huyền đã đầy đủ. Trước đó hệ thống đã ban thưởng luyện thần đồ tăng cường, hiện tại tác dụng cũng giảm mạnh. Sở huyền phải nhìn mấy canh giờ mới cảm thấy hơi mê muội đối với công dụng hỗ trợ tu luyện thần hồn đã không còn hiệu quả rõ rệt. Cường giả đế cảnh khác gặp được thì xem như trí bảo, nhưng mà hiện tại đối với sở huyền thì lại giống như gân gà. Phương pháp hắn tu luyện không giống với những người khác, không cần phải bế quan tu luyện. Chương 79, từng bước khống chế hắc nguyệt lâu sau khi tu vi đột phá đầu tiên là sở huyền lấy mẫu phù gia liên hệ với vạn thường thông báo cho hắn thu thập tình báo liên quan tới chiến ma cổ địa cùng với chuyện có phải là cường giả các châu khác tới nam châu hay không suy cho cùng thì địa vị của vạn thường ở hắc nguyệt lâu cũng không cao cho dù thăng chức lên làm lâu chủ tinh anh thì cũng chỉ khống chế nghiệp vụ của hắc nguyệt lâu ở tần quốc mà thôi đối với tình báo cấp bậc cao hơn cùng với hành động của hắc nguyệt lâu thì hắn không thể tiếp xúc tới sở huyền quyết định phải bước thêm một bước mở rộng khống chế ở hắc nguyệt lâu chờ tới khi vạn thường thăng chức lên làm lâu chủ tinh anh nắm nghiệp vụ ở tần quốc vào trong tay thì nghĩ biện pháp câu cấp trên của hắn lâu chủ thanh đồng hắc nguyệt lâu có rất nhiều lâu chủ thanh đồng sở huyền chỉ cần khống chế cấp trên của vạn thường là được đầu tiên là khống chế lâu chủ thanh đồng sau đó là lâu chủ Bạch Ngân. Nếu như thuận lợi thì tiếp tục khống chế luôn một tên lâu chủ Kim Bài. Lâu chủ Kim Bài đã có thể được coi là thế lực tiếp cận cao tầng ở Hắc Nguyệt lâu, số lượng tình báo có thể nắm giữ được cũng như đặc quyền cũng không thấp. Dựa theo tình huống trước mắt của Nam Châu, lâu chủ Kim Bài tuyệt đối là người đứng đầu. Dựa theo sự phân chia đẳng cấp của Hắc Nguyệt lâu, tu vi của lâu chủ Kim Bài thấp nhất cũng phải là chân cảnh tầng 3 ngoại trừ khống chế lâu chủ kim bài ra, cũng phải khống chế được mấy tên cường giả hộ vệ của Hắc Nguyệt Lâu. Sở huyền có hoài nghi, Hắc Nguyệt Lâu có cường giả đế cảnh tọa trấn ở Nam Châu. Một ngày sau, Vạn Thường đã truyền tin tức tới. Hắn cũng không biết tin tức về chiến ma cổ địa, lấy quyền hạn trước mắt của hắn, không tra được tình báo liên quan ở Hắc Nguyệt Lâu. Sở huyền cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, địa vị của Vạn Thường ở Hắc Nguyệt Lâu cũng không cao đành ra lệnh cho hắn nhanh chóng thăng chức thành lâu chủ tinh anh hiện tại dường như thực lực đế cảnh tầng năm của hắn vẫn chưa an toàn nhất định phải đột phá tới tôn cảnh mới được cũng may thời gian chiến ma cổ địa mở ra còn rất dài cho nên tạm thời sẽ không có cường giả các châu khác tới vẫn có thể an toàn một đoạn thời gian không tới mức cường giả thiên cảnh cũng tham dự vào đi mọi chuyện phải chờ khi nào thu được tình báo liên quan tới chiến ma cổ địa thì mới có thể đưa ra quyết định chính xác sau thời gian nửa tháng, Sở Huyền tu luyện càng chăm chỉ, đồng thời cũng bí mật quan sát Đỗ Nguyên, phát hiện hắn cũng không rời khỏi Tây Châu, lúc này mới buông lỏng một ít. Đồng thời, hắn còn kết nối với Nhậm Trường Hà, giảng giải thêm về công pháp tu luyện và giải đáp thắc mắc cho hắn. Hiện tại cả người Nhậm Trường Hà không còn tử khí nữa, trên người đã tỏa ra sinh cơ nồng đậm, thân thể khô héo đã trở nên đầy đặn một chút. Khoảng cách tới lúc khôi phục hoàn toàn vẫn còn xa lắm. Vạn Thường cũng thuận lợi đột phá tới hợp cảnh, nhanh chóng tu luyện tới hợp cảnh tầng 2. Sau đó hắn được thăng chức làm lâu chỉ tinh anh, cũng được tiếp xúc với lâu chủ thanh đồng. Diêu Hùng là lâu chủ thanh đồng của Hắc Nguyệt Lâu, là cấp trên của Vạn Thường. Lúc này thì hắn đang cung kính đứng trước mặt sở huyền. Trong lòng thì đang thầm mắng vạn thường đến mức máu chó xối đầy đầu. Sau khi vạn thường đột phá, Sở Huyền lập tức truyền một sợi thần lực đế cảnh kèm theo trùng hồn ấn để cho Vạn Thường mang ra khỏi tiểu viện. Kế tiếp hắn đơn độc hẹn gặp Diêu Hùng, rồi dùng một sợi thần lực đế cảnh kia của Sở Huyền cưỡng bức áp chế Diêu Hùng, sau đó gieo trùng hồn ấn vào trong thần hồn của hắn. Tư duy của Diêu Hùng vẫn rõ ràng, ý thức cũng tỉnh táo, mới biết mình bị hố, nhưng mà lại không thể nào phản kháng. Trong lòng hắn lại mắng 18 đời tổ tông của Vạn Thường thêm lần nữa. Thế nhưng Hiện tại hai người đã là thuộc hạ của Sở Huyền, cho dù hắn tức giận ra sao thì cũng không thể trả thù vạn thương. Sau khi khống chế được Diêu Hùng, Sở Huyền mới bảo hắn tới. "Ngươi có biết gì về chiến ma cổ địa không?" Sở Huyền hỏi, Bẩm chủ thượng, thuộc hạ không biết, Diêu Hùng cúi đầu đáp. Quả nhiên, tin tức về chiến ma cổ địa có đẳng cấp không thấp, lâu chủ Thanh Đồng cũng không có. Từ cách biết được, dù sao, chiến ma cổ địa vẫn còn là chuyện bí mật chỉ khi nào chuyện này lộ ra ngoài ánh sáng hắc nguyệt lâu mới có thể khai thác tin tức như vậy những gã lâu chủ này mới có thể tiếp cận được sở huyền đưa tay truyền ra một sợi thần lực đế cảnh kèm theo một chủng hồn ấn để diêu hùng mang theo đi không chế tên lâu chủ bạch ngân ở trên hắn chỉ cần không phải là cường giả đế cảnh thì cũng không thể chống lại sợi thần lực này của sở huyền diêu hùng mang theo một sợi thần lực đế cảnh rời đi trong lòng của hắn chỉ cảm thấy lạnh lẽo dường như hắc nguyệt lâu sắp xảy ra chuyện lớn dùng thủ đoạn quỷ dị của vị này khống chế những vị lâu chủ của hắc nguyệt lâu một cách rất bí mật từng bước chậm rãi xâm chiếm lấy hắc nguyệt lâu cuối cùng khả năng rất cao hắn sẽ trở thành người khống chế chân chính của hắc nguyệt lâu dựa theo hiểu biết của hắn chỉ sợ cường giả hắc nguyệt lâu cũng không thể phát hiện ra thủ đoạn quỷ dị này của sở huyền phiền siêu lâu chủ bạch ngân của hắc nguyệt lâu cấp trên của diêu hùng Tài nguyên mà lâu chủ Bạch Ngân nắm giữ vượt xa lâu chủ Thanh Đồng, cho dù như thế vẫn không thể tiếp xúc tới tình báo có liên quan tới chiến ma cổ địa. Phiền siêu lại đứng trước mặt sở huyền, rất cung kính, trong lòng cũng đã mắng chửi 18 đời tổ tông của Diêu Hùng một trận. Vậy mà hắn dám đi hố mình, chương 80, lâu chủ Kim Bài, sở huyền còn tìm hiểu thêm về hệ thống cấu tạo của Hắc Nguyệt Lâu. Hắc Nguyệt Lâu chủ yếu được chia ra làm hệ lâu chủ, hệ hậu cần và hệ hộ vệ hệ lâu chủ chính là nhóm quan trọng nhất phụ trách vận hành công việc kinh doanh của hắc nguyệt lâu hệ hậu cần thì phụ trách cung cấp các loại tài nguyên cho hắc nguyệt lâu ví dụ như luyện đan luyện khí đáng nhắc tới chính là nhân viên tình báo lại nằm trong hệ lâu chủ hệ hộ vệ có nhiệm vụ chính là phải bảo vệ sự an toàn cho hắc nguyệt lâu là một bộ phận vũ lực được hắc nguyệt lâu đặc biệt bồi dưỡng trong ba hệ này thì hệ lâu chủ nắm quyền cao nhất quyền lực và thực lực có liên quan với nhau, lâu chủ có đẳng cấp càng cao thì lại yêu cầu thực lực tương ứng, nếu không thì sao có thể quản lý cấp dưới của mình. Phiền siêu là lâu chủ Bạch Ngân, cấp dưới mà hắn quản lý là ba vị lâu chủ Thanh Đồng, Diêu Hùng chỉ là một trong số đó. Toàn bộ Nam Châu, tổng cộng có bảy tên lâu chủ Bạch Ngân. Mỗi một tên đều có thực lực chân cảnh, phiền siêu là chân cảnh tầng một, không tìm được tình báo liên quan tới chiến ma cổ địa, sở huyền chỉ có thể tiếp tục ra tay bước tiếp theo cần phải khống chế lâu chủ kim bài sở huyền cũng ngưng tụ ra một sợi lực lượng đế cảnh kèm theo một chủng hồn ấn sau đó phái phiền siêu đi tìm cấp trên của hắn chính là vị lâu chủ kim bài kia suy nghĩ của phiền siêu rất giống với ý nghĩ của diêu hùng hắc nguyệt lâu đã xảy ra chuyện lớn rồi tuy nhiên sau khi bị chủng hồn ấn khống chế cho dù đầu óc hắn rất tỉnh táo tư duy rõ ràng nhưng lại không thể nào phản kháng, chỉ có thể làm theo những gì được phân phó. Bảo Hồng Diễm, chân cảnh tầng 4, chính là một lâu chủ kim bài của Hắc Nguyệt Lâu. Sở huyệt có hơi ngoài ý muốn, cấp trên của phiền siêu, lại là nữ. dáng người xinh đẹp, dung nhan diễm lệ, bộ dạng rất thành thục. Nam Châu có mấy vị lâu chủ kim bài, bẩm chủ thượng, có tất cả ba vị. Bảo Hồng Diễm cung kính nói, trong lòng nàng âm thầm chửi mụ ngoại phiền siêu, đồng thời cũng rất khiếp sợ thủ đoạn của sở huyền không ngờ sở ra lại xuất hiện một nhân vật kinh khủng đến như vậy hơn nữa đã ra tay thâu tóm hắc nguyệt lâu càng kinh khủng hơn chính là dùng thủ đoạn bí ẩn của vị này chỉ sợ hắc nguyệt lâu vẫn chưa phát hiện được sự khác thường trên đám người mình hắc nguyệt lâu có cường giả đế cảnh tọa trấn ở nam châu không đây là điểm mà sở huyền rất hiếu kỳ ngay cả thế lực lớn như tà vương đình cũng không dám đắc tội hắc nguyệt lâu nếu không có cường giả tọa trấn thì tuyệt đối không làm được. Nên biết rằng, Hắc Nguyệt lâu mua bán rất nhiều tài nguyên bảo vật. Những tà tu kia đều thích giết người đoạt bảo, nếu như Hắc Nguyệt lâu không đủ cứng, thì sớm đã bị tà vương đỉnh thâu tóm rồi. Có một vị lâu chủ nhất tinh, một sao tọa trấn ở Nam Châu, nghe đồn hắn đã đặt nửa bước vào đế cảnh, bình thường mà nói, cường giả thuộc hệ hộ vệ sẽ mạnh hơn một bậc, có khả năng xuất hiện đế cảnh bảo hồng diễm cũng không chắc chắn sở huyền lo nghĩ cuối vùng vứt bỏ ý định khống chế vị lâu chủ nhất tinh kia nhỡ đâu cường giả đế cảnh của đối phương liều chết mà mình chỉ truyền ra có một sợi lực lượng đế cảnh muốn khống chế người này một cách thầm lặng chỉ sợ rất khó một khi bại lộ thì không thể nào thực hiện kế hoạch khống chế hắc nguyệt lâu nữa ngươi có biết tin tức nào về chiến ma cổ địa không biết được một chút Cuối cùng thì vị lâu chủ kim bài này cũng biết một ít tin tức về chiến ma cổ địa. Nói đi, vâng, chủ thượng, dựa theo những gì Bảo Hồng Diễm nói, chiến ma cổ địa chính là khu vực xảy ra trận chiến ở Nam Châu khi ma tộc xâm lấn bắc vực vào thời đại thượng cổ. Bởi vì trận đại chiến này mới khiến cho địa mạch Nam Châu bị tan vỡ, pháp tắc hao tổn, cường giả đế cảnh trở lên còn sót lại đều đã rời khỏi Nam Châu. Mà chiến ma cổ địa cũng bị biến mất sau khi không gian xuất hiện vết nứt dựa theo suy đoán của mọi người chờ tới khi địa mạch nam châu được khôi phục pháp tắc được tu bổ thì chiến ma cổ địa sẽ xuất hiện trở lại trước đó một trận đại chiến với ma tộc vô số cường giả đã chết đi chắc chắn bên trong có rất nhiều bảo vật và truyền thừa cho nên các thế lực lớn đều phái người tiến vào tra xét bởi vì thời gian đã quá lâu rồi những thế lực biết về chiến ma cổ địa thì đều là thế lực siêu cấp cho nên chỉ có những thế lực này tranh đoạt danh ngạch với nhau một khi xác định ra danh ngạch thì sẽ bắt đầu hành động đương nhiên thời gian chiến ma cổ địa xuất hiện vẫn còn xa trong khoảng hai ba mươi năm nữa thì sẽ không có ai đến nam châu sở huyền thoáng thở phào nhẹ nhõm trong khoảng hai ba mươi năm nữa không có cường giả của thế lực lớn nào đặt chân tới nam châu hắn vẫn còn rất nhiều thời gian để mạnh lên tuy nhiên cũng không thể buông lỏng cảnh giác nhỡ đâu có nhân vật tán tù giống như đỗ nguyên lén lút chạy tới nam châu thì phải làm sao đây Tuy rằng bọn họ sẽ lén lút chui vào, có khả năng sẽ không gây chuyện. Nhưng nói sao thì cũng là một nhân tố không ổn định. Đối với Sở Huyền luôn truy cầu ổn định mà nói, thì tất cả nhân tố không ổn định đều là tai họa ngầm. Hắn lập tức phân phó Bảo Hồng Diễm, thường xuyên chú ý tới chuyện cường giả đế cảnh trở lên xuất hiện ở Nam Châu, một khi có tin tức phải lập tức thông báo cho hắn. Hắn còn cho Bảo Hồng Diễm một thông tấn phù để giữ liên lạc thường xuyên. Trước khi đủ thực lực khống chế Nam Châu, Sở Huyền vẫn không có ý định phổ biến tử mẫu thông tấn phù. chương 81, Tô Tiên Nhi, hơn nữa, Sở Huyền cảm thấy tử mẫu thông tấn phù còn cần phải nâng cấp thêm. Lấy một cái mẫu phù cường đại làm chủ, khống chế thêm mẫu phù thứ cấp và tử phù. Luyện chế tử mẫu thông tấn phù thì tốn rất nhiều thời gian, hắn không có ý định tự mình động thủ, cho nên phải chờ người có thiên phú chắc tuyệt xuất hiện nam châu tổng cộng có ba vị lâu chủ kim bài một trong đó là bảo hồng diễm đã bị hắn khống chế có ý nghĩa sở huyền đã nắm giữ một phần ba lực lượng của hắc nguyệt lâu ở nam châu lấy địa vị lâu chủ kim bài như bảo hồng diễm có thể tiếp xúc phần lớn tình báo ở nam châu ví dụ như cường giả xuất hiện ở nam châu nàng cũng có thể biết được đầu tiên sẽ nói cho sở huyền hơn nữa có tử mẫu thông tấn phù tin tức có thể truyền lại kịp thời mỗi ngày sở huyền đều nghe được tình báo khắp nơi. Ví dụ như chỗ nào đã xảy ra chuyện gì, chỗ nào có bảo vật xuất thế. Nam Châu vẫn rất náo nhiệt, chuyện giết người đoạt bảo xảy ra như cơm bữa. Thỉnh thoảng vẫn xảy ra chuyện tiểu gia tộc bị diệt toàn bộ. Hầu như đại chiến chính tả mỗi ngày đều diễn ra. Tháng ngày trôi qua của sở huyền lại khôi phục lại trạng thái bình tĩnh. Mỗi ngày hắn đều dùng vạn thiên kính, ngẫu nhiên sẽ kết nối với các vực khác, cho dù phần lớn đều không tìm ra người nào. Mặc dù kết quả không được như ý, nhưng sở huyền vẫn rất thích thú. Thỉnh thoảng trò chuyện với Đỗ Nguyên một chút, chủ yếu là muốn moi thông tin liên quan tới chiến ma cổ địa từ trong miệng của hắn. Đồng thời quan sát hắn có lén lút tiến vào Nam Châu hay không. Nhậm trường Hà thì vẫn tiếp tục tham ngộ âm dương hợp thần trương. Bây giờ hắn đã luyện hóa được rất nhiều tử khí thành sinh cơ, toàn thân cũng không còn bị tử khí bao phủ trên người đã khôi phục lại mấy phần sinh cơ, khoảng cách thoát ra khỏi nơi này vẫn còn kém một chút nữa. Vẫn chưa hoàn thành quá trình sinh tử luân chuyển, lại trôi qua một tháng bình yên, Hồ Tuyền đã thu được địa đồ của sở gia, nhưng vẫn không có hành động gì. Hắn biết được từ trong tình báo của Hắc Nguyệt Lâu, tà giáo tử Nguyệt Quốc xuất hiện biến động, có người đang tranh đoạt chức vị giáo chủ. Trong khoảng thời gian ngắn, Hồ Tuyền sẽ không có hành động gì. Sở Huyền lại nhìn chằm chằm vào bí cảnh cơ duyên một lúc, trong khoảng thời gian dài như vậy, không hiểu tại sao vẫn chưa có ai tới đây. Mình muốn thu đồ đệ hay thị nữ gì đó, làm sao lại khó như vậy chứ? Chẳng lẽ Nam Châu không có người có đại khí vận? Phải chờ đến lúc chiến ma cổ địa sắp mở ra thì mới xuất hiện. Sở Huyền buồn bực không thôi, hắn còn muốn thu đồ đệ hoặc là thu thị nữ, bồi dưỡng thành trợ thủ đắc lực, chẳng hạn như làm chân chạy giúp mình quản lý Hắc Nguyệt lâu. Mặc dù hắn vừa mới triển khai kế hoạch đối với Hắc Nguyệt lâu mà thôi. Tới thời gian dùng cơm, một gã nô bộc mang theo cháp cơm tới đây. Sở Huyền hơi ngạc nhiên, lại thay đổi người rồi. Hơn nữa, còn là nữ cải nam trang, cho dù đối phương đã hóa trang rất kỹ nhưng vẫn bị hắn phát hiện. Sở Huyền liền cảm thấy hứng thú, vội vàng thi triển Thiên Cơ Tham Nguyên thuật. Tô Tiên Nhi, 16 tuổi, thái âm huyền thể, có đại khí vận, là thứ nữ Tô gia tới từ Trung Châu bởi vì trốn tránh hồn ước mà rời khỏi Tô Gia, đi nhằm vào truyền tống trận thượng cổ tổn hại mà dịch chuyển tới Nam Châu, cải trang trà trộn vào sở gia nhằm trốn tránh người khác. Tới rồi, người có đại khí vận tới rồi, mà còn là nữ. Trong lòng sở huyền mừng thầm, quả nhiên là bí cảnh cơ duyên có thể hấp dẫn người có đại khí vận. Tô Tiên Nhi có thể chất đặc thù thái âm huyền thể, thiên phú rất cao, tuy là mới 16 tuổi nhưng đã có thực lực hư cảnh tầng 2. Đạt ở Nam Châu, tuyệt đối là thiên kiêu tuyệt đỉnh. Tô Tiên Nhi mang đồ ăn ra rồi lui sang một bên, trong đầu tự nhủ, Tô Gia có thể tìm tới đây hay không? Nam Châu đúng là một nơi cằn cỗi, sở gia này đặt ở Trung Châu cũng chỉ bằng một tiểu gia tộc mà thôi, không thể khiến ai chú ý. Chỉ cần mình ẩn núp thật tốt sẽ không bị bại lộ. Bản thân đi nhầm vào truyền tống trận thượng cổ bị tổn hại mà dịch chuyển tới Nam Châu, có thể tránh đi rất nhiều giò xét, chỉ cần né tránh hắc nguyệt lâu ở Nam Châu, không bị nhân viên tình báo phát hiện, thì cho dù Tô Gia muốn tìm mình cũng gần như không thể. Phải mau chóng đạt tới đế cảnh, tự nhiên sẽ có biện pháp hóa giải hôn ước chết tiệt kia. Vì tránh cho bị phát hiện, nàng đã cố tình chọn nhiệm vụ giao đồ ăn này. Nàng hỏi thăm rất kỹ, ở trong tiểu viện này là một tên phế vật dòng chính của Sở gia. Bản thân là nô bộc đưa đồ ăn cho hắn, không cần làm chuyện gì khác. Cứ tới giờ lại đưa đồ ăn qua là xong, đã như vừa sau này nàng càng có nhiều thời gian tu luyện hơn. Dùng liễm tức thuật mà nàng đang tu luyện, chỉ cần cẩn thận một chút, không chủ động lộ ra thì chắc chắn sở ra sẽ không phát hiện ra mình. Trong lòng Tô Tiên Nhi thầm hận người tỷ tỷ kia của mình, dựa vào thân phận dòng chính, vậy mà chuyển hôn ước lên trên đầu của mình. Tên khốn kiếp kia có dung mạo tuấn tú, thiên tư xuất chúng thì cũng không sao, chính mình nhịn một chút thì cũng dáng chịu được. Thế nhưng mà, dung mạo lại quá xấu phẩm hạnh còn rất tệ, nói ra sao đi nữa thì cũng không thể chịu nổi. Còn có phụ thân đáng ghét kia nữa, Tô Tiên Nhi nghĩ tới mà trong lòng bốc lửa, đột nhiên, trước mắt nàng xuất hiện ánh sáng chói mắt, làm cho nàng thoáng ngây ngốc. Nàng chợt ngẩng đầu nhìn lại, trợn mắt há mồm, cả người như hóa đá. Chương 82, hắn không định làm gì sao? Phế vệt trong lời đồn của Sở gia, tại sao bây giờ lại tỏa ra thần quang rực rỡ, giống như thần tiên? Tô Tiên Nhi, tới từ Tô Gia ở Trung Châu, chính là thứ nữ của Tô Gia, vì trốn tránh hôn ước, nên đi nhầm vào truyền tống trận dịch chuyển tới Nam Châu. Giọng nói uy nghiêm của sở huyền vang lên, bạch, cháp đựng cơm và thức ăn mà Tô Tiên Nhi đang sách rơi xuống mặt đất. Nàng vô cùng khiếp sợ liếc nhìn sở huyền, ngươi, ngươi, dưới trướng của ta, còn thiếu một thị nữ, ngươi có nguyện ý không? Ta, ta, Tô Tiên Nhi khiếp sợ không thôi, trong tiểu viện này, không phải là phế vật dòng chính của sở ra sao đây là chuyện gì hắn là ai đây chính là đại cơ duyên của ngươi ngươi có thể chất đặc thù là thái âm huyền thể nhưng công pháp tu luyện lại không thể nào phát huy được thiên thú của ngươi ở dưới trướng của ta thành tựu thiên cảnh cũng không tính là gì thần quang của sở huyền khuếch tán ra xung quanh dịch dung của tô tiên nhi trong nháy mắt đã bị tẩy sạch sẽ lộ ra dung nhan tuyệt sắc vào lúc này Tô Tiên Nhi đang lâm vào trạng thái rằng co. Mình bị phát hiện rồi. Quan trọng là làm sao mà đối phương biết lai lịch của mình. Hắn là ai? Làm thị nữ của hắn. Chẳng phải là có thể để mặc hắn sằng bay. Phản kháng. Phản kháng như thế nào? Đối phương vô cùng cường đại. Nếu như mình không đồng ý thì sẽ ra sao? Hắn có cưỡng ép mình hay không? Thái âm huyền thể. Tô Tiên Nhi có nghe thấy. Dường như thể chất của mình có chút đặc biệt nhưng lại không biết đến tột cùng là thể chất gì, một câu nói của đối phương đã lộ ra chân tướng, chắc chắn là một cường giả cực mạnh. Cơ duyên hay là hang sói, trong lúc nhất thời, Tô Tiên Nhi cũng không thể quyết định. Có thể tới đây là do khí vận của ngươi đủ dày, là cơ duyên của ngươi, còn do dự cái gì? Chẳng lẽ ngươi cho rằng ta ham muốn sắc đẹp của ngươi? Trong lòng Sở Huyền cũng cuốn quýt không thôi, dáng dấp của nữ nhân này thật xinh đẹp. Không, không dám chỉ là tiền bối ta. Tô Tiên Nhi liền lắp bắp, đừng cho rằng xuất thân từ Tô Gia nên không thể làm thị nữ của ta. Không, không phải, Tô Tiên Nhi kính chào tiền bối. Tô Tiên Nhi cắn răng một cái, cung kính quỳ xuống đất rồi nói. Rất tốt, sau này, đừng gọi ta là tiền bối, cứ gọi ta là tiên sinh. Thần quang trên người sở huyền đã thu lại, lộ ra chân dung. Vâng, tiên sinh, Tô Tiên Nhi ngẩng đầu, nhìn về phía sở huyền, thật là tuấn tú, ý niệm đầu tiên xuất hiện trong đầu nàng là, nếu như hôn phu kia của mình có thể tuấn tú như thế này thì bản thân mình còn phải chạy trốn làm quái gì. Đứng lên đi. Vâng, tiên sinh. Tô Tiên Nhi bèn đứng dậy, trong lòng rất phức tạp, vừa tới Nam Châu chưa tới mấy ngày đã trở thành thị nữ của người ta. Hơn nữa, nhìn Sở Huyền thế nào cũng không giống như lão quái vật, giống như mới 25 26 tuổi thôi. Ký chủ ở lì một chỗ được người có đại khí vận tìm tới nương tựa thu được một thị nữ ban thưởng thái âm tố tiên quyết và một tòa bí cảnh cơ duyên lời nhắc nhở của hệ thống lại vang lên sở huyền cũng không cảm thấy ngoài ý muốn thái âm tố tiên quyết chính là công pháp phù hợp với thái âm huyền thể của tô tiên nhi hắn liền nhận phần thưởng quả nhiên thái âm tố tiên quyết là công pháp rất phù hợp với thái âm huyền thể có thể phát huy thiên phú của thái âm huyền thể tới cực hạn lại nhìn về phía tô tiên nhi vào lúc này, dáng vẻ của nàng ta rất sợ hãi, đồng thời tròng mắt đảo quanh, giống như muốn chạy trốn. Tới đây, vâng, sắc mặt của Tô Tiên Nhi tái nhợt, nhẹ nhàng bước tới bên cạnh. Đã làm thị nữ cho ta, vậy thì hôm nay ta sẽ chuyển công pháp cho ngươi. Sở huyền giơ ngón tay lên, điểm vào trên trán nàng ta. Trong lòng Tô Tiên Nhi giật thót, đang muốn trốn tránh, nhưng lại không làm được gì. Một luồng sáng chui vào trong đầu nàng, xuất hiện một phần công pháp. Hai mắt Tô Tiên Nhi không kìm được mà nhắm mắt lại, cảm ngộ công pháp trong đầu. Mãi sau tới tận một canh giờ, mới chịu mở mắt ra. Khí tức trên người nàng hơi dao động một chút, không ngờ lại đột phá tới hư cảnh tầng ba. Tạ ơn tiên sinh, Tô Tiên Nhi cúi người xuống bái một cái. Nội tâm của nàng rất kích động, đối với việc trở thành thị nữ của sở huyền, đã không còn một chút kháng cự nào, thậm chí rất là tình nguyện trong lòng chỉ cảm thấy may mắn. Đây là một loại thần pháp trong truyền thuyết. Tu luyện môn công pháp này, chỉ cần chăm chỉ thì vẫn có thể tu luyện tới thiên cảnh. Rất tốt, sở huyền lại ném ra một bình đan dược, đó là huyền hư đan, đan dược dùng để cho võ giả hư cảnh tu luyện. Cố gắng tu luyện đi, ta thu ngươi làm thị nữ là để làm những việc vặt. Sở huyền lại ném tử mẫu thông tấn phù cho nàng, ra lệnh, hiện tại ngươi hãy giúp ta phân loại tình báo. Móc lừng chấm tô tiên nhi ngơ ngác nhận lấy hắn thu mình làm thị nữ chỉ là làm việc vặt hắn không định làm gì sao tiên sinh tuấn tú như vậy thực lực lại mạnh mẽ ta sẽ không kháng cự ta truyền cho ngươi một môn liễm tức pháp cho dù là tôn cảnh thì cũng không thể phát hiện ra loại liễm tức pháp mà sở huyền truyền cho tô tiên nhi so với liễm tức pháp mà tô tiên nhi đang dùng cao hơn mấy chục lần công pháp bí thuật thì sở huyền không thiếu còn có rất nhiều loại Chương 83: Khống chế Hắc Nguyệt lâu Nam Châu. Đối với Tô Tiên Nhi, Sở Huyền rất hài lòng, dung mạo xinh đẹp, thiên tư lại xuất chúng, nàng rất thích hợp với những công việc vặt vãnh. Sau này chuyện liên quan tới Hắc Nguyệt lâu, cũng có thể giao cho nàng phụ trách. Chỉ là hiện tại thực lực còn hơi yếu một chút, tuy nhiên cũng chẳng sao, lấy thiên phú của nàng, cộng với thái âm tố tiên quyết, bản thân mình lại không thiếu tài nguyên tu luyện, chẳng mấy chốc là có thể bù đắp ba vị lâu chủ kim bài của hắc nguyệt lâu ở nam châu tất cả đều nằm dưới sự khống chế của mình có thể chọn ra một người có thiên phú tốt rồi bồi dưỡng hắn tăng cấp thành lâu chủ nhất tinh từng bước một nắm giữ hắc nguyệt lâu vào trong tay đây là tình báo của hắc nguyệt lâu tô tiên nhi nhìn thấy tin tức bên trong thông tấn phù trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ nói tiên sinh ngài nắm giữ chức vụ cao tầng trong hắc nguyệt lâu sở huyền hơi nhíu mày trong lời nói này Hắn đoán ra Trung Châu cũng có Hắc Nguyệt lâu, hơn nữa có vẻ như thực lực cũng không kém. Tạm thời còn chưa phải, ta mới chỉ duỗi một tay về Hắc Nguyệt lâu mà thôi. Tô Tiên Nhi nghi ngờ không thôi, duỗi một tay về phía Hắc Nguyệt lâu là sao? Tiên sinh, chắc chắn Tô gia đã ủy thác Hắc Nguyệt lâu tra xét tung tích của nô tỳ, ở chỗ của ngài sẽ không bị phát hiện chứ? Năng lực tình báo của Hắc Nguyệt lâu rất mạnh, thậm chí những chuyện tuyệt mật của một số thế lực lớn hắc nguyệt lâu cũng có thể biết ở trung châu hắc nguyệt lâu cũng được coi là một thế lực rất cường đại chính bởi vì cường đại cho nên dù bọn hắn tiết lộ ra bí mật của một số thế lực lớn thì cũng không bị người khác trả thù yên tâm ở nam châu này hắc nguyệt lâu sẽ không để lộ ra tin tức của ngươi huống hồ ngươi cũng có thể tránh việc bị phát hiện tô tiên nhi đại biểu cho hắn một số tình báo đều giao cho nàng ta phụ trách làm sao hắc nguyệt lâu dám tiết lộ tin tức của nàng bây giờ đã có người làm việc vặt mình có thể rãnh tay hơn nhiều sở huyền đang định khống chế hai tên lâu chủ kim bài khác vào tay sở huyền là một người khiêm tốn tô tiên nhi cũng không có đổi sang trang phục nữ nhân vẫn mặc trang phục cũ trong lòng nàng rất bực mình vậy mà sở huyền coi nàng như kẻ chạy việc để sai bảo bảo hồng diễm tới một lần mang theo hai sợi lực lượng đế cảnh và chủng hồn ấn của sở huyền tô tiên nhi hơi nghi ngờ không biết mỹ nữ thành thục này là ai. Đến đây làm gì, tiên sinh, nàng ta là ai? Chờ sau khi bảo Hồng Diễm rời đi, Tô Tiên Nhi tò mò hỏi một câu. Một trong những lâu chủ kim bài của Hắc Nguyệt Lâu ở Nam Châu. Lâu chủ kim bài của Hắc Nguyệt Lâu, Tô Tiên Nhi trợn tròn hai mắt, hỏi, nàng ta có phát hiện ra thân phận thật của nô tỳ hay không? Người một nhà, người còn lo lắng cái gì? Sở huyền ném cho nàng ta một cái thông tấn phù, nói, sau này, Người phụ trách liên hệ với nàng, gửi và phân loại những tình báo mà ta cảm thấy hứng thú. Hai tên lâu chủ kim bài còn lại của Hắc Nguyệt lâu, không nằm ngoài dự đoán, đều bị Sở Huyền khống chế, bây giờ Hắc Nguyệt lâu ở Nam Châu, hơn nửa thế lực đã bị Sở Huyền khống chế. Sau khi nắm giữ được lâu chủ, thời gian tiếp theo, Sở Huyền lại âm thầm khống chế thêm người phụ trách hậu cần. Cùng với ba tên cường giả chân cảnh tầng 9 thuộc hệ hộ vệ hiện tại người khống chế chân chính hắc nguyệt lâu là sở huyền tô tiên nhi rất kinh hãi vậy mà sở huyền lại không một tiếng động khống chế toàn bộ hắc nguyệt lâu ở nam châu thủ đoạn quả là quỷ dị nàng ta nghi ngờ có phải là sở huyền muốn từng bước một khống chế toàn bộ hắc nguyệt lâu hay không người sáng lập hắc nguyệt lâu rất thần bí không ai biết thực lực của hắn mạnh bao nhiêu chi nên rất nhiều thế lực siêu cấp cũng không dám đắc tội hắc nguyệt lâu có thể thấy được sự cường đại của Hắc Nguyệt Lâu, bản thân là thị nữ làm việc vặt cho sở huyền. Tô Tiên Nhi đã coi như gián tiếp nắm phân bộ Hắc Nguyệt Lâu Nam Châu vào trong tay, lúc này nàng ta mới thở phào nhẹ nhõm. Tin tức bản thân mình ở Nam Châu sẽ không ai biết được. Đồng thời có thể thông qua Hắc Nguyệt Lâu, nghe ngóng xem Tô Gia có phát hiện tung tích của nàng hay không, có phải đang triển khai hành động gì không. Hôm nay, có một tên tà tu chân cảnh tầng một thảo nguyên gần hết sông vào tà vương cung, làm Tà Vương tức giận tới phải tự mình động thủ, giết chết người này, Tô Tiên Nhi ngồi ở bên cạnh Sở Huyền, đọc tin tức liên quan tới giới tu luyện ở Nam Châu. Mỗi ngày đều đọc tin tức cho Sở Huyền là một trong những nhiệm vụ của nàng. Nàng phải lựa chọn những tin tức quan trọng, đồng thời phải xem những tin tức mà Sở Huyền cảm thấy hứng thú, sau đó mới đọc cho hắn. Vì hiểu rõ tình thế của Nam Châu, mỗi ngày Hắc Nguyệt lâu đều thu thập tin tức xảy ra ở các nơi. Tình báo về tà vương cung cũng không thiếu. Người xông vào tà vương cung ngày càng nhiều, ngay cả chân cảnh cũng bị ảnh hưởng. Hiện tại đoán chứng tà vương sắp dẫn phát điên rồi. Hắn là tà vương đầu tiên bị khiêu khích như thế, lại không thể làm gì. Sở huyệt rất đồng tình với vị tà vương này, bản thân là người nắm giữ quyền lực tuyệt đối, lại bó tay bó chân với lũ tà giáo cảm tử. Hết tên này tới tên khác, lấy việc xông vào tà vương cung làm vinh dự, dù biết chắc kết cục ra sao. Tà tu sắp chết thì cũng thôi đi, dù sao cũng có vài người muốn lưu danh trước khi chết. Thế nhưng hiện tại ngay cả tà tu còn khỏe mạnh, cũng xông vào tà vương cung, chỉ có thể nói một câu, não tàn. chương 84, lại trôi qua hai năm, giới tu luyện ở Nam Châu, mỗi ngày đều có đủ loại chuyện xảy ra. Mà tin tức về chiến ma cổ địa, vẫn chưa có thông tin gì, sở huyền không khỏi hoài nghi, có phải những thế lực lớn ở Nam Châu cũng không biết về chiến Ma Cổ Địa? Sở Huyền Truyền cho Tô Tiên Nhi phương pháp luyện chế Tử Mẫu Thông Tấn Phù. Kết quả Tô Tiên Nhi vẫn chưa thể luyện ra được, thỉnh thoảng có luyện chế ra Thông Tấn Phù, nhưng đẳng cấp quá thấp, không thể sử dụng. Chuyện này cũng rất bất đắc dĩ, Tô Tiên Nhi lại không có thiên phú trên phương diện luyện khí, chỉ có thể sẽ tìm người có thiên phú luyện khí đến giúp thôi. Hệ thống ban thưởng một tòa bí cảnh cơ duyên. Sở Huyền cũng đặt vào trong sân nhỏ. Kể từ đó, hai tòa bí cảnh cơ duyên cùng phát huy, có lẽ sẽ cầu được vài người có đại khí vận tới đây. Thời gian trôi qua rất yên lặng, trong chớp mắt, thời gian Sở Huyền trạch trong tiểu viện đã gần 3 năm. Kỳ hạn 2 năm, hệ thống ban thưởng Chu Thiên Càn Khôn trận, cùng một môn thần thông rất cường đại, đó là Phong Thiên Cấm Pháp. Đây là lần đầu Sở Huyền nhận được phần thưởng là thần thông. Chu Thiên Càn Khôn trận sau khi được bố trí, trong trận tự có cản khôn, hình thành một không gian độc lập, người ở bên ngoài trận không thể nhìn thấy và đột nhập vào bên trong. Người bị nhốt ở bên trong cũng không thể nào thoát ra, chỉ có thể bị rảo sát. Bởi vì nguyên nhân Chu Thiên càn khôn trận tự mở ra không gian, sau khi bố trí, giống như tạo thêm một không gian, có thể núp ở bên trong bế quan tu luyện. Trước tiên sở huyền liền bố trí Chu Thiên càn khôn trận bên trong sân nhỏ nhìn qua cái sân nhỏ này vẫn không có gì thay đổi nhưng thực ra đã ẩn giấu một không gian càn khôn tô tiên nhi rất khiếp sợ trước thủ đoạn của sở huyền dù là ở trung châu nàng cũng chưa từng nghe nói trận pháp cường đại cùng huyền ảo đến bực này vậy mà tự hình thành không gian càn khôn mặc dù tiểu viện này có một tòa không gian càn khôn nhưng sở huyền vẫn nằm trong sân phạm vi hoạt động của hắn không vì thế mà thay đổi ngược lại tô tiên nhi rất ưa thích tu luyện bên trong không gian này phong thiên cấm pháp là một trong số những thần thông cường đại có thể phong thiên địa cấm pháp tắc so với vực của đế cảnh còn mạnh hơn nhiều lực lượng phong cấm càng vượt trội dù sao thì vực của đế cảnh cũng không thể phong thiên địa cấm pháp tắc thực lực của sở huyền hôm nay cũng không thể phát huy ra uy lực phong thiên cấm pháp bất quá bằng vào thần thông này có thể đơn giản phong cấm võ giả đồng cấp, để cho đối phương không thể nào nhúc nhích. Hắn có thể phất tay, phong cấm vực của đế cảnh. Trong nháy mắt, đã sắp trạch được 3 năm, sở huyền rất phiền muộn. Sau khi bố trí hai tòa bí cảnh cơ duyên, trôi qua thời gian dài như vậy, vậy mà không có ai mò đến. Hiện tại, cảnh giới của hắn đã là đế cảnh tầng 9. Vị ký danh đệ tử nhậm trường Hà này, dưới sự chỉ dạy của hắn, đã lĩnh ngộ xong âm dương hợp thần trương, thành công nghịch chuyển từ khí thành sinh cơ, hệ thống ban thưởng cho hắn tu vi trăm năm. Khoảng cách Tôn Cảnh đã không còn xa, nhưng Nhậm Trường Hà vẫn chưa thể thoát ra, bất quá chỉ cần một đoạn thời gian nữa. Sở hữu xem chừng, đợi đến lúc Nhậm Trường Hà thoát khốn, có khả năng hệ thống sẽ tiếp tục ban thưởng. Cảnh giới Tô Tiên Nhi đã tăng lên tới hư cảnh tầng 9, sắp đột phá hợp cảnh. Dùng thái âm huyền thể của nàng, cộng với tu luyện thái âm tố tiên quyết, lấy tu vi hư cảnh tầng 9 đã có thể vượt cấp giết chết võ giả hợp cảnh tầng 1. Lại trạch thêm một ngày, hệ thống ban thưởng cho một bọc hạt giống thiên tài địa bảo. Sở huyền liền lấy ra, ném cho Tô Tiên Nhi, trồng những hạt giống này vào trong không gian càn khôn đi. Tô Tiên Nhi nhận lấy bọc hạt giống, tiến vào trong không gian càn khôn. Nàng đã quen làm những việc lặt vặt, trong lòng rất phiền muộn, luôn hoài nghi dung mạo của mình. Vì sao sở huyền lại không động tâm với mình? nàng cũng không quan tâm sở huyền làm gì với mình, kết quả sở huyền chỉ sai nàng làm những việc lặt vặt. Sở huyền lại liếc nhìn hai tòa bí cảnh cơ duyên trước mặt, tại sao vẫn chưa xuất hiện con ma nào? Kế hoạch tử mẫu thông tấn phù, coi như sắp phá sản. Được rồi, tiếp tục chờ, người có đại khí vận tiếp theo, nói không chừng thiên phú so với tô tiên nhi còn mạnh hơn. Hai năm qua, sở vân đã tới đây mấy lần, đều được sở huyền cung cấp đan dược. Sở Huyền cũng thuận tiện chuẩn bị tâm đắc tu luyện cho nàng đọc qua. Sở Vân đã có thể luyện chế ra linh đan, cũng đã luyện chế ra hư hợp đan vài lần, chẳng qua là xác suất thành công khá thấp, phẩm chất thượng giai vẫn còn thiếu. Thời gian 2 năm, tu vi Sở Vân đã tăng lên tới huyền cảnh tầng 9, Sở Huyền xem chừng, có lẽ hiện tại nàng đã đột phá tới linh cảnh. Thiên phú này đặt trong đồng lứa sở ra có thể xem như hạng 2, hạng nhất vẫn là Sở Nguyên. Bất quá Thiên phú luyện đan của Sở Vân vượt quá tưởng tượng, cho dù là những thiên kiêu đại tông môn đan đạo như Thiên đỉnh sơn, so với Sở Vân đều kém xa. Người âm thầm bảo vệ Sở Vân đã đổi thành một vị cường giả chân cảnh tầng 1 của Hắc Nguyệt lâu. Dù sao Trương Khôi cũng là tà tu, có một vài tình huống không tiện ra mặt. Huống chi, Sở Vân vẫn cho rằng có một vị cao nhân đang âm thầm bồi dưỡng nàng, khảo nghiệm thiên phú luyện đan của nàng. Nửa tháng trước, Sở Vân đã truyền tin về Nàng đã rời khỏi Sở Quận, đi tới Tần Quốc để rèn luyện. Sở Huyền cũng không lo lắng an nguy của nàng, cho dù tên cường giả của Hắc Nguyệt lâu bảo vệ không được nàng, thì trong cơ thể Sở Vân cũng có một sợi lực lượng đế cảnh, đã đủ bảo đảm cho nàng an toàn. Tất cả thế lực lớn ở Nam Châu vẫn chưa xuất hiện cường giả đế cảnh, pháp tắc chưa khôi phục, không có ai có thể đột phá. Chương 85, biến cố Tần ra, cũng không phải là cường giả đế cảnh đến từ bên ngoài thế lực duy nhất có cường giả đế cảnh, chính là Hắc Nguyệt Lâu. Bất quá, dựa trên tình huống Nam Châu hiện tại, thực lực của người nọ, tối đa cũng chỉ là đế cảnh tầng 1. Tiên sinh, từ hồ tần gia xảy ra một ít biến cố. Tô Tiên Nhi đưa một phần tin tức tới, tần gia xảy ra biến cố, trong đầu sở huyền, trước tiên lại hiện ra bóng người tần khả vận. Nếu như tần gia có biến, nàng cũng không tránh được liên quan. Xem xét tin tức trên tay, Tần hoàng đương nhiệm của Tần Quốc, gia chủ Tần gia, thoái vị. Tựa hồ là bị ép thoái vị, trước mắt Tần Quốc đã không còn hoàng đế, mà tân hoàng cũng không có người đăng cơ, Tần gia đang lầm vào trạng thái không chủ. Chuyện này xảy ra quá bất ngờ, nên Hắc Nguyệt lâu vẫn chưa tìm ra nguyên nhân, vậy mà Triệu gia, Hà gia, Sở gia lại không biết chuyện xảy ra ở Tần gia. Sở Huy ý thức được một chuyện, thế cục ở Tần Quốc có lẽ sẽ thay đổi thậm chí thế cục toàn bộ Nam Châu cũng bị thay đổi. Như Đại Chu, một nước nhỏ như tử Nguyệt Quốc, chỉ sợ sẽ bị diệt, rồi thâu thóm. Đế yêu trùng sinh, phân hồn của hồ yêu, sở huyền thấp giọng lẩm bẩm nói, lại không biết, người ở kiếp này, là người hay là yêu đây. Chấm 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 chấm, tổ địa tần gia, tất cả dòng chính tần gia, cùng với tộc lão tần gia, tất cả đều tập trung tại đây. Trên một tòa tế đàn, có một vị nữ tử đang đứng dung mạo của nàng tuyệt thế bên ngoài biểu lộ ra sự ngoan ngoãn ẩn chứa vài phần tàn nhẫn hai mắt sáng rực tỏa ra ánh sáng yêu dị tần khả vận nàng đang đứng đây tựa hồ vẫn giữ bộ dáng ngoan ngoãn như trước chẳng qua là trên mặt mang theo vẻ tàn nhẫn cùng với ánh mắt yêu dị lộ ra hai loại sắc thái hoàn toàn trái ngược bên trong toàn bộ tổ địa chỉ có hai người đang đứng những người còn lại đều quỳ xuống một người đứng ở trên tế đàn là tần khả vận người còn lại chính là tần bình hà từ hôm nay trở đi ta sẽ là nữ đế tần quốc gia chủ tần gia ai phản đối ai ủng hộ tần khả vận đưa mắt nhìn xuống mọi người tần gia ở phía dưới toàn bộ tổ địa lặng ngắt như tờ tất cả mọi người tần gia không có ai phản đối cũng không có ai ủng hộ chiến ma cổ địa sắp mở ra đây chính là cơ hội quật khởi của tần gia ai không phục ta có thể đứng ra chỉ cần có thể tiếp được một chiêu của ta, vị trí gia chủ Tần gia sẽ thuộc về người đó. Vẫn không có ai lên tiếng, nếu như mọi người đều ủng hộ ta, bắt đầu từ hôm nay, Tần gia sẽ do ta làm chủ, Tần quốc cũng do ta quyết định. Khí thế trên người Tần Khả Vận liền bộc phát, thực lực đã lên tới chân cảnh tầng 9. Hiện tại, nghe theo lệnh của ta, mỗi người dâng lên một giọt tinh huyết. Mở ra tế đàn Tần gia, Tần Khả Vận hạ lệnh Tần Bình Hà là người đầu tiên bước ra một giọt tinh huyết bay về vị trí Tần Khả Vận. Những người còn lại đang quỳ trên đất, hơi trần chờ một chút, cũng nháo nhào bứt ra tinh huyết, bay về tế đàn. Tần Khả vung tay lên, tất cả tinh huyết đều bị hút vào trên bàn tay nàng, tạo thành một ký hiệu, chui vào trung tâm tế đàn. Ông, trong tế đàn tỏa ra ánh sáng, một hư ảnh khổng lồ dần hiện ra từ trong tế đàn. Dù chỉ là một hư ảnh, cũng khiến cho những người ở đây cảm nhận được uy áp cường đại, tất cả mọi người ở đây đều cảm thấy hô hấp có chút khó khăn. Tần Khả Vận đã quỳ ở trên mặt đất, Tần Bình Hà cũng quỳ cạnh bên, tất cả người của Tần gia khi nhìn thấy hư ảnh khổng lồ ở trên tế đàn, trong lòng đều cảm thấy rung động. Tế đàn là địa phương được Tần gia thủ hộ qua các thời kỳ, nghe đồn là do tổ tiên Tần gia lưu lại. Nhưng tác dụng cụ thể của tế đàn được truyền thừa cho đến hiện tại cũng không có ai biết. Cho tới bây giờ, chỉ biết là tu luyện tại tế đàn có tác dụng hỗ trợ đột phá bình cảnh, tăng nhanh tốc độ tu luyện, khiến cho căn cơ vững chắc. Đây cũng là nguyên nhân căn bản khiến cho Tần Gia luôn mạnh hơn ba nhà còn lại. Khả Vận bái kiến tổ tiên, Tần Khả Vận quỳ rạp trên đất, sau lưng lộ ra một hư ảnh bạch hồ, đồng dạng đang cúi đầu quỳ rạp. Hư ảnh khổng lồ bỗng nhiên cúi đầu nhìn về phía Tần Khả Vận đang quỳ rạp dưới đất. Trong đôi mắt kia bỗng nhiên tỏa ra ánh sáng có ý chí tinh thần truyền lại khả vận cuối cùng người cũng đến tất cả mọi người tần gia rung động không thôi trong lòng cũng nóng như lửa chẳng lẽ tổ tiên tần gia vẫn còn sống trong truyền thuyết tổ tiên tần gia có thực lực thông thiên tổ tiên tần gia đã suy sụp tần quốc sớm đã xuống dốc khả vận lại bất tài muốn khôi phục lại uy phong của tần quốc tần khả vận thấp giọng nói hư ảnh giơ tay lên sờ lên đầu tần khả vận, giống như đang vuốt ve hư ảnh bạch hồ. Có thể, trong mắt hư ảnh, bắn ra hai tia sáng, chui vào chán tần khả vận, sau đó hư ảnh bắt đầu tiêu tán. Con cháu tần ra, tôn khả vận làm chủ, đợi ta trở về. Hư ảnh đã biến mất, giữa tế đàn, xuất hiện một cái vòng xoáy giống như cửa động. Tần khả vận liền đứng dậy, khí tức trên người lại dao động một hồi, vậy mà từ chân cảnh tầng 9, tiến thêm một bước nhưng cũng chưa có đột phá đến đế cảnh. Nàng nhìn xuống dưới tế đàn, tất cả đứng lên. Mọi người tần ra, lúc này mới dám đứng lên, nhìn về phía nữ tử trên tế đàn, ánh mắt của tất cả mọi người trở nên phức tạp. Cũng không khó suy đoán, nàng cùng tổ tiên tần ra, chắc chắn có nguồn gốc. Truyền thừa tần ra đã đứt, vừa rồi tổ tiên đã ban tặng truyền thừa, khôi phục lại huy hoàng tần ra, các người phải cố gắng tu luyện. Tần khả vận móc ra một quyển sách trắng, Sao chép lại công pháp lên trên, rồi giao cho Tần Bình Hà, chương 86, biến cố Tần Gia, hai, triệu hồi cường giả Tần Gia tại đế quốc Đại Càn, triệu Gia, Hà Gia, sở Gia sẽ xưng thần với Tần Gia, kể từ hôm nay, Tần Quốc không còn là bốn nhà cùng trị. Lần này bổn đế cần bế quan một đoạn thời gian, sự tình ở Tần Quốc, tạm thời giao cho mẫu thân của ta cùng mấy vị tộc lão đến xử lý, tất cả đều lui ra đi mọi người tần ra nhau nhau lui ra tần bình hạ do dự một chút lại nói khả vận chỉ sợ đại càn sẽ không để cho cường giả tần gia trở về không sao chờ đến khi ta xuất quan đại càn sẽ đáp ứng ngươi muốn đột phá đế cảnh trong lòng tần bình hà hơi chấn động nam châu không đế nếu như tần khả vận đột phá chẳng lẽ sẽ trở thành cường giả đệ nhất nam châu chuyện tần gia thống nhất nam châu cũng không phải là không có khả năng Tần Khả Vận lắc đầu nói, "Còn cần một chút thời gian, đợi sau khi Tần Bình Hà rời đi." Tần Khả Vận liền bước vào thông đạo ở giữa tế đàn, đi vào trong một tiểu không gian. Khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu củng cố cảnh giới, xuất hiện hư ảnh bạch hồ, lực lượng thần hồn bắt đầu khuếch tán ra xung quanh. Nàng vốn là đế yêu trùng sinh, muốn tu luyện đến đế cảnh thì dễ dàng hơn nhiều so với những người khác. Bất quá, bởi vì pháp tắc Nam Châu không được hoàn chỉnh, cho nên nàng không thể nào đột phá đến đế cảnh nhưng mà nơi này là một không gian đặc thù ngược lại nàng sẽ có cơ hội đột phá đến đế cảnh chẳng qua là thời gian nàng tích lũy vẫn chưa đủ cho nên hiện tại không thể nào đột phá muốn thực lực tăng lên trong thời gian ngắn chỉ có một biện pháp dựa vào hồn lực của hồ yêu tạo ra vực của đế cảnh dù sao cũng là ngụy vực cũng đủ làm cho nàng đột phá bán đế cảnh trở thành người mạnh nhất chỉ có như thế nàng mới có tư cách so đấu cùng với đế quốc đại can. Tần gia đã suy yếu quá lâu, trong thời gian ngắn không thể nào chống lại đại can đế quốc, nhưng chỉ cần nàng có thể ổn định được thế cục, hiện tại nội tình tần gia đã khác trước, thực lực tần gia sẽ tăng lên rất nhanh. Trước kia ba nhà triệu gia, hà gia, sở gia đều phụ thuộc tổ tiên tần gia, nên cũng có truyền thừa, chẳng qua là không biết cách mở ra mà thôi. Tần Khả Vận đã quyết định, Tần Quốc phải được thống nhất, chấm dứt cục diện bốn nhà cùng cai quản, mặt khác mở ra truyền thừa của ba nhà còn lại. Thực lực tổng thể của Tần Quốc sẽ tăng vọt trong thời gian ngắn. Nếu như ba nhà khác không theo, vẫn muốn tách ra độc lập như trước, vậy thì không thể trách mình tâm ngoan thủ lạt. Tần gia đã xảy ra biến cố gì, cũng không có một ai biết. Cho dù là Hắc Nguyệt lâu, cũng chỉ biết được Tần gia có biến, cụ thể như thế nào, không thể nào tìm hiểu được sở huyền cũng không quan tâm biến cố tần gia cho dù tròn méo ra sao cũng không ảnh hưởng đến mình hiện tại trước mắt hắn vẫn là người mạnh nhất nam châu giờ phút này sở huyền đọc qua một phần tin tức về tần gia do hắc nguyệt lâu truyền đến tần gia phái người tiến về đế quốc đại càn muốn triệu hồi cường giả tần gia đế quốc đại càn chính là bá chủ của các nước nam châu cũng là lực lượng mạnh nhất đối kháng với tả vương đình khống chế đối với những nước phụ thuộc cũng không có buông lòng cường giả hợp cảnh của các nước còn lại phải tiến về đại can chờ bổ nhiệm khi chưa được cho phép không được rời khỏi cảnh nội của đế quốc đại can đây cũng là nguyên nhân tại sao sở ra có truyền thừa từ rất lâu vẫn không có cường giả hợp cảnh chấn giữ một khi đột phá hợp cảnh phải tiến về đế quốc đại can nếu không một khi bị phát hiện sẽ bị đế quốc đại can chấn áp bởi vì tần gia là hoàng thất mới được phép lưu lại một vị cường giả hợp cảnh tọa trấn. Tà Vương Đình cũng có quy định tà tu như thế, cho nên ở bên ngoài Tà Vương Đình rất khó nhìn thấy tà tu hợp cảnh, đây là do hai bên tập trung lực lượng đối kháng lẫn nhau. Giờ phút này Tần Gia muốn triệu gọi cường giả từ Đế quốc Đại Càn, chỉ sợ rất khó thành công, cho dù có lý do xác đáng, tối đa thì Đế quốc Đại Càn chỉ cho phép một vị quay về mà thôi. Kỳ thật tất cả mọi người biết rõ, cường giả hợp cảnh đến đại càn đế quốc chờ bổ nhiệm, rất dễ biến thành pháo hôi đối kháng tả vương đình. Nhưng mà, đế quốc đại càn rất cường đại, nên không có ai dám làm trái. Có trò hay để nhìn rồi, sở huyệt rất ngạc nhiên, tần ra lấy lực lượng từ nơi nào, có can đảm khiêu chiến với đế quốc đại càn. Cục diện bốn nhà cùng cai trị ở tần quốc, chỉ sợ sẽ tan vỡ. Tiên sinh, nô tỳ muốn đột phá, khí tức trên người tô tiên nhi bắt đầu dao động, sắp đột phá tới hợp cảnh. Người đi đi, sở huyền phất tay, sau khi Tô Tiên Nhi nhận được thái âm tố tiên quyết. Đã củng cố lại căn cơ, nếu không đã sớm đột phá hợp cảnh. Sau một ngày, Tô Tiên Nhi đã thành công đột phá hợp cảnh. Sở huyền đang xem tin tức truyền đến từ Hắc Nguyệt Lâu, thì nhắc nhở của hệ thống lại vang lên. Thị nữ của ký chủ, dưới thủ đoạn dạy dỗ cao siêu, đã đột phá cảnh giới, ban thưởng 10 năm tu vi. Tô Tiên Nhi vừa đột phá, hệ thống liền ban thưởng Tu Vi. Sở huyền vui như chảy hội, liền nhận lấy phần thường. Tu Vi 10 năm được truyền vào, thực lực của hắn lại tăng lên, bất quá cũng không có đột phá đến tôn cảnh. Sở huyệt cũng chẳng suy nghĩ nhiều, ban thưởng Tu Vi 10 năm làm sao đủ để đột phá bình cảnh. Nhưng mà hắn lại phát hiện một chuyện, phần thưởng là Tu Vi là phương pháp tăng cấp nhanh nhất. chương 87, Nữ Đế Đại Tân, Thu Đồ Đệ, tên đệ tử ký danh nhậm trường hà được hắn truyền thụ lĩnh ngộ âm dương hợp thần trương nghịch tử khí thành sinh cơ hệ thống ban thưởng cho hắn tu vi tô tiên nhi cũng là thị nữ cũng tu luyện công pháp hắn truyền cho hơn nữa còn được hắn chỉ điểm sau khi đột phá cảnh giới hệ thống cũng thưởng tu vi cho nên hắn đã đoán ra thu đồ đệ dạy dỗ đồ đệ sẽ được hệ thống khen thưởng sở huyền mừng rỡ không thôi rốt cục đã phát hiện ra một biện pháp giúp cho thực lực của mình nhanh chóng tăng lên. Bất quá, nghĩ tới yêu cầu thu nhận đồ đệ, có lẽ là không thấp. Người có thiên phú bình thường, khí vận bình thường, dù cho mình có thu làm đồ đệ, chỉ điểm đột phá cảnh giới, chỉ sợ hệ thống cũng không ban thưởng cho cái gì. Nhất định phải là người có đại khí vận, tuy là Nhậm Trường Hà không phải người có đại khí vận, nhưng hắn là thiên cảnh đỉnh phong, thuộc về loại vượt cấp thu đồ đệ. Không đúng, Nhậm Trường Hà có thể gặp được mình ai nói không phải là người có đại khí vận. Rõ ràng là khí vận rất nhiều, nếu không tại sao khi rơi vào thần quật. Làm sao lại học được âm dương hợp thần trương trong tay mình, còn sắp thoát khốn ra ngoài. Sở huynh nhìn về phía hai tòa bí cảnh cơ duyên, trong lòng phiền muộn không thôi, đã lâu rồi vẫn chưa thấy người nào. Có nên kích hoạt bí cảnh kích cơ duyên, bố trí tại một địa phương khác. Sở huyền có chút do dự, chờ thêm một chút, đợi đến lúc nhận thưởng kỳ hạn 3 năm, nếu người có đại khí vận vẫn chưa xuất hiện sẽ bố trí một tòa bí cảnh cơ duyên trong lòng sở huyền đã ngầm quyết định hiện nay hắn nắm giữ rất nhiều tài nguyên công pháp bí thuật bảo vật nhiều vô số kể công pháp cấp bậc đế kinh thiên kinh thần pháp cùng bí thuật ít nhất cũng có mấy chục bộ hắn chọn lựa một bộ công pháp cường đại cùng một chút ít thiên tài địa bảo đan dược các loại đế binh đặt vào trong bí cảnh cơ duyên nếu như có người đại khí vận tiến vào, không nói đến thiên cảnh, chỉ dựa vào cơ duyên trong bí cảnh, đột phá đế cảnh, tôn cảnh là chuyện rất dễ dàng. Ba ngày sau, một tin tức làm chấn động cả Tần Quốc. Cũng trong thời gian ngắn, chấn động toàn bộ Nam Châu. Tần Khả Vận Đăng Cơ, được xưng là Nữ Đế Đại Tần. Tần Quốc cũng đổi tên thành Đế Quốc Đại Tần, không còn là một nước phụ thuộc Đại Càn Đế Quốc. Tại Nam Châu, danh xưng Đế Quốc không phải là có thể tùy tiện đặt. Đế quốc Đại Càn có một vị đế quân, từng là một vị cường giả đế cảnh cuối cùng của Nam Châu. Nội tình thâm hậu, truyền thừa từ xa xưa, làm sao mà Tần quốc có thể sánh kịp? Cùng ngày Tần Khả Vận xưng đế, tự mình tiến vào Đế quốc Đại Càn, yêu cầu Đế quốc Đại Càn thả người. Cũng chính ngày hôm đó, làm cho mọi người biết tới, vị nữ đế Đại Tần này cường đại. Một tay trấn áp 10 vị cường giả Đế quốc Đại Càn mạnh mẽ đánh bại đế quân của Đại Càn, uy trấn Nam Châu. Sau đó dẫn theo cường giả bốn nhà tần gia, triệu gia, hà gia, sở gia từ Đại Càn đế quốc trở về. Cùng giao thủ với Tà Vương, dùng thực lực mạnh mẽ đánh trọng thương Tà Vương, khiến cho Nam Châu chấn động, nữ đế Đại Tần thậm chí được vinh danh cường giả mạnh nhất tiếp cận đế cảnh ở Nam Châu. Mà nàng, bất quá chỉ mới 25 tuổi, cùng ngày này tổ trạch sở ra phát ra tiếng gầm gừ của sở thiên minh. Sở nguyên, khốn nạn, khốn nạn, lũ con cháu bất tài. Sở huyền bĩu môi, hắn đã sớm đoán được, sẽ xuất hiện một màn này. Sở nguyên cũng không có ở sở Gia, nếu không chỉ có bị đánh chết. Trong lòng hắn không khỏi cảm thán, hồ yêu chi hồn này khôi phục cũng quá nhanh, mới qua vài tháng cục diện bốn nhà cùng chị ở Tần Quốc đã xong. Tất cả cường giả hợp cảnh triệu gia, hà gia, Sở gia đi theo Tần Khả Vận trở về, đều lưu tại Tần Quốc, không có quay trở về nhà. Thái độ không cần nói cũng biết, ba ngày sau, lệnh của nữ đế Đại Tần truyền đến, triệu kiến Sở Thiên Minh vào kinh. Sở quận muốn đổi tên Nam quận Đại Tần, ban thưởng lấy tộc địa Sở gia làm trung tâm, phạm vi 300 dặm trở thành đất phong cho Sở gia. Triệu gia, Hà gia cũng giống như thế, cao tầng ba nhà gặp mặt, ai cũng không cam lòng, địa bàn kinh doanh mấy ngàn năm bây giờ lại dâng cho tần ra phản kháng cũng không có tác dụng tần khả vận trực tiếp ra lệnh không cho thương lượng hoặc là xưng thần vì tần quốc hoặc là bị trục xuất ra khỏi tần quốc nói thẳng ra đây là đã niệm tình kết giao nhiều thế hệ nếu không thì chưa chắc chỉ trục xuất đơn giản như vậy nữ đế đại tần thật bá đạo quá huy phong tô tiên nhi đọc lướt qua tin tức trên mặt lộ vẻ ngưỡng mộ sở huyền lườm nàng một cái như thế nào người cũng muốn làm nữ đế. Không muốn, nô tỳ chỉ muốn phục vụ bên ngài thôi. Tô Tiên Nhi cười duyên trả lời, người nên nhớ kỹ, nữ đế, đại đế cái gì đó, đều chỉ là hư danh, thực lực mới là quan trọng nhất, chỉ cần thực lực đủ mạnh mẽ. Cái gì nữ đế, còn không phải dùng một tay là có thể chấn áp. Tiên sinh nói rất đúng, Tô Tiên Nhi tán thành, nguyện vọng lớn nhất của nàng, chính là đợi đến khi thực lực đủ cường đại, quay về Trung Châu, một tay chấn áp tô ra hung hăng đánh lên mặt những người kia phàm là người đã từng ngấp nghé sắc đẹp của mình tất cả đều phải chết không thể không nói cô nàng này hoặc là nói lão yêu bà vẫn rất bá đạo sở huyền đọc qua tin tức về tần khả vận trực lưỡi thở dài sở gia lựa chọn như thế nào sở huyền cũng không thèm quan tâm sở quận có mất hay không hắn không quá chú ý kỳ thật lòng trung thành của hắn đối với sở gia cũng không nhiều chỉ quan tâm đặc biệt với sở vân mà thôi. Tên sở nguyên kia, coi như cũng tính vào, tuy là tên kia càm giảm như bà Tám, bất quá rất chân thành đối tốt với mình. chương 88, bái kiến lão tổ sở ra, bỗng nhiên, thần sắc trên mặt sở huyền có chút cổ quái. Chỉ chốc lát sau, từ trước cửa tiểu viện, xuất hiện một bóng người. Thân khoác kim bào, mũ phượng, dung nhan tuyệt mỹ. Tần khả vận, tần khả vận nữ đế đại tần, Ngươi chạy tới chỗ ta làm cái gì? Sắc mặt sở huyền lộ vẻ ngoài ý muốn, hai mắt tô tiên nhi trừng lớn, nữ đế đại tần, vậy mà lặng lẽ chạy tới đây. Tần khả vận lường tô tiên nhi một cái, đôi mi thanh tú hơi nhíu lại, nhìn về phía sở huyền đang lười biếng nằm trên ghế, híp mắt nói, ta muốn kết hôn với ngươi. Trên mặt tô tiên nhi rất khiếp sợ, lấy sở huyền, nàng nghĩ gì vậy, sở huyền có chút ngây ngốc, lấy ta, đúng tần khả vận gật đầu nói ta là nữ đế làm sao hậu cung có thể thiếu người ngươi muốn tam cung lục viện sở huyền lộ ra vẻ mặt quái dị không hổ danh là lão yêu bà trùng sinh đậu ngoé khó như vậy cũng nghĩ được không tần khả vận lắc đầu nói nam nhân tuấn tú quá ít tam ca của ngươi lại không biết chạy đi đâu cho nên trước mắt chỉ có ngươi xem như ngươi được lợi rồi sở huyền nhìn thấy trên mặt nàng lộ ra vẻ khôn khéo cơ mặt hắn cò rút liên tục sau đó sở lên mặt thở dài ta không phủ nhận vẻ ngoài của mình có chút tuấn tú nhưng ta không thích xuất giá ta một đại nam nhân làm sao lại được gả đi chứ người không được cự tuyệt tần khả vẫn híp mắt nói nếu như người đáp ứng ta có thể phá lệ cho sở ra đất phong càng nhiều người không đáp ứng hiện tại ta cũng có thể bắt người lại á à, sở huyền khẽ cười một tiếng trên người tỏa ra ánh sáng bảy màu liền vang lên giọng nói uy nghiêm vô thượng đại tần nữ đế là ai cho ngươi dũng khí dám làm càn trước mặt ta thần sắc tần khả vận đại biến vẻ mặt vô cùng khiếp sợ khí thế trên người liền bộc phát lộ ra thực lực đến bán đế đồng thời thi triển ngụy vực sau lưng lộ ra hư ảnh bạch hồ ý đồ muốn chấn áp sở huyền quỳ xuống sở huyền quát ra một tiếng chân ngôn thuật nói là làm ngay phập tần khả vận liền quỳ xuống ngụy vực biến mất hư ảnh bạch hồ đã biến mất Vẻ mặt nàng rất kinh hãi, một lời liền trấn áp mình, đó là thực lực mạnh cỡ nào? Tần Khả Vận quỳ trên mặt đất, khuôn mặt tái nhợt như tờ giấy, bộ dáng điềm đạm đáng yêu, không còn một chút uy thế đế vương. Sở Huyền vẫn ngồi ở trên ghế, đưa mắt nhìn nàng, trong mắt có ánh sáng chuyển động, Thiên Cơ Thám Nguyên Thuật, lúc trước thực lực không đủ, không thể nào hoàn toàn dò xét lai lịch Tần Khả Vận. Nhưng hiện tại, hắn đã là đế cảnh tầng 9, Tần Khả Vận đế yêu trùng sinh, là phân hồn của hồ yêu, từng là yêu sủng bạch hồ của đế tôn đại tần thượng cổ, tu vi đế cảnh tầng 9, thân thể bị vẫn lạc, nhưng thần hồn trốn thoát được, ký thác trên người tần bình hà tần ra. Giờ phút này, lại lịch nguyên bản của tần khả vận đã được sở huyền biết hết. Hắn không thể tưởng tượng ra, tần khả vận lại là yêu sủng của đế tôn đại tần thượng cổ. Kiếp trước lại có tu vi đế cảnh tầng 9, đế tôn chính là danh xưng cường giả tôn cảnh. Đế Trung Chi Tôn, theo thông tin từ kiếp trước của Tần Khả Vận, chủ nhân của nàng là Đế Tôn Đại Tần, cũng chính là tổ tiên Tần gia, là một cường giả nổi danh thời thượng cổ. Nhưng Sở Huyền lại chưa từng nghe thấy người này, trên các loại điển tịch lịch sử Nam Châu, cùng với các loại tạp ký, cũng không có ghi lại thông tin về Đế Tôn Đại Tần. Hắn tiếp tục thi triển Thiên Cơ Thám Nguyên thuật, nguyên nhân Tần Khả Vận vẫn lạc cũng đã dò xét được. Làm Sở Huyền ngoài ý muốn chính là chiến ma cổ địa vừa mới bắt đầu, Tần Khả Vận đã chết vì lý do ngoài ý muốn, dùng thần hồn chạy trốn, ngủ say trong tổ địa Tần gia, về sau lại gửi vào trong bụng Tân Bình Hà. Như thế cũng biết, đế tôn đại Tần đã chết trong chiến ma cổ địa trước đó. Chiến ma lúc trước, chỉ sợ Nam Châu có một đế quốc đại Tần rất cường đại. Thực lực của đế tôn đại Tần có lẽ cũng không phải chỉ là tôn cảnh như mặt ngoài. Tần Khả Vận lạnh run, không biết vì sao, Nàng có loại cảm giác bị Sở Huyền nhìn thấu từ trong ra ngoài. Tựa hồ mỗi một sợi lông đều rơi vào trong mắt Sở Huyền. Tần Khả Vận rất hối hận khi chạy tới đây, vì sao mình lại không nhịn được chứ? Nhưng, thật sự là hắn rất tuấn tú. Ai biết, người này cũng là một lão quái vật, không sai, hiện tại Tần Khả Vận cho rằng Sở Huyền là một lão quái vật trùng sinh, hơn nữa còn cho rằng Sở Huyền là lão tổ của Sở gia trùng sinh. Kiếp này của ngươi, là người hay là yêu? giọng nói uy nghiêm của sở huyền lại vang lên thân hình tần khả vận run rẩy càng tin tưởng vào suy đoán của mình vậy mà hắn lại biết kiếp trước của mình là là người tần khả vận thấp giọng nói kiếp này không phải yêu chỉ làm người khí thế trên người sở huyền vừa thu lại thản nhiên nói nếu là người vậy thì đứng lên đi không dám tần khả vận bái kiến lão tổ sở ra tần khả vận tiếp tục quỳ dạp trên đất lão tổ sở ra Sở huyền cười khẽ một tiếng, nói, ta cũng không phải là lão quái vật, càng không phải là tổ tiên sở ra. Tần khả vẫn hơi sững sốt, không phải lão quái vật. Không phải tổ tiên sở ra trung sinh, làm sao có thể, hắn thật sự chỉ là một thiếu niên, vì sao lại mạnh như thế? chương 89, đế tôn đại tần, đứng lên đi, dù sao ngươi cũng là nữ đế đại tần. Tần khả vẫn đứng lên, có hơi cúi đầu, trên mặt lộ ra vẻ ngoan ngoãn giống như lần đầu sở huyền nhìn thấy nàng không còn một tiêu uy nghiêm nữ đế nữ đế đại tần thật ra ngươi muốn làm gì sở huyền chỉ ấm trà tô tiên nhi lập tức thuần thục pha trà ngồi đi đột nhiên xuất hiện một cái ghế ở trước bàn trà tần khả vẫn thấp thỏm do dự cái ghế kia chính là linh lực của hắn biến thành ngồi lên đó có thể xảy ra vấn đề hay không nghĩ lại dùng sự cường đại cùng thủ đoạn của hắn đâu cần làm những thứ này nàng nhẹ nhàng ngồi xuống trên ghế. Tô Tiên Nhi bĩu môi, tiện nghi cho ngươi rồi, lại để cho bổn cô nương châm trà cho ngươi. Rót trà ngon, đầy ba chén. Nàng biết rõ, trà mà sở huyền uống không đơn giản. Nó giúp cho tinh thần thông suốt, ý chí tinh thần trở nên thoải mái. Nếu như ngưng luyện thần hồn, thì trà này có thể tẩm bổ thần hồn. Là bảo vật khó cầu, cho dù là tại Trung Châu, cũng là loại hiếm có. Sở hồn uống một ngụm trà, lại nói, uống đi, đây chính là trà ngon, đối với người rất có lợi. Tần Khả Vận chính là hồ yêu, một mực ngủ say cho đến nay, kỳ thật đã rất suy yếu, ở kiếp trước có không ít trí nhớ, đều bởi vì ngủ say thời gian dài mà trở nên mơ hồ, trà này có thể giúp cho thần hồn trong suốt, trợ giúp thần hồn của nàng khôi phục, lấy lại trí nhớ. Tần Khả Vận hớp một ngụm nhỏ, chỉ cảm thấy một làn nước mắt tan chảy vào cổ họng, trong chốc lát thần hồn trở nên sảng khoái. Mà những ngữ thức mơ hồ không thể nào nhớ lại, vậy mà lại rõ ràng hơn một ít. Hai mắt nàng sáng ngời, biết là trà này không đơn giản. Liền một ngụm uống sạch, hai mắt híp lại thưởng thức. Sau khi nhìn thấy tần khả vận uống xong, sở huyền mới mở miệng nói, chiến ma, tên của một sự kiện trong quá khứ, đã xảy ra chuyện gì? Khiến cho Nam Châu trở nên cằn cỗi, địa mạch tan vỡ, pháp tắc không trọn vẹn, đều bởi vì đại chiến chiến ma dẫn đến về trận đại chiến này sở huyền cũng không biết nhiều ở trong hắc nguyệt lâu cũng không có ghi chép gì về chuyện này hiện nay có tần khả vận cái này kinh nghiệm bản thân người tại tự nhiên muốn hiểu rõ thoáng một phát chiến ma đại chiến chiến ma cổ địa chính là chiến trường của trận đại chiến này cho tần khả vận uống trà chân quý như vậy đơn giản là giúp nàng lấy lại trí nhớ của kiếp trước nhất là về sự tình đại chiến chiến ma sau khi tần khả vận trầm mặc nửa ngày nhớ lại trí nhớ của kiếp trước nói ra kỳ thật ta cũng không biết nhiều vì lo sở huyền hiểu lầm nàng cố tình giấu diếm vội vàng nói ta chỉ là một yêu sủng đúng là biết không nhiều biết nhiều hay ít không quan trọng người biết bao nhiêu nói bấy nhiêu sở huyền tựa lưng vào ghế khôi phục lại bộ dạng lười biếng ta chỉ nhớ mơ hồ chiến ma trước kia tần tôn từng vô cùng tức giận nói phản nghịch nhân tộc phản nghịch ắt phải chết sau đó tần tôn mang theo nhiều cao thủ rời đi tựa hồ muốn ở kiếp trước tần khả vận chỉ là một con tiểu bạch hồ vì được đế tôn đại tần yêu thích cho nên luôn mang theo bên người duy chỉ có một lần nọ tần khả vận bị đặt tại tổ địa tần gia nguyên nhân là tần khả vận cần làm một ít hậu chiêu đó là phương pháp mở ra tòa tế đàn này khi ma tộc xâm lấn cường giả nhân tộc đứng lên chống cự nhưng không ai thấy bóng dáng đế tôn đại tần trước khi đại chiến diễn ra nghe đồn là đế tôn đại tần cùng với những cường giả khác đã vẫn lạc hồn châu đặt ở đại tần cũng bị nghiền nát trước khi ma tộc xâm lấn đế quốc đại tần đã là một mảnh đại loạn tần đế tân nhiệm không thể nào ổn định tình thế cho nên khi ma tộc xâm lấn đế quốc đại tần cũng bị tiêu vong con cháu hậu duệ của đế tôn đại tần suýt nữa bị giết sạch tần khả vận bảo hộ một số núp trong tổ địa mà nàng phải chống cự với một vị cường giả ma tộc Khiến cho nhục thân bi hủy Cũng may là đế tôn đại tần đã chuẩn bị giúp nàng hậu chiêu Cho nên thần hồn mới thoát được một kiếp Ngủ say bên trong tổ điện tần ra Trước đây ma tộc xâm lấn quá bất ngờ Đánh cho nhân tộc không kịp trở tay Tựa hồ nhân tộc có người phản bội Dẫn ma tộc tiến vào Tần khả vẫn lại nói Tần tôn có thể là vì lọt vào phục kích của ma tộc mà vẫn lạc Năm đó tần quốc có thực lực ra sao? sở huyền cảm thấy sau trận đại chiến kia khiến cho lịch sử tần quốc bị thất lạc cũng không phải là chuyện kỳ lạ nam châu chỉ có một quốc gia đó là đế quốc đại tần tần khả vận kiêu ngạo nói ra sở huyền có chút ngoài ý muốn đế quốc đại tần thượng cổ vậy mà thống nhất nam châu một đế quốc cường đại như thế nhưng lại biến mất trong lịch sử chỉ sợ là có người cố tình làm ra mà người cố tình xóa đi đoạn lịch sử này tất nhiên là thế lực mạnh nhất Nam Châu. Người đầu tiên mà sở huyền nghĩ đến chính là đế quốc đại càn có truyền thừa xa xưa. chương 90, vì sao lại yêu ái sở ra như vậy? Cho nên, người muốn khôi phục lại uy phong của đế quốc đại tần xưa kia, sở huyền cảm giác được. dã tâm của tần khả vận rất lớn, thậm chí còn muốn thống nhất Nam Châu. Chẳng qua là dùng thực lực của nàng làm sao có thể thành công. Cho dù nàng khôi phục lại thực lực kiếp trước, chỉ sợ cũng làm không được một ít người chỉ sợ không muốn lại có người thống nhất nam châu lần nữa tái hiện lại đế quốc đại tần không có thực lực tiểu nữ thấp kém làm sao có thể thống nhất nam châu tần khả vận liền trột dạ tần tôn có thực lực ra sao sở huynh cảm thấy người này có thể thống nhất nam châu nếu không có thực lực thiên cảnh thì tuyệt đối làm không được ta cũng không biết rõ tần khả vận lắc đầu nói tự hồ sợ sở huyền không tin cuống quýt bổ sung thêm ta chỉ là một sủng vật làm sao biết được thực lực cụ thể của chủ nhân những gì cần hỏi cũng đã hỏi tần khả vận là người không phải yêu cũng không cần phải giết đi sở hươu phất tay nói người có thể rời đi nên làm cái gì thì làm cái đó không được quấy rầy ta lần nữa mặt khác không được tiết lộ sự tồn tại của ta vâng tần khả vận đứng bật dậy hai tay vân vê vạt áo thấp giọng hỏi tiểu nữ có thể tới đây chơi không khóe miệng sở huyền có chút co rút, không nhịn được nhớ tới, tần khả vận ưa thích nam nhân tuấn tú. Ngoá não, nàng ta muốn gặp mình thì có, đi thôi, sở huyền phất phất tay như đuổi ta, tần khả vận híp mắt, sở huyền không có trả lời. Nàng xem như là đồng ý, vâng, tiểu nữ liền cáo lui, tần khả vận cung kính thi lễ một cái, lúc này mới rời khỏi tiểu viện. Sở huyền nhấp một ngụm trà, nheo mắt lại, nếu như đế tôn đại tần có chuẩn bị hậu chiêu rất có thể vẫn chưa ngỏm chờ đợi thời cơ chín mùi sẽ trở người một nhân vật có thể thống nhất nam châu thành lập đế quốc duy nhất sở huyền cũng không tin dưới tình huống hắn đã lưu lại hậu chiêu mà còn chết đi trừ khi hắn gặp được cường địch có thực lực vượt xa hắn tần khả vận trùng sinh làm người của tần gia chỉ sợ cũng là hậu chiêu của đối phương sở huyền cầm lấy thông tấn phù liên hệ bảo hồng diễm tra một chút tin tức đế tôn đại tần thời thượng cổ ở nam châu vâng thưa chủ thượng bảo hồng diễm cung kính đáp lời ba vị lâu chủ kim bài sở huyền đã quyết định chú trọng bồi dưỡng bảo hồng diễm trợ giúp nàng thăng chức thành lâu chủ nhất tinh hai vị lâu chủ còn lại thiên phú cũng không mạnh hơn bảo hồng diễm điểm mấu chốt chính là hai người kia là nam không có xinh đẹp như bảo hồng diễm ba ngày sau bảo hồng diễm truyền lại tin tức về đế tôn đại tần thân phận lâu chủ kim bài cũng không tra ra nhiều tin tức hữu dụng không ai biết thực lực của đế tôn đại tần chỉ có vài câu đơn giản giới thiệu về đế tôn đại tần thiên cổ nhất đế nam châu duy nhất một vị thống nhất nam châu đế tôn khiến cho tất cả thế lực tông môn nam châu phải cúi đầu mặc dù chỉ là vài câu giới thiệu ngắn gọn nhưng đã đủ chứng tỏ sự mạnh mẽ của đế tôn đại tần trong lịch sử nam châu người duy nhất thống nhất nam châu khiến cho tất cả thế lực tông môn phải cúi đầu nhân vật lập ra đế quốc đại tần cực kỳ cường đại sở huyền hoài nghi trận đánh chiến ma thượng cổ chỉ sợ chính là một âm mưu to lớn nhằm phá hoại đế quốc đại tần tần khả vận nói là có nhân tộc phản nghịch dẫn ma tộc xâm lấn đánh cho cường giả nhân tộc không kịp trở tay chỉ sợ là đúng như mình đoán về phần cường giả nhân tộc có đúng là không kịp trở tay hay không phải cần thêm thông tin. Ít nhất, có một số người tính trước, chưa chắc là không kịp trở tay, chỉ có những cường giả nhân tộc không phản bội mới đúng là không kịp trở tay. Đế Tôn Đại Tần, tuy danh xưng là đế tôn, nhưng chỉ sợ thực lực đã vượt xa Tôn Cảnh. Không có thực lực thiên cảnh, làm sao có thể thống nhất Nam Châu? Mặc kệ đế Tôn Đại Tần, dù ngọm củ tỏi hay còn sống nhân răng, chỉ cần không vo ve trước mặt mình, thì Sở Huyền cũng không cần để ý hắn có hậu chiêu gì dù cho hắn muốn thống nhất Nam Châu thêm lần nữa, thì mình đếch quan tâm. Khi chiến ma cổ địa mở ra, chỉ sợ bố cục của những thế lực khác đều sẽ trồi lên mặt nước. Vừa nhìn qua thì vũng nước đục ở Nam Châu này có hơi sâu. Sở huyền cũng không quá lo lắng, chiến ma cổ địa vẫn chưa mở ra. Đợi đến lúc nó mở ra thì thực lực của hắn thấp nhất cũng là thiên cảnh. Vốn là muốn ba nhà sở, hà, triệu triệt để xưng thần với tần quốc, giao ra địa bàn, tiếp nhận đất phong hoàng tộc Tần thị. Không ngờ đột nhiên Tần Khả Vận thay đổi chủ ý, Triệu gia cùng Hà gia, giao địa bàn ra, tiếp nhận đất phong. Duy chỉ có Sở gia, vậy mà không hề thu hồi Sở quận, cũng không yêu cầu Sở gia xưng thần, còn những cường giả hợp cảnh Sở gia mang về từ đế quốc đại càn, cũng thả bọn họ quay về Sở quận. Đột nhiên thái độ của Tần Khả Vận thay đổi, làm cho Sở gia ngạc nhiên. Triệu gia và Hà gia đều ngây ngốc vì sao lại ưu ái sở ra như vậy không đúng tự hồ cũng không phải là ưu ái mà là loại bỏ sở ra khỏi hạch tâm của tần quốc những chuyện mà tần khả vận làm người ở bên ngoài nhìn thấy sẽ coi đây là bất mãn đối sở ra loại trừ sở ra ra khỏi hạch tâm của tần quốc thậm chí trực tiếp không thừa nhận sở ra thuộc về tần quốc chẳng qua là do quan hệ từ xưa nên giữ lại sở quận cho sở ra chuyện này đối với sở ra là tốt hay xấu tạm thời chưa thể kết luận. Không cần giao ra địa bàn kinh doanh mấy ngàn năm, cũng không cần cúi đầu xưng thần, có lẽ là một chuyện tốt. Chương 91, sở gia ta chả không nổi, nhưng ai cũng nhìn ra được, tần khả vận có giá tâm rất lớn, không được dung nhập vào hạch tâm của tần quốc, sẽ bị tần gia xa lánh, đương nhiên chỉ có thể co đầu rút cổ tại sở quận. Không thể nào phát triển, thậm chí là tứ đại gia tộc vốn khăng khít, dần dần sẽ có khoảng cách với sở gia, thời gian càng dài thì khoảng cách càng lớn. Là vì chuyện sở nguyên hủy hôn, nên tần khả vận sinh ra bất mãn. Ở bên trong tổ trạch, lại truyền ra tiếng gào thét của sở thiên minh. Hiện tại, tình cảnh của sở gia vô cùng khó xử. Tuy là tần khả vận không có nói ra, bất cứ ý kiến hay hành động gì đối với sở gia, nhưng sở gia không cách nào tham dự vào trung tâm tần quốc. Tự nhiên sẽ bị xa lánh, đế tâm quả là khó đoán, nhất là nữ đế, vốn dĩ suy nghĩ của nữ nhân rất thất thường. Tìm tên khốn nạn sở nguyên kia về cho ta, sở thiên minh gào rú điên cuồng. Phải tìm sở nguyên trở về, lại để hắn đi thỉnh tội với tần khả vận. Hiện tại tình cảnh của sở gia rất khó xử, đã mất đi liên minh cùng với ba nhà khác, một khi gặp phải cường địch cũng không ai cứu giúp. Trước kia, gặp được cường địch, còn có thể cầu viện từ đế quốc Đại Càn. Hiện tại, Tần Quốc cùng đế quốc Đại Càn đã vạch mặt, Sở gia cũng từng là một trong tam đại thế gia thuộc Tần Quốc, cùng tiến cùng lui cùng hoàng tộc Tần Thị. Hiện tại bị xa lánh, không thể nào xin trợ giúp từ Tần Gia, đế quốc đại càn cũng không giúp được, có thể nói sở gia đã lâm vào tình trạng một mình cô độc. Cường giả hợp cảnh trở về từ đế quốc đại càn, chỉ có 5 vị mà thôi, mạnh nhất là hợp cảnh tầng 6. Ngay cả cường giả chân cảnh cũng không có, những vị tiền bối đã từng đột phá hợp cảnh, đi đến đại càn đế quốc đều đã chết do trở thành pháo hôi có thể trở về năm người đã coi như không tệ tính cả đoạn thời gian trước một ít tộc lão lén lút đột phá thì thực lực sở ra vẫn rất yếu ngoại trừ vài người hợp cảnh tọa trấn bên ngoài tổ trạch thì những tộc lão hợp cảnh vừa đột phá đều được phái đi tọa trấn ở các nơi trong sở quận không có cường giả hợp cảnh tọa trấn nói chung vẫn có cảm giác sở quận rất nguy hiểm thần sắc sở thiên minh rất khó coi Hắn cũng muốn nhanh chóng đột phá hợp cảnh. Sở gia đã ủy thác một nhiệm vụ cho Hắc Nguyệt Lâu, bắt Sở Nguyên trở về. Bắt Sở Nguyên quay về? Sở Huyền không khỏi ngán ngẩm, nếu như Sở Nguyên bị bắt trở về, khẳng định có kết quả không tốt. Sở Thiên Minh không mắng chết hắn mới lạ, đương nhiên là Tần Khả Vận không dám làm khó hắn, bất quá tình cảnh hiện tại của Sở gia. Đúng là rất khó chịu, truyền lệnh cho Vạn Thường, hủy bỏ nhiệm vụ này đi. Không nhận sao? sở thiên minh hơi ngây ngốc, lần đầu hắn gặp phải tình huống hắc nguyệt lâu không nhận nhiệm vụ. Vì sao lại không nhận? Bắt một người trở về, độ khó không lớn, ngay cả nhiệm vụ đơn giản như vậy mà hắc nguyệt lâu cũng không nhận. Vạn thường thản nhiên nói, sở huynh, đương nhiên là có thể nhận, chỉ là giá tiền này sở ra trả không nổi, ta cũng muốn tốt cho ngươi thôi. Cái gì, sở ra ta trả không nổi, sở thiên minh vẫn nộ cười to, chỉ là bắt một người. Thực lực có mạnh hơn cũng là hư cảnh mà thôi, làm sao mà sở ra không trả nổi, ý nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu hắn, chính là sở ra bị ghẻ lạnh, ngay cả hắc nguyệt lâu cũng xa lánh sở ra, xem thường sở ra. Cho dù thiên phú của sở nguyên trác tuyệt, lúc này mới qua bao lâu? Tối đa là đột phá tới hư cảnh, sở ra không trả nổi giá tiền. Vạn thường thở dài một hơi, nói, nếu ngươi vẫn kiên trì ủy thác, ta cũng có thể nhận, nhưng cái giá phải trả là một kiện đế binh. Cái gì, đế binh? hai mắt sở thiên minh như muốn lồi ra là hắc nguyệt lâu quá thối hay là tâm tư gã vạn thường này quá đen toàn bộ nam châu thế lực nắm giữ đế binh chỉ đếm trên đầu ngón tay nhưng đều không có quan hệ với sở gia ngược lại là tần gia trong tay tần khả vận nắm giữ một kiện đế binh không biết lấy từ đâu ra có lẽ là truyền thừa từ tần gia nhưng mà sở gia không có cho dù sở gia có đế binh cũng tuyệt đối không lấy ra để ủy thác hắc nguyệt lâu xem đi ta đã nói sở gia trả không nổi mà vạn thường thở dài một hơi nhìn thấy sắc mặt sở thiên minh lúc trắng lúc xanh có lẽ sắp tức điên lại nói sở huynh cũng không phải là ta làm khó ngươi thật sự là đứa cháu kia của ngươi hiện tại ở một nơi có chút đặc biệt đặc biệt như thế nào sở thiên minh có chết cũng không tin có chỗ nào đặc biệt chỉ bắt người trở lại cần trả giá bằng đế binh ở bên trong một tòa di tích cổ không có chìa khóa của di tích cổ kia, ai cũng không vào được, trừ phi có cường giả chân cảnh đỉnh phong, cầm đế binh bảo hộ, mới có thể tiến vào. Vạn thường nhẹ giọng nói, chỗ đặc biệt như thế, đi bắt một người, có phải cần trả một kiện đế binh hay không? Vậy thì thôi, sở thiên minh thở dài một hơi, cả người đều trở nên chán nản. Tựa hồ, từ lúc sở thu lạc hủy hôn, sau đó mất tích, sở ra vẫn không gặp may mắn. Còn có tin tức con ta? vạn thường lắc đầu, hắc nguyệt lâu, cũng không có bất luận tin tức gì về tam công tử. chương 92, Đại Tần quật khởi, sở thiên minh trầm mặc một hồi, bèn thở dài một tiếng, cáo từ rời đi. Sở nguyên ở bên trong một di tích cổ, thực sự là vạn thường không có lửa gạt sở thiên minh, mà đúng là núp ở bên trong một di tích nào đó. Sở huyên đọc qua tin tức, liền nhíu mày, sở nguyên muốn tránh địch nhân khác. Hay là cố ý tránh né sở ra, tránh né Tần Khả Vận. Sau khi Sở Nguyên trốn đi, sẽ không bị bắt quay về, Sở Huyền cũng chẳng muốn chú ý tới hắn. Ngược lại là Sở Vân đã du lịch đến địa bàn Cửu Kiếm Sơn. Cửu Kiếm Sơn chính là một thế lực lớn siêu cấp ở Nam Châu, không thua kém gì Đế quốc Đại Can. Là một trong nhị quốc Tam Tông ở Nam Châu, nhị quốc chính là Đế quốc Đại Can cùng Tà Vương Đình, kỳ thật Tà Vương Đình cũng không giống một quốc gia. Nhưng tạm thời cứ xem như là một quốc gia quốc gia tà tu, tam tông chính là tông môn đệ nhất kiếm đạo cửu kiếm sơn, cùng với tông môn đệ nhất đan đạo thiên đỉnh sơn cùng phiêu hoa các. Nhị quốc tam tông là những thế lực cao cấp nhất Nam Châu. Sở vân đã an toàn, sở huyền không cần lo lắng, có cường giả chân cảnh âm thầm bảo hộ, lại có lực lượng đế cảnh của mình trợ giúp. Sau khi luyện đan, tốc độ tu luyện của sở vân rất nhanh, đã là linh cảnh tầng 3. Đã có thể luyện chế ra hư hợp đan, thiên phú luyện đan của nàng đúng là xuất sắc ngoài dự đoán tiên sinh tần khả vận kia đã thâu tóm nước đại chu tô tiên nhi đã sửa sang tin tức truyền về từ hắc nguyệt lâu sau đó chọn lựa những tin mà sở huyền thích nghe sở huyền hơi nhíu mày động tác của tần khả vận rất nhanh đã thâu tóm được đại chu kế tiếp chính là tử nguyệt quốc thế lực nam châu đã thay đổi còn những thế lực tông môn yếu kia không đáng nhắc tới Cuối cùng thì nội tình của Tần gia vẫn quá yếu, cường giả không nhiều, trước mắt ngoại trừ Tần Khả Vận là Ngụy đế, ngay cả một vị chân cảnh cũng không có. Theo cường giả trở về từ đế quốc đại càn, người mạnh nhất chỉ có hợp cảnh tầng 9. Có lẽ, nguyên nhân là đế quốc đại càn tận lực chèn ép, bởi vậy mới không xuất hiện cường giả chân cảnh. Toàn bộ đều nhờ vào một người Tần Khả Vận, chưa hẳn có thể bảo vệ được quốc thổ khổng lồ như thế. Chỉ sợ Tần Khả Vận sẽ lôi kéo một ít cường giả chân cảnh. Thời gian một tháng tiếp theo, ngoại trừ tình cảnh khó xử của sở gia, thì Tần Quốc phát triển rất nhanh. Từ Nguyệt Quốc đã đầu hàng, Đại Yến cũng đầu hàng, mà thời gian một tháng này, Tần Gia lại xuất hiện ba vị cường giả chân cảnh. Ngay tại ngày hôm qua, Hà Gia cùng Triệu Gia, mỗi nhà xuất hiện một vị cường giả chân cảnh. Tu Vi có thể nhanh chóng tăng lên tới chân cảnh, đương nhiên không phải do khổ tu rồi chỉ có thể là dùng phương pháp đặc biệt, ví dụ như quán thâu, truyền vào, trực tiếp quán thâu cảm ngộ cùng lực lượng chân cảnh, tăng tu vi lên tới chân cảnh, lại chậm rãi củng cố căn cơ. Tuy nhiên trên phương diện thực lực, sẽ hơi yếu một ít so với võ giả cung cấp, nhưng dù sao cũng là chân cảnh, rất dễ dàng nghiền ép hợp cảnh. Ở bên trong tổ trạch, luôn luôn, đều truyền tới tiếng giống giận của sở thiên minh. Sở huyệt cũng có chút lo lắng cho vị gia gia rẻ tiền này có thể tức giận tới mức bạo thể mà chết. Tần gia nhanh chóng xuất hiện cường giả chân cảnh như thế, Sở Huyền cũng chẳng bất ngờ, dù sao nếu có võ giả hợp cảnh tầng 9, chỉ cần cung cấp đầy đủ đan dược là có thể đột phá trong thời gian ngắn. Tần Khả Vận đã xuất hiện, tự nhiên nội tình của Tần gia cũng sẽ bắt đầu lớn mạnh. Hà gia cùng Triệu gia cũng xuất hiện cường giả chân cảnh nhanh như vậy, quả thật khiến cho Sở Huyền cảm thấy ngoài ý muốn. Tại thời đại thượng cổ, lão tổ ba nhà sở gia triệu gia hà gia chính là tâm phúc cùng phụ tá đắc lực của đế tôn đại tần cho nên thực lực cũng không yếu có lẽ ba nhà đều có nội tình lưu truyền tới nay hai nhà triệu hà được tần khả vận hỗ trợ mở ra thực lực của ba nhà vốn không kém bao nhiêu thoáng một cái sở gia lại bị cho ra rìa sắc mặt một đám người ở sở gia rất khó coi sở thiên minh thì luôn giữ gương mặt xám xịt có không ít người đều oán trách sở nguyên nhị bá sở thu phong cũng đã trốn đến sở quận không dám ở trong tổ trạch nữa nguyên nhân là do sở thiên minh đã đánh hắn vài lần cho nên sở thu phong rất sợ hãi trong lòng cũng rất bất ức hai tử của mình từ nhỏ đã đi theo tam đệ một thân bổn sự đều do tam đệ truyền thụ làm sao lại cứ trách mình chứ thằng con trời đánh kia sao lại học theo tam đệ hủy hôn chứ tần quốc liên tục chiếm đoạt các nước đế quốc đại càn cũng hành động trực tiếp yêu cầu các nước quy thuận, rất nhanh, chỉ để lại một khu vực không ai quản lý, trở thành một nơi hỏa hoãn giữa tần quốc cùng đế quốc đại càn, các nước còn lại đều bị thâu tóm. Thế cục Nam Châu đã thay đổi, đế quốc đại tần quật khởi quá nhanh, nội tình chưa đủ, thâu tóm địa bàn lớn như thế, toàn bộ đều nhờ một người tần khả vận, vẫn không thể nào thủ được. Bất luận là đế quốc đại càn hay là tà vương đình đều có một vài động tác nhỏ. Ở biên cảnh tần quốc, Tà tu hoạt động rất rầm rộ. Chương 93, Thế cục, Tần quốc xâm chiếm vô số địa bàn, thế lực xen kẽ, hỗn loạn bất an. Tà tu cường giả vô danh gây rối nhiều lần. Tần quốc phái ra cường giả trấn giữ, bị giết rất nhiều. Sở gia thầm nghĩ may mắn, trước mắt Sở quận ở bên trong Tần quốc, cũng không gần khu vực biên giới, nếu không thì rất nguy hiểm. Mà nhìn thấy Triệu gia, Hà gia nối gót quật khởi theo Tần gia, sở ra chỉ cảm thấy đau lòng. Sở ra chủ động xin đi giết giặc, nguyện ý phái cường giả tọa chấn khu vực biên giới, nhưng đều bị tần khả vận nhã nhặn từ chối. Nói cái gì, nào dám làm phiền các thúc bá sở ra gánh lấy nguy hiểm. Rõ ràng là nữ đế đại tần đang tức giận, đây là đang hành hạ sở ra, bởi vì lúc trước hủy hôn. Biên cảnh hỗn loạn không kéo dài được bao lâu, đột nhiên xuất hiện cường giả chân cảnh, chấn thủ biên cảnh tần quốc, hơn nữa cũng chém giết phần đông võ giả quấy rối. Vậy mà cửu kiếm sơn lại xuất thủ tương trợ, đế quốc đại càn cùng tà vương đình đều rất khó chịu. Thời gian tần quốc quật khởi quá nhanh, nữ đế tần khả vận này lại vô cùng mạnh mẽ. Dường như là muốn đặt chân đế cảnh, nếu không phải nội tình của đế quốc đại càn cùng tà vương đình rất thâm hậu, chỉ sợ đã bị nàng chiếm đoạt rồi. Sau lưng tần quốc, được cửu kiếm sơn ủng hộ, hay là hợp tác cùng cửu kiếm sơn? Sở Huyền đọc qua một phần tin tức, Cửu Kiếm Sơn ra tay, có thể nói là vẫn nằm trong dự đoán của hắn. Phụ thân của Tần Khả Vận chính là Vi ở rể Tần gia, chính là đại trưởng lão Cửu Kiếm Sơn. Hồng Phi, trăm năm trước là một gã thiên kiêu tuyệt đỉnh của Cửu Kiếm Sơn. Thực lực một thân đã tới chân cảnh đỉnh phong, thời điểm hắn ở rể Tần gia cũng đã là cường giả chân cảnh. Có chút thú vị, tuổi của Hồng Phi đủ để làm phụ thân của Tần Bình Hà vậy mà lại đi ở rể. Chuyện làm cho người bất ngờ chính là, nghe nói tất cả mọi người trong Tần gia cũng không biết phu quân Tần Bình Hà lại là đại trưởng lão Cửu Kiếm Sơn. Liên tưởng đến Tần Khả Vận gửi hồn trong bụng Tần Bình Hà, cũng không khó đoán được, Hồng phi ở rể, kỳ thật chính là do Tần Khả Vận sắp xếp. Tần Khả Vận chính là hồn của Hồ Yêu, ngủ say tại tổ địa Tần gia, chắc là Tần Bình Hà tu luyện tại tổ địa, đã nhận được chỉ thị của Tần Khả Vận cửu kiếm sơn chính là con bài chưa lật của đế tôn đại tân hoặc là thế lực ban đầu là ủng hộ đế tôn đại tân cửu kiếm sơn có truyền thừa rất lâu đời so đế quốc đại càn còn cổ xưa hơn tồn tại trước khi diễn ra trận chiến chiến ma cho đến nay càng ngày càng thú vị sở huyền đọc qua tin tức không khỏi cảm thán đúng là vũng nước ở nam châu này rất sâu hắn quyết định đợi đến khi thực lực tăng thêm sẽ phái đỗ nguyên đến nam châu một chuyến trà trộn vào vũng nước Nam Châu này. Sau khi nhậm trường Hà thoát khốn, cũng phải mời đệ tử ký danh này đến quấy nhiễu Nam Châu một chút. Thời điểm hắn bị nhốt, đã là thiên cảnh đỉnh phong, tu luyện âm dương hợp thần trương, nghịch tử thành sinh, tất nhiên là thực lực sẽ càng tăng tiến. Mặc kệ Nam Châu có thế cục phức tạp cỡ nào, tất cả phải lộ ra hết cho lão tử. Không cần bước chân ra khỏi cửa, lại dùng một tay khống chế thế cục, loại cảm giác này, hóa nó sướng quá trời lật tung thế cục lớn giường này có lẽ hệ thống ban thưởng cũng không ít nghĩ như thế chân lòng sở huyền liền thích thú cho dù các ngươi bố cục như thế nào cứ chờ ta lật tung đi lần trước khi đột phá đế cảnh sở huyền cũng không có dùng thần hồn thăm dò kỹ không gian phía dưới tổ trạch sở ra đột nhiên thực lực hai nhà triệu hà tăng vọt rõ ràng có liên quan đến truyền thừa nếu như hai nhà triệu hà đều có thì tại sao sở ra lại không có chứ Lực lượng thần hồn thăm dò vào không gian kia, lại thấy rất nhiều sợi lực lượng cùng với bảo khí trôi lơ lửng trong không gian. Có bán đế binh, cũng có một kiện đế binh, đây là nội tình mà lão tổ sở gia lưu truyền lại. Những sợi lực lượng lơ lửng kia, có thể truyền cho võ giả hợp cảnh tầng 3 trở lên, chỉ trong thời gian ngắn, đạt được cảm ngộ, bước vào chân cảnh. Hắn đoán không sai, hai nhà Triệu, Hà xuất hiện cường giả chân cảnh nhanh như thế, nguyên nhân là đã tiếp nhận quán thâu lực lượng dựa theo ghi chép lúc trước tổ trạch sở gia là một nơi di tích cổ là do sở gia khám phá ra di tích cổ mới quật khơi chỉ sợ lúc trước có người chỉ dẫn tổ tiên sở gia đến di tích cổ này sở huyền do dự một chút cũng không có mở ra nội tình của sở gia cứ chờ sau khi sở vân trở về giúp nàng mở ra đi thu hồi lực lượng thần hồn trở về sở huyền không để ý nữa ngoại giới từ lúc nhất mạch của đại trưởng lão cửu kiếm sơn tham gia Thế cục lại bắt đầu trở nên phức tạp. Chỉ bình tĩnh một thời gian ngắn, lại âm thầm triển khai hành động đối chiến. Tà giáo liên tiếp hành động, cho dù Tần quốc đã phái ra rất nhiều cường giả, nhưng vẫn không cách nào tiêu diệt được tà giáo. Nhưng từ lúc nội tình Tần quốc không ngừng khởi động, xuất hiện cường giả ngày càng nhiều, tổng thể thế cục của Tần quốc xem như đã vững vàng. Ngay từ lúc bắt đầu, tà giáo đã ẩn núp ngầm phá hoại, nhưng mà tất cả thế lực lớn Tần quốc không ngừng ra tay tiêu diệt ngoại trừ tà giáo được tà vương đình ủng hộ, đế quốc đại càn cũng thò một tay vào. Nâng đỡ một vài thế lực, như cái đinh ghim vào tần quốc. Chương 94, phế vật đến nhà, tần quốc quật khởi quá nhanh, tạm thời chỉ có thể ổn định cục diện, về phần những cái đinh này, cũng không dễ dàng nhổ sạch được. Đế cung đại tần, thật sự là không tiếp nhận sở ra sao, giọng nói tần bình sơn lộ vẻ phức tạp. Lúc trước sở thu lạc từ hôn, nhìn thấy dáng vẻ của muội muội tần bình hà thương tâm phẫn nộ hắn tức giận đến mức hận không thể nhanh chóng nhốt sở thu lạc vào trong đại lao khi tần khả vận lại bị sở nguyên từ hôn hắn cũng giận sôi máu nhưng hiện tại may mắn là sở ra từ hôn nếu như tần khả vận gả vào sở ra như vậy nàng có còn là người của tần gia hay không dù sao cũng có giao tình với sở ra bốn nhà cùng tiến cùng lui nếu nói một điểm cảm tình cũng không có là chuyện không thể nào hơn nữa bởi vì nguyên nhân quan hệ thông gia lẫn nhau tất cả đều có quan hệ thân thích không cần phải kéo sở ra vào bảo trì quan hệ là tốt rồi sở quận thuộc về địa bàn sở ra coi như là tần quốc đối đãi không tệ rồi tần khả vận bình tĩnh nói không nên làm phiền sở ra trong lòng tần bình sơn thở dài một hơi hắn không biết đến tốt cùng tần khả vận có dụng ý gì nếu như ghét bỏ sở ra trực tiếp trục xuất là được rồi nhưng lại muốn bảo trì giao tình lẫn nhau, lại không muốn sở ra thần phục. Nhìn thì có vẻ như đối đãi tốt với sở ra, kỳ thực lại xa cách sở ra. Hẳn là, có nhớ tới sở nguyên, bởi vậy mới lúc nóng lúc lạnh, tần khả vận đã quyết định, hắn cũng không thể thay đổi điều gì, tuy là tần khả vận vẫn còn trẻ, nhưng thực lực lại cường hoành. Nhìn qua giống như một nữ hải nhu thuận, kỳ thực tâm ngoan thủ lạt. Nếu dám chống đối nàng, kết cục rất thê thảm đã có hai tộc lão tần gia bị nàng nhốt vào trong đại lao một vị tộc lão hà gia cậy già lên mặt lập tức bị đánh chết không còn ai dám nghi ngờ quyết định của vị nữ đế này không người nào dám chống đối nàng toàn bộ tần quốc đều bị nàng khống chế đế lệnh của nàng so với đế lệnh đế quốc đại càn kia càng có tác dụng uy hiếp có khả năng chấp hành hơn người duy nhất có khả năng thay đổi quyết định của tần khả vận chỉ có mẫu thân tần bình hà của nàng xưa nay tần bình hà rất sủng ái nữ nhi quyết định của nàng tần bình hà cũng không nghi ngờ hoàn toàn ủng hộ vô điều kiện sở ra cũng chỉ có thể như thế dựa theo tình huống sở ra hiện tại e rằng sau cùng chỉ có thể trở thành một tiểu gia tộc sở ra không mở ra truyền thừa làm thế nào có thể mau chóng trở nên mạnh mẽ một bước lại một bước cuối cùng sở ra sẽ bị bỏ lại sau lưng ánh mắt tần khả vận bình tĩnh trong đầu nhớ lại tòa tiểu viện kia còn có nam nhân thần bí nội tình sở gia có hơi sâu tuy là hiện tại tình cảnh của sở gia có chút khó xử nhưng mà ba nhà tần hà triệu cũng không có đối xử bất hòa với sở gia sở huyên không muốn quản chuyện của sở gia hắn cũng không dựa vào sở gia chỉ cần không làm phiền mình là tốt rồi thế cục tần quốc đã dần ổn định lại vị nữ đế đại tần này có thể nói là uy áp toàn bộ tần quốc thậm chí là toàn bộ nam châu những quốc gia bị thâu tóm phần lớn đều là đầu hàng, hiện tại cũng là trọng thần, đại tướng trấn giữ tại biên cương. Nhưng không một ai dám làm trái đế lệnh tần khả vận. Sau vài lần xuất thủ, trừng phạt nghiêm khắc vài cường giả bằng mặt không bằng lòng, thì tất cả mọi người đều biết rõ, vị nữ đế trẻ tuổi này, tâm ngoan thủ lạt. Sở huyền vẫn trạch trong sân nhỏ, ngẫu nhiên sẽ tìm đỗ nguyên nói chuyện phiếm, bỏ chút thời gian chỉ điểm nhậm trương ha. Vạn thiên kính thì ngẫu nhiên liên thông những vực khác, nhìn thấy một vài tu luyện già ví dụ như thấy một đám đệ tử đang rèn luyện sở huyền nhìn thấy người nào thuận mắt thì sẽ ném một ít chỗ tốt để dụ dỗ mỗi ngày tô tiên nhi đều chăm chú đọc tin nóng nhất cho hắn nghe tuy là hắn vẫn nằm một chỗ nhưng tổng thể thế cục ở nam châu sở huyền đều đã nắm rõ trong lòng bàn tay hám thiên kim bằng đã đột phá đế cảnh thiên linh miêu cũng sắp đột phá rồi tô tiên nhi thì tu luyện rất khắc khổ ngoại trừ thời gian cố định quét dọn sân nhỏ, sắp xếp lại tin tức, đọc cho sở huyền nghe, thì thời gian còn lại đều tu luyện trong không gian càn khôn. Bị bức chạy khỏi Trung Châu, trong bụng Tô Tiên Nhi tràn ngập phẫn nộ, chỉ muốn sau khi mạnh lên, sẽ trở về trả thù Tô Gia. Những ai xem thường, khinh bỉ mình, âm thầm ngấp nghé sắc đẹp của mình, tất cả đều phải chết. Kỳ thật trong lòng nàng có hơi hâm mộ tần khả vận. Đừng nhìn thấy nữ đế đại tần này, ngoan ngoãn trước mặt sở huyền, nói quỳ xuống liền quỳ xuống, nhưng ở bên ngoài, nàng rất uy phong. Kỳ hạn ba năm đã sắp tới, sở huyền buồn thúi ruột, làm sao vẫn chưa xuất hiện người có đại khí vận. Chẳng lẽ trong mảnh thiên địa này, người có khí vận lại ít như vậy? Trạng vạng tối, sở huyền đang nhấm nháp trà ngon, đột nhiên thần sắc khẽ động. Bên ngoài lãnh địa sở ra, xuất hiện một thiếu niên 16-17 tuổi, thần sắc trên mặt ngạo nghễ, một tay cầm một vò rượu, vừa uống vừa bước về tiểu viện. Phế vật, ta là một phế vật, ta là đồ vô dụng, ngay cả làm ăn xin cũng không xứng. Trên mặt thiếu niên lộ vẻ chán trường, uống đến say bí tỉ, trong miệng thì thào, bước chân lảo đảo, y phục trên người rất dơ bẩn, rách dưới không ít, bên hông đeo một thanh kiếm, thoạt nhìn rất nghèo túng. Ta là một phế vật, không xứng với ngươi thiên tri kiểu nữ, là ta tự mình đa tình, ta là một gã vô dụng, không làm ra tích sự gì, khóe miệng sở huyền hơi run rẩy con mợ nó, chẳng lẽ mỗi người mang đại khí vận, giai đoạn đầu đều là phế vật. chương 95, Cứu tinh của phế vật, bất quá thiếu niên này chỉ có tu vi huyền cảnh tầng 1. Có thể đi thẳng một đường vào lãnh địa sở ra, cũng không có ai phát hiện, có thể nói khí vận của người này quá trâu bò. Cửa tiểu viện bị đẩy ra, đinh Việt lảo đảo bước vào, dựa vào trên tường, nốc mạnh vài ngụm rượu. Tô Tiên Nhi tỉnh lại từ trong trạng thái tu luyện, đi ra khỏi không gian càn khôn, nhíu mày nhìn về phía Đinh Việt. Tên ăn mày này từ đâu xuất hiện, nàng đang muốn đổi người, thì sở huyền vẫy tay, để cho nàng đứng ở một bên. Đinh Việt cầm vò rượu lắc lắc, đã không còn rượu. Sau đó hắn liếc nhìn sở huyền đang ngồi, lại nhìn thấy một gã nô bộc hóa trang kế bên, hơi ngẩn người. Lào đảo đi tới vài bước, đã đến nơi, vị đại ca này, người có rượu không? bán cho ta một chút. Hắn của loạn trên thân, nhưng không móc ra được các bạc nào. Vì thế, lấy ra trường kiếm bên hông, đặt lên mặt bàn. Dùng thanh kiếm này đổi, dù sao sau này ta cũng không xài tới. Đôi mi thanh tú của Tô Tiên Nhi nhíu một cái, lại nói, tiên sinh, cái tên tử quỷ này, được rồi, người cứ đi tu luyện. Sở huyền phất tay một cái, ra lệnh, Tô Tiên Nhi nghe vậy, nghi ngờ liếc nhìn Đinh Việt, dường như suy nghĩ ra điều gì sở huyền không đuổi người này ra ngoài chẳng lẽ thiên phú người này rất mạnh tiên sinh muốn thu hắn vì vậy thằng liền đứng ở một bên nhìn cũng không có quay về tu luyện thanh kiếm này của ngươi chính là huyền binh đổi lấy rượu uống không phải sẽ lỗ hay sao sở huyền cười híp mắt nói đại ca à ta là một phế vật cho dù có cầm kiếm tốt cũng chả có tác dụng gì đinh việt bày ra bộ dạng sa sút tinh thần ngồi dưới đất Người biết phế vật có ý nghĩa ra sao ư ta là phế vật, dùng kiếm làm gì, có thể nhìn ra, ngươi là phế vật. Sở huyền gật đầu nói, toàn thân của ngươi, đều tràn ngập khí tức phế vật, dù ngươi có nói mình không phải phế vật, cũng không có ai tin. Đinh Việt khóc lớn, tùy tiệm một người, cũng nhận ra mình là phế vật, bị trục xuất cũng không oan, chẳng những ngươi là một phế vật, còn bị nữ nhân vứt bỏ đi, làm sao ngươi biết. Đinh Việt khiếp sợ thốt ra, chẳng những ta biết ngươi bị nữ nhân vứt bỏ, hơn nữa người đó còn là thanh mai trúc mã cùng ngươi. Chẳng những ngươi bị thanh mai trúc mã vứt bỏ, còn bị tông môn trục xuất. Hơn nữa, nữ nhân kia còn dẫm ngươi ở dưới chân, muốn ngươi soi mặt vào nước tiểu của mình, lấy dũng khí từ đâu ra. Cảm thấy xứng đôi với thiên tri kiều nữ người ta, thật sự là quá thảm rồi. Đinh Việt khiếp sợ không thôi, làm sao ngươi biết, ngươi là ai? Toàn thân sở huyền tỏa ra ánh sáng bảy màu, đắm chìm bên trong thần quan, như là thần tiên, ta chính là ngọn đèn chỉ đường của những thiếu nữ bị lạc, là vị cứu tinh của phế vật khắp chư thiên vạn giới, gặp được ta chính là kỳ ngộ lớn nhất cuộc đời của ngươi. Người trẻ tuổi, mau quỳ xuống dập đầu bái sư." Đinh Việt nhìn thấy Sở Huyền đắm chìm bên trong thần quan, liền trợn mắt há mồm. "Cứu tinh của phế vật, không sai, cứu tinh của phế vật." Giọng nói của Sở Huyền như đến từ đại đạo, vô cùng minh mông. Thần Sắc Đinh Việt hơi do dự, là thật hay giả? Có đúng là mình gặp được kỳ ngộ, thật sự là có thể quật khởi. Sau cùng, hắn đành cắn răng, ánh mắt kiên định. "Phập, quỳ xuống, dập đầu nói, Đinh Việt bái kiến sư tôn, rất tốt, từ nay về sau, ngươi chính là đệ tử của ta." Sở Huyền thu lại thần quang trên người, rất hài lòng nhìn tới Đinh Việt. Rốt cục lại thu thêm một vị đệ tử, đối với thiên phú Đinh Việt, hắn rất xem trọng không hổ danh là người mang đại khí vận không chừng hắn chính là khí vận tri tử của nam châu lai lịch cùng thiên phú của đinh việt sở huyền đã nhìn thấy tận mắt đinh việt bị cửu kiếm sơn vứt bỏ bản thân có thiên phú kiếm đạo tuyệt đỉnh thiên tâm kiếm mạch bởi vì kiếm mạch liên thông khiến kinh mạch bị tắc nghẽn tu luyện rất chậm bị người khác coi là phế vật dẫn tới thanh mai trúc mã vứt bỏ cửu kiếm sơn tông môn đệ nhất kiếm đạo nam châu có truyền thừa cổ xưa. Trước mắt có liên hệ cùng đế quốc Đại Tần, đại trưởng lão Hồng Phi là phụ thân của Tần Khả Vận. Là một trong ba tông môn mạnh nhất Nam Châu, ký chủ ở lì một chỗ, lại có khí vận chi tử đến bái sư, thu được vị đệ tử đầu tiên. Người đệ tử đầu tiên có thiên phú kiếm đạo tuyệt đỉnh, ban thưởng Thông Thiên kiếm quyết. Suy đoán của mình trúng phóc, gã Đinh Việt này là khí vận chi tử hiện tại của Nam Châu may mắn là khí vận của cửu kiếm sơn không mạnh, cho nên giữ không được khí vận chi tử. Đinh Việt quật khởi là chuyện tất yếu. Sư tôn, thật sự là ngài có thể giúp cho đệ tử trở nên cường đại ư, Đinh Việt quỳ dạp trên mặt đất, vẻ mặt đầy chờ mong. Không nên nghi ngờ vi sư, sở huyền nghiêm mặt nói, vi sư là cứu tinh của phế vật, cũng không phải là nói đùa, đừng nói ngươi chỉ là một phế vật, cho dù ngươi chỉ là một đống cứt, vi sư cũng có thể biến ngươi thành hoàng kim. Khóe miệng Đinh Việt co quắp một hồi, nếu như mình là một đống cứt, còn không bằng đâm đầu tự sát cho xong. Tô Tiên Nhi rất khiếp sợ, chăm chú đánh giá Đinh Việt, lại không phát hiện hắn có chỗ gì đặc biệt, tựa hồ kinh mạch lại bị tắc nghẽn, hơn nữa so với kinh mạch võ giả bình thường còn bé hơn. Mặc dù hắn là huyền cảnh tầng 1, nhưng chỉ có thể xếp hạng bét trong huyền cảnh tầng 1. Người có tư chất phế vật như vậy, tại sao tiên sinh lại thu làm đồ đệ chứ? Chương 96 đột phá tôn cảnh chẳng lẽ hắn có tư chất kinh người chưa bị ai phát hiện bản thân ngươi có thiên phú kiếm đạo tuyệt đỉnh chính là thiên tâm kiếm mạch nhưng kiếm mạch này có đặc điểm khác thường gây tắc nghẽn kinh mạch cho nên ngươi tu luyện rất gian khổ hôm nay ta sẽ giúp ngươi đả thông kiếm mạch sở huyền vừa nói xong liền giơ tay lên điểm vào giữa chán đinh việt oanh đinh việt chỉ cảm thấy một luồng lực lượng mênh mông dũng mãnh truyền vào trong thân thể răng rắc tựa hồ như có vật gì được đả thông, từ nơi sâu xa, đã có một ít cảm ngộ diệu kỳ. Oanh, vốn là tu vi của hắn chỉ có huyền cảnh tầng 1, hiện tại không ngừng tăng lên. Huyền cảnh tầng 3, huyền cảnh tầng 5, Đinh Việt nhắm mắt lại, theo bản năng khoanh chân ngồi dưới đất, khí tước trên người bắt đầu dâng cao, một luồng lực lượng cường đại, chảy xuôi trong thân thể, kinh mạch không còn nhỏ hẹp, bắt đầu mở rộng. Cảm ngộ về kiếm đạo trước đó, đột nhiên lúc này không ngừng đề thăng trong đầu hiện ra rất nhiều cảm ngộ kiếm đạo trước kia không thể hiểu được dù là kiếm pháp bình thường hắn cũng có thể tiếp tục cảm ngộ đến mức sáng tạo ra kiếm chiêu trên mặt tô tiên nhi lộ vẻ rất khiếp sợ thực lực đinh việt tăng lên quá nhanh chỉ trong thời gian ngắn đã tăng lên huyền cảnh tầng bầy khí tức trên người trở nên vô cùng sắc bén không biết có phải là ảo giác hay không đinh việt khoanh chân ngồi dưới đất giống như là một thanh kiếm đang cắm dưới mặt đất. Nếu như nói, thực lực của Đinh Việt vừa rồi, trong huyền cảnh tầng 1, thuộc về tồn tại xếp chót. Thế thì giờ phút này, thực lực Đinh Việt, trong cùng cảnh giới thuộc về loại cực hạn mạnh nhất. Thay đổi quá nhanh, biến hóa quá lớn, sở huyền vung tay lên, chuyển Đinh Việt vào trong không gian càn khôn. Hiện tại người cứ tu luyện cho tốt, chăm chú vào cảm ngộ. Giọng nói trực tiếp truyền vào đầu Đinh Việt, vâng đa tạ sư tôn, oanh, khí thế trên người đinh Việt tăng vọt, từ huyền cảnh tầng 9, trực tiếp đột phá đến linh cảnh tầng 1. Tô Tiên Nhi đứng như trời trồng, rất khiếp sợ, đến tột cùng là thiên phú của đinh Việt quá kinh người, hay là thủ đoạn của tiên sinh quá nghịch thiên. Lúc này mới trôi qua bao lâu, vậy mà từ huyền cảnh tầng 1 đột phá thẳng tới linh cảnh tầng 1. Ngoại trừ thiên phú đinh Việt quá kinh người, thì thủ đoạn của sở huyền cũng quá nghịch thiên, nếu không làm sao giúp thực lực một người tăng nhanh như vậy. Sau khi đột phá đến linh cảnh tầng 1, thực lực Đinh Việt đã bắt đầu trứng lại, không có đột phá thêm. Đệ tử Đinh Việt, dưới sự chỉ điểm của ngươi, khiến cho Tu Vi tăng vọt, đột phá đến linh cảnh. Ban thưởng Thánh Sư Quang Hoàn và trăm năm Tu Vi, âm thanh của hệ thống vang lên, sở huyền mừng rỡ không thôi, Đinh Việt không hổ danh là khí vận chi tử Nam Châu. Mới chỉ đột phá một đại cảnh giới, đã mang đến cho mình phần thưởng trăm năm tu vi. Hiện tại Sở Huyền đã là đế cảnh tầng 9, chỉ thiếu một chút là đột phá tôn cảnh. Trăm năm tu vi đã đủ giúp hắn đột phá tôn cảnh. Vốn hắn còn cho là cần thời gian 10 năm mới có thể đột phá tôn cảnh. Không thể ngờ, bất quá chỉ 3 năm là có thể đột phá tôn cảnh. Sở Huyền lại đặt ra một mục tiêu mới, trong vòng 10 năm đột phá thiên cảnh. Trước tiên hắn cũng không nhận lấy trăm năm tu vi mà là xem qua phần thưởng thông thiên kiếm quyết đây là một pháp môn vô thượng kiếm đạo hơn nữa vô cùng phù hợp với thiên tâm kiếm mạch của đinh việt lại xem qua thánh sư quang hoàn thánh sư quang hoàn có thể giúp người cảm ngộ ngộ đạo còn có thể tăng tư chất thánh sư quang hoàn vô cùng bá đạo thời điểm truyền thụ công pháp diễn giải nếu dùng thánh sư quang hoàn có thể giúp người cảm ngộ huyền bí công pháp còn có thể khiến người ngộ đạo hơn nữa nếu thường xuyên dùng vầng sáng bao phủ sư đồ sẽ khiến cho tư chất tăng lên. Sở Huyền đã có thánh sư quang hoàn, chính thức trở thành cứu tinh của phế vật, không cần phải bày trò lừa gạt, có thể giúp cho phế vật biến thành thiên tai. Đồ vật hệ thống ban cho, quả nhiên là châu bò, Sở Huyền phất tay đuổi Tô Tiên Nhi đi tu luyện, lúc này mới nhận phần thưởng trăm năm tu vi. Oanh, tu vi cùng cảm ngộ được truyền vào cơ thể, Sở Huyền nhìn như bình tĩnh kỳ thực là đang đột phá cảnh giới. Sau khi đột phá đế cảnh, chính là tôn cảnh, võ giả tôn cảnh, được gọi là đế trung chi tôn. Trong giới tu luyện, về tôn cảnh có một thuyết pháp như sau, bên trong vực ta là trí tôn, đế vương cũng phải cúi đầu. Khi tới tôn cảnh thì thần hồn sẽ thăng hoa thêm một bước. Lực lượng của vực sẽ được lột xác, vực của võ giả đế cảnh, đối với võ giả thấp hơn đế cảnh, là không thể chống cự cùng phản kháng, mặc cho cường giả đế cảnh trà đạp đổ sát. Ở bên trong vực của đế cảnh, cho dù có vô số cường giả chân cảnh, cũng không thể nào chống lại. Đối mặt với cường giả đế cảnh, nếu thực lực thấp hơn, chả khác gì con sâu cái kiến. Vực có thể đơn giản là có tác dụng trấn áp tất cả võ giả dưới đế cảnh, khiến cho bọn họ trở thành người bình thường, mà tôn cảnh, vực chi lực liền tiến thêm một bước. Đã có thể, ở bên trong vực xây dựng pháp tắc thuộc về mình. Giống như một thế giới nhỏ chân chính, có hình thức pháp tắc ban đầu, câu thông pháp tắc thiên địa vào trong vực, xây dựng pháp tắc cường hóa bản thân. Chính vì vậy, nên vực chi lực của Tôn Cảnh có thể trấn áp vực đế cảnh. Chương 97, Hám Thiên Thần Tướng, cho dù là đế cảnh cũng không thể nghịch chuyển. Chí Tôn trong đế, trong giới tu luyện, bình thường đều gọi võ giả Tôn Cảnh là đế Tôn, chính là vì thế. Lực lượng thần hồn của Sở Huyền tiếp tục ngưng tụ bắt đầu khuếch tán ra xung quanh, vực chi lực cũng triển khai, không ngừng kéo dài. Vực chi lực đã bao trùm phạm vi 50 dặm, vượt xa lãnh địa sở ra. Một đám cường giả sở ra, cũng không phát giác được gì, chính bọn họ đang ở bên trong vực. Bên trong vực bắt đầu diễn sinh pháp tắc, sở huyền đắm chìm vào bên trong cảm ngộ pháp tắc huyền ảo. Hắn vẫn chưa câu thông pháp tắc thiên địa. Pháp tắc thiên địa ở Nam Châu không được đầy đủ, theo lý thì không thể đột phá đế cảnh, chớ nói tới tôn cảnh. Sở huyệt không giống với những người khác, hắn trực tiếp nhảy vọt qua pháp tắc thiên địa ở Nam Châu, trực tiếp câu thông với pháp tắc đại đạo. Bởi vì thế, vực của hắn lợi hại hơn so với võ giả cùng cấp. Không chút nào khoa trương nói, sở huyền đế cảnh cửu trọng thời điểm, vực chi lực sẽ không thua tôn cảnh nhất trọng võ giả. Vượt cấp khiêu chiến võ giả tôn cảnh, đối sở huyền mà nói, cũng không khó khăn gì. Dùng thủ đoạn của hắn, Thời điểm còn là đế cảnh tầng 9, cho dù là võ giả tôn cảnh tầng 2 cũng không làm gì được hắn. Tu luyện Bách Đoán luyện thần thuật, thời điểm đế cảnh tầng 9, thần hồn đã không kém gì võ giả tôn cảnh tầng 2. Câu thông pháp tắc đại đạo, ở bên trong vực diễn sinh ra pháp tắc của mình. Hắn đã đột phá tôn cảnh, nước chảy thành sông, những người khác đột phá phải dùng tới thời gian 1 2 ngày mới hoàn thành. Còn như Sở Huyền, một ngày cũng không cần trong chớp mắt đã có thể đột phá. Nếu tin tức này truyền đi, có thể khiến cho một đám cường giả Tôn Cảnh hận trời bất công, ôm nhau khóc giống. Đột phá đến Tôn Cảnh tầng 1, khiến cho lực lượng sở huyền tăng nhiều. Giờ phút này, hắn có thể cam đoan bản thân vô địch ở Nam Châu. Dù cho hiện tại Đỗ Nguyên chạy tới Nam Châu, hắn cũng có thể dễ dàng trấn áp. Hiện tại dùng thực lực của hắn, mặc dù chưa nói là vô địch Tôn Cảnh, nhưng đối phó với võ giả tôn cảnh tầng 5 tầng 6 thì không có vấn đề. Căn cơ sở huyền vốn vững chắc, lại tu luyện nhiều công pháp cao cấp, bí thuật nhiều không kể xiết, thần hồn so với võ giả bình thường còn cường đại hơn. Vực chi lực của hắn cũng không phải câu thông pháp tắc một phương thiên địa, mà chính là pháp tắc đại đạo. Chính bởi vì như thế, vực của hắn so với vực của võ giả tôn cảnh cùng cảnh giới. Càng cường đại hơn, pháp tắc càng mạnh hơn ký chủ trạch ở một chỗ, đột phá tôn cảnh, thực lực tiến xa, ban thưởng hám thiên thần tướng. Hệ thống lại ban thưởng cho hắn, là một môn thần thông, sở huyền xem giới thiệu về hám thiên thần tướng. Hám thiên thần tướng, có uy lực hám thiên, chấn động đại đạo, chấn vực phá pháp. Sau khi đọc qua giới thiệu về hám thiên thần tướng, sở huyền liền sợ hãi thán phục, không hổ danh là thần thông của hệ thống. Quy lực vô cùng cường đại hám thiên thần tướng uy thế vô song, một khi thi triển, có xu thế lay trời, sau khi đại thành, có thể chấn động đại đạo. Mà uy lực cơ bản nhất, có thể chấn vực phá pháp. Không nói điêu, sở huyền chỉ cần nhờ vào thần thông này, có thể trực tiếp chấn áp vực chi lực của kẻ địch, thậm chí là chấn vỡ. Bất luận là vực chi lực thế nào, khi đối mặt với hám thiên thần tướng, đều mất đi tác dụng. Nếu là không có thần thông hay thủ đoạn khắc chế, thì sở huyền chỉ dựa vào hám thiên thần tướng, dường như là vô địch tôn cảnh. Nhận lấy hám thiên thần tướng, sở huyền hơi híp mắt, sau lưng liền xuất hiện một hư ảnh có tư thế hám thiên. Không nhìn rõ khuôn mặt thần tướng này, nhưng lại khiến cho người ta có cảm giác uy thế vô thường. Âm âm, khí thế chấn động, không gian xung quanh đều xuất hiện từng tầng gợn sóng. Chu thiên càn khôn trận được kích hoạt, che giấu những dị tượng này lại không gian càn khôn bao phủ bốn phía tất cả động tĩnh trong sân nhỏ cũng không thể truyền ra ngoài hám thiên thần tướng không ngừng biến to đến cuối cùng thần tướng cao tới vài trăm mét thế như chống trời uy áp bốn phương sở huyên rất hài lòng với hám thiên thần tướng thần tướng vừa ra đã có thể chấn nhiếp vô số người vừa nhìn đã biết phi thường châu bò chỉ có những đại lão siêu cấp mới sở hữu phối hợp với thất thải thần quang tuyệt đối là vũ khí sắc bén để trang bức trước tiên là sở huyền lấy vạn thiên kính ra chỉ điểm một ít cho gã đệ tử ký danh nhậm trường hà thất thải thần quang tỏa ra cả người hắn được ánh sáng bao phủ thần quang càng phát ra ánh sáng lớn hơn mơ hồ bao phủ luôn cả thần tướng vào bên trong khiến cho thần tướng càng thêm mông lung càng thêm cường đại và thần bí uy thế này không thể nào nói rõ chỉ biết là đã khác trước chỉ nhìn một lát đã làm cho người khác không nhịn được mà quỳ dạp dưới đất bất luận kẻ nào nhìn thấy hám thiên thần tướng ý niệm đầu tiên chính là đó là một lão tổ lão tổ siêu cấp vạn thiên kính lại liên thông lạc thần quật kết nối với nhậm trường hà lúc này nhậm trường hà đã khác trước rất nhiều tóc đã biến thành đen giờ phút này hắn có bộ dáng như một thanh niên tuy nhiên nhậm trường hà cảm thấy dùng số tuổi hiện tại của mình phải có bộ dáng như lão đầu uy nghiêm bá đạo mới có thể bộc lộ ra phong phạm cao nhân của mình. Mới phù hợp với khí chất trường hà thiên tôn, chương 98, nhậm trường hà quá kém, nhưng nghĩ lại, hiện tại mình cũng chỉ là một đệ tử ký danh của vị tiền bối nào đó, chỉ là tiểu bối mà thôi, bởi vậy cho nên hắn khôi phục lại dung mạo thời trẻ của mình. Đây là một thanh niên nhìn qua, có chút cương nghị, hơn nữa có vài phần tuấn lãng. Đúng lúc này, xuất hiện một khe nứt, tỏa ra ánh sáng bảy màu chói mắt. Trong lòng nhậm trường hà kích động không thôi, sư tôn lại đến thăm mình rồi, vừa ngẩng đầu nhìn, liền bị cảnh tượng trước mắt, dọa cho sợ hãi tới mức quỳ xuống. Đó là cái gì? Cái kia chính là bản thể của sư tôn đi, quá bá đạo, quá cường hãn, không biết là khoảng cách không gian xa bao nhiêu, chẳng qua chỉ liếc một cái, đã làm hắn rung động mãnh liệt, bóng người kia uy thế vô biên. Dù cho hắn có cảnh giới thiên cảnh đỉnh phong, cũng chưa từng nghe thấy có vị đại năng nào bá đạo như vậy. Quả nhiên, Sư Tôn nói đúng, cửu vực 50 châu chẳng qua chỉ là một góc của Chư Thiên Vạn Giới mà thôi. Bái kiến Sư Tôn, Nhậm Trường Hà cung kính chào hỏi. Ư, Sở Huyền rất hài lòng với biểu hiện của Nhậm Trường Hà. Quả nhiên, Hám Thiên Thần Tướng rất châu bò, hiện tại sinh cơ của ngươi đã viên mãn, khôi phục lại trạng thái đỉnh phong, còn có chỗ nào khó hiểu? Sở Huyền bày ra bộ dạng Sư Tôn đại năng giọng nói tràn ngập uy nghiêm, làm cho người ta có loại cảm giác đối mặt với thiên đế. Vẫn còn chỗ khó hiểu, nhậm trường hà hơi xấu hổ đáp, quả nhiên mình đúng là phế vật, ngay cả một môn công pháp cũng không có cách lĩnh ngộ hoàn toàn. Còn phải làm phiền sư tôn giảng giải nhiều lần, thiên cảnh đỉnh phong, quả nhiên chỉ là tiểu hài tử. Trước đó mình gặp được sư tôn, chính là ếch ngồi đáy giếng, không biết trời cao bao nhiêu, kiêu ngạo tự mãn, tự cho bản thân là người có thiên phú chắc tuyệt kết quả chỉ là một phế vật mà thôi, suýt nữa bị nhốt tại lạc thần quật, may mắn là có sư tôn rủ lòng thương. Sở huyền cũng cạn lời, nhậm trường hà có thể tu luyện tới thiên cảnh đỉnh phong, phải là nhân vật tuyệt thế kỳ tài, ngộ tính không kém mới đúng. Huống chi, hắn còn nói khoác bản thân dùng vạn năm đã có thành tựu thiên cảnh, là thiên kiêu tuyệt đỉnh thế gian hiếm có. Làm sao mà chỉ một bộ âm dương hợp thần trương cũng không thể lĩnh ngộ hoàn toàn rốt cuộc nguyên nhân là âm dương hợp thần trương quá mức thâm ảo hay là ngộ tính của Nhậm Trường Hà quá kém Sở Huyền không cảm thấy âm dương hợp thần trương quá khó để lĩnh ngộ. Cho dù không cần hệ thống trợ giúp, hắn cảm giác chỉ cần tốn hai tháng là mình có thể lĩnh ngộ hoàn toàn. Làm sao mà Nhậm Trường Hà dùng thời gian dài như thế mà vẫn chưa lĩnh ngộ xong? Nhậm Trường Hà thấy Sở Huyền cả nửa ngày không nói gì, trở nên xấu hổ, hận không thể tìm cái lỗ chui xuống cho đỡ nhục nói đi, chỗ nào khó hiểu. Sau đó hắn giảng giải cho nhậm trường hà một lúc, động viên hắn cố gắng, lại để cho hắn tự tìm hiểu, tranh thủ tăng cấp, liền ngắt vạn thiên kính. Nghĩ một lát, lại liên thông Đỗ Nguyên, hình ảnh có hơi khác lạ, vậy mà Đỗ Nguyên không ở trong gia tộc, mà đang ở trong một sơn cốc. Hơn nữa, khí tức trên người có chút dao động, rõ ràng vừa mới chiến đấu. Trước mặt Đỗ Nguyên là hai gã nam tử mặc áo xanh, đều là cường giả tôn cảnh thực lực ngang ngửa Đỗ Nguyên, lấy một trọi hai, khó trách Đỗ Nguyên có chút chật vật. Ta đã nói rồi hai đại ca à, đó chỉ là hiểu lầm mà thôi, tại hạ cũng không phải đến đây cứu tiêu lương. Sắc mặt Đỗ Nguyên âm trầm mở miệng nói, tiêu lương, sở huyền hơi sững sốt, đây không phải là gã thiên tài bị vứt bỏ của đại gia tộc ở Tây Châu à, Đỗ Nguyên đã từng hỏi ý kiến của hắn, có muốn tham dự vây bắt gã gia hỏa kia hay không? Đỗ Nguyên như thế nào cùng tiêu lương dính dáng đến, xem bộ dạng của hai gã nam tử áo xanh này, chắc là đang đuổi giết tiêu lương. Có thực lực tôn cảnh tầng 2, thực lực của Đỗ Nguyên cũng là tôn cảnh tầng 2. Lấy một trọi hai, rõ ràng là Đỗ Nguyên đánh không lại, ăn phải thiệt thòi. Sở huyền cũng có hơi ngoài ý muốn, mặc dù Đỗ Nguyên là tán tu, nhưng hắn từng lấy được đại cơ duyên, công pháp tu luyện cũng không thấp. Cho dù hai gã nam tử áo xanh này đến từ thế lực truyền thừa cổ xưa, thì đỗ nguyên cũng cần phải chật vật chống đỡ như vậy chứ sở huyền biết đỗ nguyên lâu như thế đối với những chuyện đỗ nguyên trải qua coi như là hiểu rất rõ hắn từng vượt một tiểu cảnh giới giết địch có thể thấy được thực lực đỗ nguyên rất mạnh mẽ có thể nói là nhân vật cấp bậc thiên kiêu lại nhìn chăm chú một lát sở huyền lại giật mình đỗ nguyên lại sử dụng đế binh hạ phẩm mà hai gã nam tử áo xanh trong tay lại cầm đế binh trung phẩm vốn là một trọi hai trong tay đối phương lại có vũ khí cao cấp hơn tự nhiên đỗ nguyên sẽ bị thiệt thòi đế binh hạ phẩm đã không còn giúp đỡ cho đỗ nguyên trong chiến đấu thậm chí còn không thể phát huy toàn bộ thực lực của hắn mà đế binh trung phẩm có thể tăng phúc nhất định cho đối phương hơn nữa còn có thể toàn lực thi triển so sánh hai bên đỗ nguyên không thiệt thòi mới là lạ dù sao cũng là tán tu rốt cuộc vũ khí trong tay quá kém trước kia hắn đạt được đại cơ duyên có công pháp đan dược, duy chỉ có khuyết thiếu vũ khí cường đại. Đế binh trong tay là do hắn tiêu phí một cái giá lớn, nhờ người khác rèn giúp. Chương 99, chỉ là hai cái con kiến hôi. Hừ, chuyện của Tiêu gia, một tiểu tán tu như ngươi cũng dám nhúng chàm. Nếu như ngươi không liên quan, thì mau thúc thủ chịu trói, tiếp nhận sự điều tra của Tiêu gia, nếu không có gì tự nhiên sẽ thả ngươi. Một gã nam tử áo xanh hừ lạnh quát to, khuôn mặt đỗ nguyên đen như đít nồi, nếu như thúc thủ chịu trói thì hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cho dù là điều tra hắn không có liên quan, thì Tiêu gia cũng sẽ không bỏ qua hắn, tất nhiên sẽ dùng thủ đoạn khống chế hắn, khiến cho hắn trở thành tay chân của Tiêu gia. Giờ phút này, hắn đang tìm cách chạy trốn, cũng may, hắn trần giữ ở tiểu gia tộc kia, cũng chưa bao giờ lộ mặt, cho nên sẽ không liên lụy tiểu gia tộc kia, chỉ là không thể nào quay về. Xem ra, lại tiếp tục làm một gã tán tu dù đảng. Tây Châu cũng không phải là đất của tiêu gia các ngươi, mặc dù đỗ mỗ chỉ là một tán tu. Hai người các ngươi phải hiểu rõ, có phải muốn bức người vào tuyệt lộ hay không? Trong mắt đỗ nguyên lộ ra thần sắc ác độc, mặc dù Tây Châu không phải là nhà của tiêu gia ta, nhưng cũng không thể bị một gã tán tu nhỏ nhoi khiêu khích. Hai gã nam tử áo xanh cười lạnh một tiếng, thân hình khẽ động, đang muốn ra tay. Thực lực đỗ nguyên không kém, một trọi một, cho dù chiếm ưu thế về vũ khí, cũng chưa chắc có thể ăn hắn. Dưới tình huống một trọi hai, cho dù không thể nào đánh chết đối phương, cũng có thể đánh cho trọng thương. Một khi đối phương bị trọng thương, cường giả tôn cảnh tiêu gia, tất nhiên sẽ truy sát hắn. Đối với đại gia tộc như tiêu gia mà nói, vì không muốn hậu họa, đều giết sạch những tán tu đã kết thù. Nhất là tán tu có thực lực tôn cảnh, một khi để cho đối phương trốn thoát, sẽ tạo ra kẻ địch cho tiêu gia. Dưới tình huống bình thường, bọn hắn cũng không muốn đắc tội với tán tu cường đại như vậy, nhất là dưới tình huống không có nắm chắc đánh chết đối phương. Bất quá, đối phương đã có quan hệ cùng Tiêu Lương, bất kể có hiểu lầm hay không, cố ý thì cũng vậy. Rốt cuộc bởi vì hắn nên Tiêu Lương mới chạy thoát, cho nên kẻ này nhất định phải để mang lại. Bỗng nhiên, phía trên đầu của Đỗ Nguyên xuất hiện một vòng sáng. Một vòng ánh sáng bảy màu chiếu rọi xung quanh, đó là cái quỷ gì? trong lòng hai gã tộc lão tiêu ra chấn động thân hình hơi cứng lại nghi ngờ liếc nhìn khe hở xuất hiện trên đỉnh đầu đỗ nguyên mà trong lòng đỗ nguyên thì vui mừng đây là tiền bối tìm mình tán gẫu lấy sự cường đại của tiền bối hóa giải nguy hiểm cho mình cũng không cần tốn nhiều sức tiền bối tiểu đỗ đang gặp phải nguy hiểm mong tiền bối xuất thủ tương trợ bóng người sở huyền lại xuất hiện một thân ảnh khổng lồ uy thế bá đạo đắm chìm bên trong thần quang chỉ nhìn sơ qua, đã khiến cho người khác rung động dữ dội. Bóng người kia, thế như che trời, vô cùng cường đai. Trong lòng Đỗ Nguyên rất rung động, đây là bản thể của tiền bối ư. Quá cường đại, tộc lão tiêu gia cũng trợn mắt há mồm, tâm thần cũng run dày. Người đó là ai, dùng thủ đoạn gì, phảng phất như từ không gian vô tận xuất hiện ra. Quá kinh khủng, trong lòng run dày, đã muốn chạy trốn mặc kệ đỗ nguyên có cố ý cứu tiêu lương hay không vị cường giả sau lưng của hắn quá kinh khủng chuyện này phải bỏ qua thôi huống hồ đỗ nguyên cứu tiêu lương có khả năng rất lớn là hiểu lầm bóng người khổng lồ kia mới nhìn qua đã khiến cho người ta rung động tâm thần chưa kể tới thủ đoạn quỷ dị từ không gian xa xôi xuất hiện ở đây cho dù là cường giả thiên cảnh trong truyền thuyết cũng không làm được tới mức này đi tiểu đỗ à chẳng qua đây chỉ là hai con kiến hôi mà thôi khóe miệng đỗ nguyên co rút ngay cả hai con kiến mình cũng đánh không lại chẳng phải là còn phế hơn con kiến trong lúc nhất thời đỗ nguyên cũng không biết trả lời ra sao hai con kiến hôi kia các ngươi cảm thấy trước mặt bản tôn có khả năng chạy thoát sao sở huyền di chuyển vạn thiên kính đi tới trên đỉnh đầu hai gã tộc lão tiêu gia tộc lão tiêu gia sợ tới mức sắp đái ra quần run lẩy bẩy trên mặt rất kinh hãi tiền bối đây chỉ là hiểu lầm hiểu lầm hai người chúng ta chỉ giao lưu cùng đỗ huynh mà thôi cái vòng sáng lơ lửng trên đỉnh đầu khoảng cách gần như vậy lại càng cảm nhận được áp lực vô hình hai người bọn hắn chỉ cảm thấy chân như nhũn ra suýt nữa nhịn không được quỷ xuống sở huyền rất hài lòng đối với phản ứng của tộc lão tiêu gia hám thiên thần tướng quả nhiên châu chó đứng trước vạn thiên kính thực lực của hắn càng lộ ra khí thế vô biên hiểu lầm bản tôn cũng lười động thủ bóp chết hai người các ngươi quá bẩn tay. Sở huyền ỉ vào chuyện đối phương không nhìn thấu mình, bắt đầu dọa dẫm bắt nạt. Trong lòng đỗ nguyên khóc không ra nước mắt, tiền bối bóp chết tộc lão tiêu ra, cũng ngại bẩn tay, là hai con kiến hôi. Mà bản thân mình, ngay cả con kiến cũng đánh không lại. May mắn là tiền bối không cảm thấy, xem chính mình giống như sâu kiến. Ái ra, thực lực quá yếu, giờ này khắc này, đỗ nguyên mới cảm nhận sâu sắc, bản thân đường đường là tôn cảnh, thì ra chỉ là con sâu cái kiến. Tiêu gia tộc lão trong lòng rất khó chịu, xưa nay chỉ có bọn hắn đối mặt với võ giả cấp thấp, mở miệng là con sâu cái kiến. Ngậm miệng cũng là con sâu cái kiến, làm sao có thể đoán được lúc này bản thân lại bị người khác coi là con sâu cái kiến. Trong lòng có tư vị khó hiểu, dám nói ra lời hung ác hay phản kháng, chương 100, đại cơ duyên của Đỗ Nguyên, đưa mắt nhìn thấy thân ảnh khổng lồ kia ngay cả một chút ý nghĩ phản kháng trong đầu cũng không dám đúng vậy chúng ta chỉ là con sâu cái kiến sẽ làm bẩn tay tiền bối đã đến lúc này nhất định phải cúi đầu kinh hãi nhìn thấy một khắc trước tộc lão tiêu gia kiêu ngạo cuồng vọng ra sao bây giờ lại co vòi run rẩy trong lòng đỗ nguyên cảm thán không thôi quả nhiên chỉ có thực lực mới là đạo lý lớn nhất tiểu đỗ hai con kiến này người muốn xử trí như thế nào sở huyền nhìn về phía đỗ nguyên hỏi Tộc lão Tiêu gia lập tức nhìn về phía Đỗ Nguyên, trong mắt tràn đầy thần sắc cầu xin, hơn nữa còn nháy mắt, tỏ vẻ có thể bồi thường. Còn qua quào đế binh trong tay, ý tứ không cần nói cũng biết, có thể bồi thường cho Đỗ Nguyên, đế binh trung phẩm trở lên. Đỗ Nguyên nghĩ một lát, giết tộc lão Tiêu gia, tất nhiên sẽ đắc tội Tiêu gia, hắn chỉ là một tán tu, không thể gánh nổi. Về sau muốn sống sót, còn phải trốn tránh vây giết cũng không thể lúc nào cũng nhờ tiền bối, không thể quá tham lam, yêu cầu xa vời mời tiền bối giúp lại giúp đỡ. Đã có lần này hù dọa, Tiêu gia sẽ biết mình có một chỗ dựa cường đại, cũng không dám làm khó mình. Hơn nữa, còn có thể nhận được đế binh trung phẩm, thậm chí là đế binh thượng phẩm. Tiền bối, chuyện này chỉ là hiểu lầm, không nên để hai con kiến hôi này làm bẩn tay tiền bối, nếu như bọn hắn đã nhận thức được sai lầm thì cũng nên tha mạng cho bọn hắn đỗ nguyên nghĩ một lát rồi mở miệng nói sắc mặt hai tộc lão tiêu gia trở nên khó coi đậu hóa ngươi mở miệng nói chúng ta là kiến hôi mà ngươi cũng đánh không lại kiến hôi chẳng phải là chứng tỏ rằng ngươi ngay cả kiến hôi cũng không bằng nhưng giờ phút này sinh tử nằm trong tay người ta không dám nói ra nửa chữ hơn nữa sau lưng đỗ nguyên còn có một vị đại năng đắc tội không nổi cho nên chỉ cần bồi thường đền bù một ít thiệt hại là đủ rồi sở huyền đối với quyết định của đỗ nguyên cũng không bất ngờ hắn không muốn giết tộc lão tiêu gia để tránh trêu chọc phải phiền toái bị người ta truy sát giết tộc lão tiêu gia dù đỗ nguyên có nói sau lưng có chỗ dựa tiêu gia cũng coi như hắn đánh rắm nếu là tiêu gia dễ dàng tin như vậy thì hắn cũng sẽ không lưu tình mặt khác đỗ nguyên cũng không muốn gánh lấy phiền phức quen biết trong thời gian dài như thế sở huyền vẫn tương đối hiểu rõ tính cách của đỗ nguyên Hắn là một người cẩn thận, có thể né tránh không đắc tội ai thì sẽ cố hết sức. Chính bởi vì như thế, tiểu gia tộc Cung Phụng hắn, cho dù là được một vị tôn cảnh bảo kê, thì phong cách làm việc cũng rất cẩn thận, không có ngang ngược càn dỡ. Đã như vậy, thì hai con kiến hôi kia, giao hết tất cả những thứ trên người cho tiểu đỗ, xem như bồi thường, sau đó có thể cút. Tuy là tộc lão Tiêu gia rất đau lòng, nhưng cũng không dám chống cự, lại không dám mặc cả vị cường giả thần bí này quá cường đại cho dù không phải ở trên thiên cảnh cũng tuyệt đối là tồn tại khủng bố thiên cảnh đỉnh phong có khả năng cao còn mạnh hơn cả thiên cảnh hai người này cũng không nói gì gỡ túi chữ vật xuống bao gồm cả đế binh đều ném tất cả cho đỗ nguyên lao một chút mồ hôi lạnh cung kính nói tiền bối hai con kiến này có thể lăn chưa ạ à? cút đi tộc lão tiêu ra dùng tốc độ nhanh nhất từ trước tới nay chạy đi giống như lo lắng sở huyền đổi ý. Một hơi chạy thẳng mấy vạn dặm, lúc này mới thở hổn hển ngừng lại. Chỉ cảm thấy thần hồn rối loạn, cả người đều bị mệt là. Kỳ thật đúng là bị sở huyền dọa sợ, khiến cho tâm thần căng cứng. Lúc này mới buông lỏng, tự nhiên sẽ có loại cảm giác mệt mỏi, thần hồn bị rối loạn. Nhưng hai người lại không nghĩ như vậy, chỉ coi rằng vị cường giả kia thở ra một hơi nữa, sẽ ép vỡ thần hồn của bọn hắn. Quá kinh khủng, Đến tột cùng vị cường giả kia có thực lực ra sao? Là lão quái vật ẩn núp ở Tây Châu hay là ở bên ngoài Tây Châu? Thậm chí là cường giả bên ngoài Bắc vực, thật không dám tưởng tượng. Tộc lão Tiêu gia nhìn nhau, đều có loại cảm giác sống sót sau đại nạn. Đa Tạ Tiền Bối, Đỗ Nguyên cung kính nói ra, đồng thời còn muốn dâng túi chữ vật lên, vật của con sâu cái kiến mà thôi, bản tôn lấy làm gì, người cứ giữ đi. Sở Huyền liền cự tuyệt Tiền bối cứu đỗ nguyên lúc nguy cấp, vãn bối tự biết thiên tư thấp kém, thực lực như sâu kiến, nhưng ơn này đỗ nguyên nhất định phải hồi báo, nguyện làm nô là bộc, vì tiền bối xử lý một chút việc vặt. Đỗ nguyên khẽ cắn môi, cung kính quỳ dạp dưới đất. Nói chung, làm nô là bộc, là chuyện rất thấp kém, không có cường giả nào, nguyện ý làm nô bộc. Nhưng mà, đỗ nguyên nhận tha ya, à, có thể làm việc cho cường giả cấp bậc như sở huyền, đạt được sự tán thưởng của hắn, chính là đại cơ duyên trước khi gặp sở huyền đỗ nguyên vẫn luôn cho rằng mình cũng là cường giả đỉnh cấp sau khi gặp được sở huyền mới biết được bản thân đúng là ếch ngồi đáy giếng chính là tôn cảnh bất quá chỉ là sâu kiến dưới chân người ta mà thôi cường giả tôn cảnh trong mắt hắn cũng chả khác gì phàm nhân tranh lệch quá lớn có thể làm việc cho những vị cường giả này cho dù chỉ là nô bộc cũng là vinh quang cùng kỳ ngộ thân phận liền sẽ trở nên khác biệt chư thiên vạn giới, hắn cũng rất muốn đến. Thế nhưng ngay cả thiên cảnh cũng không có tư cách tiến vào, huống chi hắn chỉ là một tôn cảnh nhỏ nhoi. Chương 101, Tử Diễm Phần Thiên Quyết, Đỗ Nguyên cảm thấy mình phải biết tiến thủ, chỉ cần được tiền bối chú ý, thì cho dù thiên cảnh cũng có thể bước tới, thậm chí là thần cảnh trong truyền thuyết cũng có khả năng. Sở Huyền rất hài lòng đối với biểu hiện của Đỗ Nguyên, có một thuộc hạ đắc lực như vậy, thì có thể bớt nhọc công sức hơn nhiều. Huống hồ, tư chất của Đỗ Nguyên cũng không tệ, nếu không thì làm sao một kẻ tán tu có thể tu luyện tới tôn cảnh. Có thể bồi dưỡng một chút, điểm quan trọng hơn là Đỗ Nguyên là người có tình có nghĩa. Cũng bởi vì gia chủ gia tộc kia có ơn với hắn, hắn liền che chở tiểu gia tộc này, trở thành trưởng lão cung phụng cho họ. Rất tốt, Sở Huyền làm bộ im lặng một lát, nói, "Được rồi, gặp nhau đã xem như hữu duyên." hiện tại ngươi chính là nô bộc của bản tôn. Đỗ Nguyên mừng quính, Đỗ Nguyên, bái kiến thượng tôn, rất tốt, đứng lên đi, đặt con dấu này vào thần hồn của ngươi, có ấn ký này, tương lai có thể đi vào chư thiên vạn giới. Sở huyết phất tay, một cái chủng hồn ấn truyền thông qua vạn thiên kính. Mặc dù biết Đỗ Nguyên là một người trung thực, nhưng lỡ như ngày nào đó hắn biết mình bị lừa gạt, tức giận tìm mình tính sổ, thì chẳng phải rắc rối lắm hay sao? Tuy là khả năng bại lộ rất thấp, hầu như gần bằng không. Bất quá chuyện đời khó đoán, lỡ như bị bại lộ thì sao? Chắc ăn cứ cho hắn một cái chủng hồn ấn, người bị gieo ấn ký cũng không có ảnh hưởng gì, ngoại trừ không sinh ra tâm lý phản kháng chính mình. Kỳ thật cũng không có điểm gì khác biệt. Chỉ cần không tác động đến ấn ký, Đỗ Nguyên cũng không phát hiện ra gì. Dù sao hắn vốn tôn kính tiền bối, cũng sẽ không nảy sinh nghi ngờ hay phản kháng gì. Đỗ Nguyên không chút do so dự, thậm chí bộ dáng rất gấp gáp. Đã nhét chủng hồn ấn vào bên trong thần hồn, tức thì Đỗ Nguyên có cảm giác mình càng cung kính đối với tiền bối. Tu luyện cho tốt, bản tôn sẽ đi tuần tra vạn giới. Vâng, thượng tôn, Đỗ Nguyên cung kính hành lễ, đáp, sở huyền ngắt kết nối vạn thiên kính, cả người đều sảng khoái. Một nô bộc tôn cảnh tầng 2, ngoại trừ nhậm trường hà, thì Đỗ Nguyên chính là thủ hạ mạnh nhất ký chủ không bước ra khỏi cửa, bằng ba tấc lưỡi, lừa bịp một tôn cảnh trở thành nô bộc, ban thưởng Tử Diễm phần Thiên Quyết và Diễm Linh Truy. Lại kích hoạt hệ thống ban thưởng ngẫu nhiên, Sở Huyền vội xem xét phần thưởng, Tử Diễm phần Thiên Quyết là một công pháp hỏa thuộc tính. Đây là công pháp đặc biệt chuẩn bị cho Đỗ Nguyên, công pháp mà Đỗ Nguyên tu luyện cũng là Hỏa đạo, là hắn lấy được từ kỳ ngộ, cũng dựa vào môn công pháp này mới tu luyện đến Tôn cảnh. Hơn nữa cũng được xem là cường giả trong cùng cảnh giới. Bất quá, công pháp mà Đỗ Nguyên tu luyện chẳng qua chỉ là cấp bậc Thiên Kinh, hơn nữa cũng thuộc loại cấp thấp. Ngay cả thần pháp cũng không phải, ở trong mắt Sở Huyền, chính là công pháp rác rưởi. Hiện tại công pháp bí thuật trên người hắn, kém nhất cũng có đẳng cấp thần pháp. Công pháp cấp bậc Thiên Kinh, Sở Huyền đã ngứa mắt. Vừa vặn, từ diễm phần thiên quyết có thể truyền thụ cho Đỗ Nguyên xem như phần thưởng khi hắn trở thành nô bộc của mình bởi vậy mới nói mình chính là đại cơ duyên của hắn tử diễm phần thiên quyết luận cấp bậc thì chính là công pháp thần pháp thượng giai lại nhìn diễm linh trùy là một thanh trùy dài ba thước được khắc hoa văn tử sắc huyền ảo là một thanh thần binh cũng nên tặng kèm cho đỗ nguyên hiện tại sở huyền rất giàu cũng không thiếu thần binh hệ thống ban thưởng càng ngày càng nhiều đẳng cấp càng ngày càng cao chủng loại cũng nhiều vô số. Các loại ban thưởng như chảm linh đao trước kia, sở huyền đều coi là rác rưởi. Vũ khí cấp bậc thiên binh cũng miễn cưỡng vừa mắt. Nhận lấy tử diễm phần thiên quyết, trong đầu hiện ra ngọn lửa màu tím, dường như có thể đốt chảy cả bầu trời. Sở huyền suy nghĩ một chút, tử diễm phần thiên quyết phối hợp hư vô tâm hòa. uy lực càng thêm cường đại, càng làm cho người khác khó lòng phòng bị. Hơn nữa, tu luyện tử diễm phần thiên quyết Bất luận là luyện đan hay luyện khí, đều có thể tăng phúc không nhỏ. Bên người không có thủ hạ nào luyện khí hoặc luyện đan, nếu không có thể truyền lại môn công pháp này. Tuy là Thiên Phú luyện đan của Sở Vân rất mạnh, bất quá nàng đã tu luyện Đại La Đế Kinh, cũng đã dư xài. Cũng không cần thay đổi công pháp, Vạn Thiên Kính còn thừa lại một lần sử dụng, hiện tại thừa dịp đột phá, nên sử dụng luôn đi. Xem xem có tìm được người nào dễ lừa gạt một chút hay không. Sở Huyền cũng không ngại, cho đối phương một chút cơ duyên. Trên người hắn có rất nhiều bí thuật, công pháp cùng bảo bối. Hình ảnh lại dao động, xuất hiện một hang động dưới lòng đất. Sở Huyền có hơi ngoài ý muốn, vậy mà trực tiếp liên thông tới một hang động dưới đất. Vạn Thiên Kính rất thần kỳ, có thể cách không gian kết nối trực tiếp. Cũng chính vì nguyên nhân này mà hai vị tộc lão Tiêu gia trở nên sợ hãi như thế. Không chút nghi ngờ xác định Sở Huyền là cường giả siêu cấp. Dù sao loại thủ đoạn này, ngay cả thiên cảnh cũng không làm được. Huống chi, Hám Thiên Thần Tướng cùng thất thải thần quang của Sở Huyền có tính mê hoặc quá cao. Bản thân đã không nhìn thấu tu vi của Sở Huyền, lại cách vạn thiên kính thì càng nhìn không ra, thậm chí sẽ có một loại cảm giác huyền bí, sâu không lường được. Chương 102, suy nghĩ quá non, hình ảnh trong kính chuyển động Sở huyền nhìn thấy trong hang động, có một người đang ngồi dưới đất. Đó là một nam tử khoảng hơn 20 tuổi, trên người có vết máu, hơi thở hỗn loạn, chắc là bị thương không nhẹ. Giờ phút này, hắn đang chữa thương, trong tay cầm một gốc bảo dược bỏ vào miệng. Tu vi hợp cảnh tầng 3, ở tầm tuổi này, có thể đạt tới hợp cảnh tầng 3, tuyệt đối là một gã thiên tài. Luận thiên phú, cũng không thua kém tô tiên nhi, nên biết rõ, Công pháp Tô Tiên Nhi tu luyện chính là thái âm tố tiên quyết, cộng thêm đan dược hắn cho, mới tu luyện nhanh đến vậy. Đối phương cũng không có tài nguyên tu luyện giống như Tô Tiên Nhi. Công pháp cũng là không bằng, sở hôn dò xét một lát, công pháp dao động trên người nam tử này đã vượt qua cấp bậc thiên kinh, hẳn là cấp bậc thần pháp. Giờ hình ảnh truyền qua trên người nam tử đã thấy rõ mặt mũi của đối phương. Không phải trùng hợp như vậy chứ, chẳng lẽ hắn là khí vận chi tử ở Tây Châu? Cơ hội liên thông cuối cùng của Vạn Thiên Kính, không ngờ lại thông tới hắn. Nam tử kia chính là Tiêu Lương, kẻ bị Tiêu gia vứt bỏ ở Tây Châu. Đúng lúc này, mặt dây chuyền trên cổ Tiêu Lương chớp sáng, sau đó xuất hiện một bóng người. Đó là một thân ảnh dịu dàng, tuy nhiên nhìn qua có chút hư ảo, bất quá vẫn có thể nhìn ra được, người kia chính là một giai nhân tuyệt sắc. Điểm mấu chốt hơn, đây chính là một thần hồn đang suy yếu có tu vi thiên cảnh sở huyền cũng cạn lời mình lại đoán đúng cái tên tiêu lương này quả nhiên có bộ dáng của nhân vật chính mang theo bên người tuy là không phải lão gia gia nhưng cũng là một mỹ nhân tuyệt sắc có thực lực cường đại nếu như có thể lựa chọn thì nam nhân đều chọn mỹ nhân tuyệt sắc mà không phải lão gia gia sư phụ tiêu lương mở mắt ra vi sư đã xuất thủ nhiều lần sắp rơi vào quá trình ngủ say người phải nhanh chóng rời khỏi tây châu sư phụ đệ tử sẽ nhanh xuất phát. Tiêu lương cắn răng vẫn hận nói ra, tiêu ra, các ngươi sẽ phải hối hận, cố gắng tu luyện cho tốt. Tất cả đều dựa vào thực lực, chỉ cần ngươi đột phá đến thiên cảnh, tự nhiên tiêu ra sẽ tôn sùng ngươi. Sư phụ, ngài cứ yên tâm, đệ tử nhất định sẽ dùng thời gian ngàn năm tu luyện tới thiên cảnh, giúp ngài tái tạo nhục thân. Ánh mắt tiêu lương vô cùng kiên định, thốt ra, trong lòng sở huyền nói thầm, ngàn năm tu luyện tới thiên cảnh. Nếu như tiêu lương có thể dùng thời gian nghìn năm tu luyện tới thiên cảnh, vậy thì nhậm trường Hà dùng vạn năm tu luyện tới thiên cảnh, xứng đáng được xem như cạn bã. Bất quá, nếu là khí vận tri tử của một châu, ngàn năm tu luyện tới thiên cảnh, có lẽ cũng không phải là chuyện không thể. Lúc nào rãnh hỏi thăm nhậm trường Hà xem, cử vực 50 châu, có người nào dùng nghìn năm thời gian tu luyện tới thiên cảnh? Ngàn năm thiên cảnh, làm sao có thể? Thần hồn mỹ nữ kia lắc đầu nói trăm năm đế cảnh, ngàn năm tôn cảnh, vạn năm thiên cảnh, đã là tuyệt đỉnh thiên kiêu cử vực 50 châu. Dù cho ngươi dùng 10 năm tu luyện tới chân cảnh, tất nhiên sau đó muốn tu luyện tới đế cảnh, đâu chỉ cần dùng thời gian 10 năm, huống hồ, thiên cảnh là một con lạch trời, vô số cường giả tôn cảnh đỉnh phong đã từng là tuyệt đỉnh thiên kiêu, nhưng lại mắc kẹt tại cửa ải này vạn năm. Thậm chí mấy vạn năm cũng không thể đột phá. Nếu muốn đột phá thiên cảnh, không có đại cơ duyên hoặc thiên phú mạnh hơn, cũng đừng mơ vạn năm có thể đột phá. Tiêu Lương ngây ngốc nói, thiên cảnh lại khó khăn như thế. Bất quá, ngươi không cần nhụt chí, đã có ta chỉ dẫn, hơn nữa ngươi lại có thiên tư chắc tuyệt, khí vận rất hùng hậu, đột phá thiên cảnh cũng không khó. Thần hồn mỹ nữ vội an ủi Tiêu Lương, ánh mắt thâm sâu, tựa hồ nhớ lại cái gì, nói, trong cùng thời của ta, cũng có một người vạn năm luyện tới thiên cảnh hầu như là vô địch quét ngang cùng cảnh, đơn độc giết vào ma vực, có thể toàn thân trở ra, chỉ sợ hiện tại đã vẫn lạc. Tiêu lương liền cảm thấy nóng máu, vẻ mặt mê mẩn, hỏi, sư phụ, người nọ là ai? Vị kia chính là nhậm trường hà, trường hà thiên tôn, mươi vạn năm trước, uy trấn cửu vực 50 châu. Nhậm trường hà, sở huyền ngây như phóng, thần hồn mỹ nhân này, không ngờ là cùng thời đại với nhậm trường hà. Quả nhiên là tiêu lương có hào quang của nhân vật chính, thần hồn mỹ nữ mang theo trên người, cũng là cường giả thượng cổ. Hơn nữa, theo lời nói của thần hồn mỹ nữ, trước kia nhậm trường hà rất châu bò sao. Cũng không phải khoác lác, sư phụ, đệ tử nhất định sẽ giống như trường hà thiên tôn vậy, uy chấn cử vực 50 châu, thần sắc trên mặt tiêu lương vô cùng kiên định, nói ra. Người trẻ tuổi kia, suy nghĩ quá non, cái con hàng nhậm trường hà kia, Hiện tại cũng xấu hổ vì mình rất phế vật, lại xem hắn làm gương. Cần phải uốn nắn một chút, ý tưởng của người trẻ tuổi này, phải cho hắn mở rộng tầm mắt. Cử vực 50 châu, chẳng qua chỉ là một góc hoang sơ của Chư Thiên Vạn Giới. Về phần Chư Thiên Vạn Giới có tồn tại hay không, đã không còn quan trọng, lấy đó lừa gạt là đủ rồi. Vi sư tin tưởng ngươi." Thần hồn mỹ nữ rất vui mừng, "Lương Nhi, sau khi ngươi rời khỏi Tây Châu thì hãy tiến về Nam Châu." Chỗ đó pháp tắc thiên địa không được đầy đủ, cường giả đế cảnh sẽ không dám tới đó. Huống hồ, chiến ma cổ địa đã sắp mở ra, đều hạn chế cường giả đế cảnh trở lên tiến vào, người đi nam châu vừa vặn có thể tránh khỏi sự đuổi giết của tiêu gia. Chiến ma cổ địa cũng là một hồi cơ duyên. Vâng, sư phụ, Tiêu Lương gật đầu, đang muốn lâm vào ngủ say, thần hồn mỹ nữ cũng chuẩn bị quay về mặt dây chuyền. Nhưng vào lúc này, trên đỉnh đầu của hắn xuất hiện một vòng sáng thất thải thần quang bắn ra ánh sáng chói mắt. Hai người sư đồ liền chấn động, tiêu lương kinh hãi liếc nhìn qua vòng sáng, suy nghĩ đầu tiên chính là, chẳng lẽ lão tổ tiêu ra đuổi đến rồi. Nhưng nghĩ lại, không phải đâu, lão tổ đã vạn năm chưa xuất thế, cũng khó nói đã chết hay còn sống. Hơn nữa, mình cũng là con cháu của hắn, ở cấp bậc như lão tổ, không có lý do giết một đứa con cháu có thiên phú chắc tuyệt. Thần hồn mỹ nữ càng thêm khiếp sợ, đây là thủ đoạn gì, tựa hồ ngay cả thiên cảnh cũng không làm được. Nàng cũng không cảm ứng được dao động trong không gian, có nghĩa là đối phương cũng không ở gần đây, dù cho cường giả thiên cảnh cũng không thể nào xuyên thủng không gian cự ly dài. Chương 103, gọi mình là Tiểu Oa Nhi, sau khi Sở Huyền nghe thấy mục đích của Tiêu Lương muốn đến Nam Châu, liền động tâm tư, gia hoàn này rất có khả năng là khí vận chi tử hiện tại ở Tây Châu. Thu hắn làm đệ tử, sẽ có thêm chân chạy cũng không tệ, lúc này là thời cơ thích hợp để lừa gạt. Hôm nay tâm tình rất sảng khoái, cho nên sẽ ban thưởng cho sư đồ này một chút cơ duyên. Giờ phút này sở huyền đã lộ ra thân hình, một thân ảnh khổng lồ uy nghiêm, đắm chìm bên trong thần quang. Không ai biết hắn ở đâu, đến từ nơi nào, chỉ đứng yên một chỗ, đã khiến cho người khác nhịn không được quỳ dạp trên đất. Tồn tại thần bí, đột ngột xuất hiện, ưng ực, tiêu lương nuốt một ngụm nước bọt, cảm giác toàn thân run rẩy. Đạo thần hồn mỹ nữ kia cũng kinh hãi không thôi. Nàng từng là cường giả thiên cảnh, càng cảm nhận rõ ràng hơn, thân ảnh to lớn kia vô cùng khủng bố. Tựa hồ, dù cho thần cảnh trong truyền thuyết, cũng không bị kịp. Liếc nhìn qua, như là vực sâu không đáy, không thể tưởng tượng. Nếu so sánh thì đã vượt xa thiên cảnh, cường giả khủng bố như thế, lại đột ngột xuất hiện, đây chính là cơ duyên hay tai họa thần hồn mỹ nữ không do dự chút nào, liền khom người hành lễ nói, hậu bối liễu phiêu phiêu bái kiến tiền bối. Tiêu lương trực tiếp quỳ dạp xuống, tiêu lương bái kiến tiền bối, quá rung động, bóng người kia, đã khắc sâu trong tâm trí hắn. Chỉ đứng yên một chỗ, thì có một loại xu thế che trời, đến tột cùng là loại cường giả kinh khủng như thế nào. Miễn lễ, đứng lên hết đi, sở huyền bày ra phong phạm cao nhân, lời nói ôn hòa, mang theo ngữ khí tiền bối thưởng thức vãn bối. Bản Tôn đi tuần tra chư thiên vạn giới, nhìn thấy hai tiểu gia hỏa các ngươi, coi như là hữu duyên. Trong lòng Liễu Phiêu Phiêu liền chấn động, chư thiên vạn giới? Đây là chỗ nào, tại sao mình chưa từng nghe thấy? Nên biết rõ, nàng chính là cường giả thiên cảnh, cũng không phải là võ giả cấp thấp không biết gì. Những bí mật của thế giới này, nàng biết rất nhiều, nếu như chuyện nàng chưa nghe thấy, chỉ có thể là một bí mật lớn xin thứ lỗi cho vãn bối kiến thức nông cạn không biết chư thiên vạn giới là cái gì liễu phiêu phiêu cung kính thỉnh giáo tiêu lương đang quỳ trên mặt đất một câu cũng không dám nói hắn biết thực lực của bản thân quá kém bối phận lại thấp tốt nhất là câm mồm quy phải đủ thành kính nói không chừng tiền bối cao hứng sẽ ban thưởng cho bảo vật thực lực của ngươi quá yếu không biết cũng bình thường sở huyền bắt đầu triển khai công phu lừa bịp ngay cả nhậm trường Hà cũng bị hắn xoay như trong chóng Trở nên ngu ngốc, huống chi liễu phiêu phiêu này còn không bằng nhậm trường Hà. Lúc hắn lừa bịp nhậm trường Hà còn chưa có hám thiên thần tướng đâu. Hiện tại đã có hám thiên thần tướng, nếu như lừa bịp, càng có khả năng khiến cho đối phương mắc câu, tin tưởng mình là cường giả khủng bố. Người không biết chư thiên vạn giới, vậy người có biết tình huống cụ thể cử vực 50 châu? Sở Huyệt giả vờ giả vịt hỏi thăm hắn cảm giác tình huống của cửu vực 50 châu, có lẽ rất sâu, tuy nhiên thiên cảnh đã là cường giả cực hạn, nhưng phía trên thiên cảnh vẫn còn thần cảnh trong truyền thuyết. Chẳng lẽ cửu vực 50 châu không có thần cảnh? Đương nhiên là vãn bối có biết, cửu vực 50 châu có 5 vực thuộc nhân tộc, một vực thuộc ma tộc, một vực thuộc yêu tộc, còn có một vực chứa đủ loại chủng tộc mà ở trong 9 vực này, chỉ có hoang cổ vực là rất thần bí. Nghe đồn, hoang cổ vực còn lớn hơn so với tám vực còn lại. Có rất nhiều cường giả thiên cảnh đã từng thăm dò hoang cổ vực, nhưng chỉ có thể loanh quanh ở biên giới, hơn nữa còn bị chết rất nhiều. Hoang cổ vực là khu vực duy nhất chưa ai khám phá, nghe đồn chỉ có thần cảnh mới có thể tiến vào, cũng chỉ có hoang cổ vực mới có thể đột phá tới thần cảnh. Cho tới nay, theo truyền thuyết chỉ có hoang cổ vực mới có thần cảnh, hơn nữa tựa hồ bởi vì nguyên nhân nào đó mà thần cảnh không thể rời khỏi hoang cổ vực. Liễu phiêu phiêu giảng giải đại khái về cửu vực 50 châu. Sở huyệt hơi híp mắt, nguyên lai hoang cổ vực mới chính là khu vực thần bí nhất. Khó trách, ngay cả nhân vật châu bò như nhậm trường hà cũng bị nhốt tại lạc thần quật trong hoang cổ vực. Nếu như hoang cổ vực thần bí như vậy, thì con đường liên thông chư thiên vạn giới sẽ đặt tại hoang cổ vực. Những thần cảnh đã biến mất kia đều tiến vào chư thiên vạn giới chỉ có thần cảnh mới có tư cách đi vào chư thiên vạn giới. Trong đầu đã hình thành phương hướng lửa bịp, sở huyên liền mở miệng nói, tiểu oa nhi, cô gái nhỏ, những gì người biết cũng chỉ là mặt ngoài mà thôi, nếu như đã hữu duyên gặp nhau, thì bản tôn sẽ nhắc nhở ngươi một ít. Liễu phiêu phiêu có chút câm nín, mười vạn năm trước mình chính là cường giả thiên cảnh. Vậy mà gọi mình là tiểu oa nhi, bất quá vị tiền bối này, hẳn là sống rất lâu rồi, dùng tuổi của hắn gọi mình là cô gái nhỏ cũng không có gì. Kính xin tiền bối giải thích nghi hoặc, cử vực 50 châu, bất quá chỉ là một góc hoang vắng trong chư thiên vạn giới, thần cảnh trong miệng ngươi, cũng chỉ là là hoàng giả mà thôi, bản tôn thổi một phát, là có thể tiêu diệt một đám. Thần hồn liễu phiêu phiêu cũng trở nên rung động, cả người đều phát mộng, thần cảnh trong truyền thuyết, sao lại như mặt hàng ngoài chợ vậy? Thở ra một hơi là có thể tiêu diệt một đám, tuy là trong lòng đầy nghi hoặc, nhưng lại cảm thấy vì tồn tại thần bí này có thể là đang nói thật. Mà cử vực 50 châu cũng chỉ là một góc hoang vu của chư thiên vạn giới. Chương 104, đã là kiếp cũng là duyên, chư thiên vạn giới kia là tồn tại rộng lớn ra sao? Nên biết rõ, tại cử vực 50 châu thì hoang cổ vực là nơi rất rộng lớn, ẩn chứa rất nhiều bí mật chưa ai biết. Giờ khắc này, Liễu Phiêu Phiêu cảm giác nhận thức của mình đã bị phá vỡ cảm giác bản thân rất nhỏ bé. Đầu óc tiêu lương cũng mê muội vừa rồi hắn còn lấy nhậm trường hà làm gương, làm mục tiêu phấn đấu, muốn nổi danh cử vực 50 châu. Nhưng hiện tại, có người nói cho hắn biết, cử vực 50 châu chẳng qua chỉ là một góc hoang vu. Trong nháy mắt, hắn cảm giác mình chả khác gì ếch ngồi đáy giếng. Sở huyên rất hài lòng phản ứng của liễu phiêu phiêu cùng tiêu lương, cảm nhận thần hồn cũng bị rung động. Bị dọa sợ đến vỡ mật, chỉ có thể là vậy, người trẻ tuổi phải có tầm mắt rộng một chút, lấy nhậm trường hà làm gương, tính toán bố cục cái gì, ngay cả con hàng kia cũng bị mình lừa bịp quay như trong chóng, còn đang tự hoài nghi thiên phú của bản thân. Cho rằng mình chính là phế vật, con đường liên thông tới chư thiên vạn giới, nằm tại hoang cổ vực, người trẻ tuổi, phải biết phấn đấu. Sở huyền dùng giọng điệu tiền bối, động viên một phen. Liễu phiêu phiêu chấn động tâm thần, thì ra hoang cổ vực thần bí, ẩn giấu con đường liên thông tới Chư Thiên Vạn Giới, khó trách vẫn luôn nghe nói hoang cổ vực có thần cảnh, nhưng thần cảnh lại không đi ra hoang cổ vực. Thì ra đã đi tới Chư Thiên Vạn Giới, giờ khắc này, Liễu Phiêu Phiêu có cảm giác, trước kia mình chỉ là ếch ngồi đáy giếng, không biết trời cao bao nhiêu. Đa tạ Tiền Bối giải thích nghi hoặc, trong lòng Liễu Phiêu Phiêu rất kích động, ta đã biết một bí mật mà vô số cường giả thiên cảnh đau khổ tìm kiếm tiểu nữ hoa không cần đa lễ, bộ dáng sở huyền rất vui mừng, bản tôn xem trạng thái thần hồn của ngươi, đúng là có chút suy yếu. Liễu phiêu phiêu lập tức kích động, chẳng lẽ tiền bối muốn giúp mình? Đối với cường giả bực này, chuyện tái tạo nhục thân chỉ là cái phất tay mà thôi. Kết quả là nàng suy nghĩ nhiều, sở huyền có bảo vật tái tạo nhục thân, cũng sẽ không vô duyên vô cớ cho nàng. Trạng thái thần hồn của ngươi đã là kiếp cũng là duyên là kiếp hay duyên, đều dựa vào giác ngộ của ngươi. Liễu phiêu phiêu có hơi thất vọng, bất quá nghĩ lại, nếu như tiền bối đã nói đã kiếp cũng là duyên, kiếp thì nàng đã biết, còn duyên là cái gì? Liễu phiêu phiêu cung kính nói, mời tiền bối giải thích nghi hoặc cái gì gọi là duyên. Cũng được, bản tôn sẽ chỉ điểm cho ngươi, có thể hiểu được hay không, phải xem ngộ tính cùng cơ duyên của ngươi. Sở huyên mở miệng nói ra, kiếp chính là ngươi đã mất đi nhục thân, chỉ còn thần hồn mà duyên thì nằm tại thần hồn làm thế nào để ngưng tụ thần hồn thần hồn chính là căn nguyên là thứ cơ bản dùng để cảm ngộ lấy thần hồn cảm ngộ pháp tắc đại đạo dẫn đại đạo dung nhập vào thần hồn thì thần hồn có thể lột xác sau khi thần hồn lột xác đã có đạo vận nắm giữ một mảnh thiên địa thần hồn cũng chính là thiên địa cũng chính là pháp tắc ở bên trong thần hồn của ngươi cũng có thể khống chế mọi pháp tắc Sở huyết giả bộ cao thâm bịp bợm vài câu, đương nhiên cũng không phải nói lung tung, trong lời của hắn cũng có vài phần căn cứ. Nói tóm lại, chính là dẫn đạo vận vào thần hồn, dùng đạo vận làm kíp nổ, giúp thần hồn nắm giữ pháp tắc thiên địa, phạm vi được thần hồn bao bọc, mọi pháp tắc đều được khống chế trong tay. Phạm là người xông vào phạm vi pháp tắc của nàng, sinh tử của đối phương đều bị nàng khống chế. Nói thẳng ra, chính là lừa dối liễu phiêu phiêu thần hồn có thể dung nhập pháp tắc, khống chế pháp tắc, dưới trạng thái này càng dễ dàng cảm ngộ đại đạo. Pháp tắc nằm trong tay ngươi, chẳng qua nhục thân cũng chỉ là một ý niệm. Sở Huyền vừa nói xong, ngươi đã đã nắm pháp tắc trong tay, nếu như muốn một bộ thân thể, tự nhiên rất đơn giản. Đây chính là duyên, Liễu Phiêu Phiêu trở nên im lặng, trong lòng rung động không thôi, không hổ danh là tiền bối, thần hồn lại có thể dẫn đạo vận vào, nắm giữ được pháp tắc nhưng làm sao có thể dẫn đạo vận vào đại đạo rất khó lường cho dù là cường giả thiên cảnh cũng không thể nắm giữ thứ mà thiên cảnh có thể khống chế cũng là pháp tắc một mảnh thiên địa có thể nói đã gần như hoàn thiện pháp tắc thiên địa nhưng mà vẫn không cách nào chạm tới đại đạo chỗ nào mà chẳng có đại đạo nhưng quan trọng là làm cách nào cảm ngộ nàng ở trạng thái thần hồn cũng có thể gọi ra vực của thiên cảnh bất quá tiêu hao rất nhiều hồn lực không có nhục thân chống đỡ, cần rất nhiều thời gian mới có thể khôi phục. Thần hồn của nàng, nếu như có thể nắm giữ pháp tắc trong thiên địa, thì có thể chân chính không chế pháp tắc trong thiên địa, mà không cần phải xây dựng pháp tắc ở bên trong. Giữa hai thứ này, mạnh yếu ra sao không cần nói cũng biết. Nếu như nàng có thể nắm giữ pháp tắc, khống chế pháp tắc một phương, cho dù đối mặt với cường giả thiên cảnh, thì nàng cũng không sợ chút nào. Thậm chí, có thể dựa vào pháp tắc thiên địa, phá vỡ vực của đối phương, chém giết đối phương. Chương 105, tiền bối quá cao thượng, nếu như nàng có thể làm được bước này thì thực lực tuyệt đối sẽ mạnh hơn so với lúc còn đỉnh phong. Nhưng mà Liễu Phiêu Phiêu cũng không có ai chỉ dẫn, cho nên không thể nào thực hiện được. Khi nàng muốn hỏi thêm thì tựa hồ Sở Huyền đã biết rõ ý nghĩ của nàng, nhàn nhạt, nhạt nói một câu, pháp không khinh truyền. Trong lòng Liễu Phiêu Phiêu chấn động, không nói ra lời, Sở Huyền tiếp tục nói ở chỗ nào cũng có đại đạo, một bông hoa một cọng cỏ đều là đạo, một giọt nước một viên đá, cũng là đạo, người cứ chậm rãi cảm ngộ. Đa tạ tiền bối chỉ điểm, liễu phiêu phiêu cung kính hành lễ, đây là đại ân, gặp được xem như có duyên, cũng được, bản tôn tặng ngươi một vật khôi phục lại thần hồn. Trong tay sở huyền xuất hiện một cái bình nhỏ, chính là dưỡng hồn dịch, dùng một giọt đã có thể khôi phục hồn lực tiêu hao. Cho dù là cường giả thiên cảnh, tác dụng vẫn không đổi. Hệ thống thưởng cho hắn nguyên một vạc lớn, tặng đi chỉ một bình nhỏ, Sở Huyền cũng không thèm nháy mắt. Dù sao cũng là cao nhân, nếu như chỉ cho vài giọt, chẳng phải là quá keo kiệt. "Huống chi, đồ vật này cũng không phải cho không, Tiêu Lương cùng Liễu Phiêu Phiêu sẽ đến Nam Châu, Sở Huyền lại có rất nhiều biện pháp, bắt đối phương trở thành đệ tử của mình, giúp hắn làm việc vặt." Khôi phục một ít hồn lực cho Liễu Phiêu Phiêu cho nàng một ít bảo vật để bảo hộ, cũng là chuyện cần thiết. Một vị thần hồn thiên cảnh đã đủ khuế đục chiến ma cổ địa. Hắn nằm một chỗ quá buồn chán, không hạ một vài quân cờ, đảo loạn bố cục của kẻ khác thì không có gì thú vị rồi. Đương nhiên, vì nắm chắc khống chế liễu phiêu phiêu, sở huyền đã âm thầm, thả chủng hồn ấn bên trong dưỡng hồn dịch. Đổ ra một giọt dưỡng hồn dịch, thoạt nhìn tựa như một dấu ấn, rất huyền bí đúng không? Khẳng định nàng sẽ rất rung động, xem bảo vật của Tiền Bối, không giống người thường. Một khi đặt vào trong thần hồn, còn không phải bị mình khống chế sao? Trong lòng Sở Huyền thầm đắc ý, thần hồn liễu phiêu phiêu được khôi phục, lại có lá bài tẩy, thực lực tiêu lương sẽ tăng nhiều. Hắn đến Nam Châu, tất nhiên là trên đường sẽ rèn luyện, chắc chắn phải qua một đoạn thời gian mới đến Nam Châu. Bất quá, trước khi chiến ma cổ địa mở ra, tất nhiên hắn sẽ xuất hiện khi đó có lẽ mình đã đột phá đến thiên cảnh tiểu nữ oa ngươi cảnh giới quá thấp bản tôn lại không có bảo vật thích hợp với ngươi đây là một lọ dưỡng hồn dịch miễn cưỡng cũng coi như quà tặng vừa vạn ngươi cũng đang cần đến một giọt là có thể khôi phục thần hồn bị tiêu hao liền cho ngươi đi vừa nói xong đã ném chiếc bình truyền tống thông qua vạn thiên kính đa tạ tiền bối liễu phiêu phiêu kích động không thôi nên biết rằng nàng đã mất nhục thân hồn lực rất khó khôi phục chỉ cần nàng có thể khôi phục lại hồn lực thực lực sẽ tăng nhiều dù cho đối mặt với cường giả thiên cảnh sơ kỳ vẫn có thể tin tưởng chạy thoát bình nhỏ vừa rơi vào tay sở huyền lại nói ngươi thử dùng một giọt nhìn xem có thể chịu đựng được hay không đương nhiên là hắn muốn nhìn thấy chủng hồn ấn được gieo vào thần hồn mới an tâm khi không mất đi một bình dưỡng hồn dịch cũng không phải là tính cách của sở huyền vâng tiền bối Liễu phiêu phiêu không trần chờ chút nào, trong lòng càng cảm kích tiền bối. Sợ thần hồn của mình không chịu nổi, xảy ra chuyện ngoài ý muốn, tiền bối có thể kịp thời ra tay cứu giúp. Phẩm hạnh của tiền bối rất cao, có lẽ đây mới đúng là cao nhân. Liễu phiêu phiêu đổ ra một giọt dưỡng hồn dịch, một giọt chất lòng màu xanh, một giọt này tựa hồ bao lấy một con dấu nhỏ. Liễu phiêu phiêu sợ hãi thán phục, không hổ danh là bảo vật của tiền bối vậy mà lại có thể hóa hình nuốt một giọt dưỡng hồn dịch vào thần hồn liên tục được tẩm bổ không ngừng khôi phục đồng thời đồ hảo cảm đối với tiền bối đột nhiên tăng vọt một điểm nghi ngờ trong đầu cũng không có liễu phiêu phiêu không hoài nghi chút nào chẳng qua chỉ là cảm động được tiền bối ban tặng bảo vật nếu như hảo cảm không tăng vọt lại sinh ra ý nghĩ xấu xa thì không phải phẩm hạnh quá kém rồi hay sao liễu phiêu phiêu tự cho rằng phẩm hạnh của mình đoan chính Biết thế nào là báo ân, cho nên, nàng xem chuyện hảo cảm tăng vọt là chuyện rất bình thường. Chỉ chốc lát sau, hồn lực đã hoàn toàn khôi phục, đạt tới trạng thái đỉnh phong. Liễu Phiêu Phiêu cảm động đến rơi nước mắt, Sở Huyền liền yên tâm, một lọ dưỡng hồn dịch mà thôi, rất đáng giá. Tiêu Lương là đệ tử của nàng, vạn nhất thần hồn bị hao tổn, cũng có thể xài ké, tự nhiên chủng hồn ấn cũng được gieo vào thần hồn. Thậm chí dưỡng hồn dịch trong tay liễu phiêu phiêu bất luận là bị đoạt hay là bán ra hoặc là cứu chữa hảo hữu đều có nghĩa là bản thân mình lại có thêm nhiều nô bộc bạn đang nghe chuyện tại tán tu đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé chúc bạn nghe chuyện vui vẻ